Trung đoàn 273 trong mấy ngày tới phải tổ chức xuất kích đánh địch với kịch bản giống như trận ngày 20 tháng 6. Hôm nay họp hội nghị là ngày 10 tháng 7. Các đơn vị về làm công tác chuẩn bị tốt để đêm 12 sáng ngày 13 tháng 7 ta xuất kích tiến công địch. Sau khi họp quân chính ở trung đoàn về, anh Công, anh Đạt lại về họp bàn phương án tác chiến của tiểu đoàn 1. Thông thường, sau khi họp quân chính ở cấp quân đoàn, sư đoàn và trung đoàn, các đơn vị cấp cơ sở sẽ triển khai kế hoạch tác chiến. Trận này, trung đoàn yêu cầu tiểu đoàn 1 chỉ cử một đại đội tăng cường luồn sâu với tiểu đoàn 3. Đại đội 2 và một số anh em đại đội 4 cùng các đồng chí vận tải, trinh sát, trừ hai đồng chí trinh sát dẫn đường cho đại đội 1 luồn sâu lên thay vị trí chốt của đại đội 1, hướng đông survey check. Có hai đại đội của trung đoàn 266 vòng ép hướng đó. Tiểu đoàn 3 và đại đội 1 vòng ép hướng bên trái, tách một đại đội cùng đại đội 1 chia thành hai mũi đánh vòng vào phum như lần trước. Tiểu đoàn 2 vẫn cùng xe bọc thép đánh ép lên. Mọi việc chuẩn bị phải hoàn tất vào trưa ngày 12 tháng 7, đúng 22 giờ phải tổ chức luồn sâu và giờ G ấn định là 5 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 7 năm 1978. Tóm lại, trận này ta tổ chức kịch bản giống như trận ngày 20 tháng 6, chỉ có điều là sử dụng lực lượng có khác trước, là có sự phối hợp tác chiến tấn công của hai đại đội của trung đoàn 266 thay cho hai đại đội của tiểu đoàn 3 đảm nhiệm hướng cánh phải. Anh em cán bộ được phổ biến là lực lượng của Pol Pot tập trung đông hơn lần trước. Lần này tác chiến trên cùng một địa hình nên bọn Pol Pot đã đề cao cảnh giác hơn. Phải nhắc anh em các đơn vị không được chủ quan coi thường địch. Có phương án đề phòng Pol Pot phản kích ngay, bù bám ngay, gây khó khăn cho ta khi đã làm chủ trận địa. Quay trở về vị trí chốt, anh Công và anh Đạt đã tổ chức họp cán bộ để phổ biến tình hình, nhiệm vụ của đại đội. Hiện tại hơn 20 ngày giữ chốt và tăng cường cho chốt đại đội 3. Quân số của đại đội cả bổ sung mới, được gần 40 tay súng. Lần này đi luồn sâu phối thuộc, được tăng cường một khẩu 12 ly 7 của đại đội 4. Cùng thông tin trinh sát, lực lượng của đại đội 1 được gần 60 người. Mọi công tác chuẩn bị cho trận chiến cũng đã xong. Anh em đại đội 2 và các lực lượng đến thay chốt cũng đã nhận vị trí từ chiều để làm quen với địa hình. Anh em đại đội 1 được nghỉ ngơi đến tận giờ xuất phát. Công tác chuẩn bị đã xong. Mấy anh em tôi trong ban chỉ huy đại đội ngồi nói chuyện. Mọi người đều không vui vì phải chiến đấu tăng cường. Nếu cả tiểu đoàn cùng đi tác chiến thì không nói, còn thường đi tăng cường chiến đấu, đôi khi nó gần giống như là con nuôi và con đẻ vậy. Sự quan tâm của chỉ huy đơn vị phối thuộc thường coi nhẹ các đơn vị con nuôi hơn. Thậm chí, có đơn vị khi rút quân, quên luôn cả không báo cho đơn vị phối thuộc. Nên tâm lý các đồng chí chỉ huy bao giờ cũng có tư tưởng ngại đi chiến đấu theo kiểu tăng cường này. Nghĩ là vậy, nhưng nhiệm vụ đã giao thì ai cũng phải chấp hành. Tuy rằng trong lòng không vui và thoải mái, cũng không được để lộ cái suy nghĩ ấy cho anh em cán bộ chiến sĩ cấp dưới biết, ảnh hưởng đến tư tưởng, đến sức chiến đấu của toàn đơn vị. Trời chiều lất phất mưa, những cánh đồng trước mặt đã là một màu trắng mênh mông nước. Xa xa, thỉnh thoảng mới thấy một vài bờ cỏ. Xa nữa, có một bờ mương thẳng tắp. Nhiệm vụ của đại đội 1 và tiểu đoàn 3 đêm nay phải vượt qua đồng nước mênh mông đó, vượt qua bờ mương cao kia, luồn sâu vào đất địch, tránh né các chốt của địch, ém tại đó để sáng mai giờ G xung phong tấn công tiêu diệt địch. Đến 4 giờ chiều, các trung đội đã tổ chức cho bộ đội ăn cơm, nhận thêm một phần cơm nắm, không phải độn bo bo, rồi nghỉ ngơi đợi lên đường. Hoàng hôn đã tắt, bóng tối ập xuống rất nhanh, cũng giống như những ngày qua. Như hôm nay, anh em đại đội 1 không phải vào vị trí gác,
mà mọi người đang âm thầm làm công việc chuẩn bị cho trận chiến đêm nay. Sẽ lại có một đêm ngâm trong nước, có một đêm thức trắng, có một ngày chiến đấu vô cùng vất vả. Ai cũng nghĩ là như vậy, cũng thấy trước được những cảnh đó sắp diễn ra. Mọi người chính là người trong cuộc. Đợi giờ xuất phát, bao giờ cũng cảm thấy thật dài. Nhưng cũng không ai có thể vô tư mà ngủ được. Anh em thì thầm chuyện trò, những chuyện của lính thì bao giờ cũng là đề tài bất tận. Khoảng 7 giờ tối, lại bàn hợp sướng bằng các loại súng của Pol Pot vào đội hình các đại đội. Các đồng chí tay chốt cũng bắn trả. Trong chiến đấu, nhất là ở chốt, cứ đông quân là cảm thấy được ấm lưng hơn. Giá như quân số của đại đội được đông như thế này. 8 giờ tối đến 9 giờ tối, rồi 9 giờ 30 phút, Pol Pot tập kích và chốt hai lần nữa. Không có ai bị thương vong. Trinh sát tiểu đoàn báo tiểu đoàn 3 đang đến. Anh Đạt nói liên lạc xuống báo cho các đơn vị ra vị trí xuất phát. Anh em chúng tôi cũng ra vị trí tập trung. Tôi cùng một đồng chí liên lạc xuống đi cùng với tiểu đội cối 60 ly. Toàn đội hình lặng lẽ lên đường. Ra khỏi rìa phum là anh em bắt đầu phải lội nước. Bước chân đầu tiên lội xuống nước, xuống sình mới ngại làm sao. Bên Campuchia không có mùa đông, nhưng trời mùa mưa thường mát hơn mùa hè rất nhiều. Buổi tối nhiệt độ lại giảm hơn cả cái mát. Gió trời lồng lộng, mưa lất phất. Cũng không có ai có áo mưa. Đi trận khoác áo mưa thì thật là không hợp lý. Nên nước mưa, nước ruộng làm cho anh em thấy lạnh ghê gớm. Nhưng đấy là cảm giác đầu khi bước chân xuống nước. Có khi đã bị bõm được một lúc, đầu óc luôn phải tỉnh táo, phải căng tai, căng mắt ra. Mà đi trong đêm thì không có ai thấy lạnh nữa. Cái rét, cái lạnh không thắng nổi sức nóng trong cơ thể của những người lính chiến. Bị bõm ở giữa đồng nước rộng, vẫn hai đồng chí trinh sát, tiểu đoàn lần trước dẫn thường. Đi theo đường tiền nhập cũ, đi được một quãng, tôi cảm thấy cứ ngứa ở dưới ống chân, không biết có gì vướng vào. Bèn thò tay xuống gãi, thấy có gì nhơn nhớt bám vào da thịt. Tôi cầm dứt ra, nhưng có vẻ cứ trơn trơn, dính nhằng nhằng. Thôi chết rồi, đĩa. Cái thứ mà tôi sợ nhất đang bám vào, hút máu tôi. Tôi dùng mình, nghĩ lại ngày xưa về quê, mà ra ruộng chơi, những ruộng nước trong veo, có những loại hoa trắng nhỏ, lá như lá sen nhỏ, cũng xòe lan mặt nước. Tôi lội xuống đưa tay với, định hái những bông hoa ấy. Thì trời ơi, những con đỉa lúc nhúc bơi đến, lội nhanh lên bờ, mà đã có mấy con bám đeo vào chân, giật mãi mới ra được. Theo kinh nghiệm mọi người nói, nên nhỏ ít nước bọt vào tay, cầm kéo đỉa ra dễ hơn. Tôi cũng làm theo như vậy, và kéo được con đỉa rồi vứt đi. Tôi đưa tay sờ vuốt kiểm tra hai chân. Trời, nhiều đỉa quá. Tới hàng chục con đã bâu bám hút máu tôi. Loại đỉa này có cái chất gì đó mà khi hút máu, ở cái chỗ vết thương đó rất khó cầm máu. Ở quê, thường mọi người hay cấu tí lá nón dán vào để ngăn máu chảy. Còn ở đây hàng chục vết cắn như thế này, lấy gì mà dịt mà ngăn máu chảy. Sau hồi này ở đây nhiều đỉa thế không biết, chắc do nước ngập lâu nên lũ này sinh ra nhanh chóng. Vậy chắc tất cả anh em đều bị, nhưng làm sao đây? Không ngờ loại nhuyễn thể này lại trở thành kẻ thù của mình được, trực tiếp hút máu mình, hút máu anh em đồng đội mình. Tôi nói đồng chí liên lạc, nói cho anh em là đỉa rất nhiều. Anh em cũng đã phát hiện điều này và cũng đang rất bức xúc, khó xử với lũ hút máu này. Đội hình cứ lúc đi lúc dừng, nhích từng đoạn một, đợi trinh sát chọn đường, cắt phương vị, tránh né các chốt dâu tôm của Pol Pot. Trời mưa, nên bọn Pol Pot có lẽ cũng chủ quan trong việc canh gác hướng này. Còn hướng chốt của tiểu đoàn vẫn thấy tiếng súng tập kích của Pol Pot cùng tiếng súng bắn trả của anh em chốt. Đúng là lính nào thì cũng khổ như nhau.
Bọn lính Pol Pot cũng đâu có sung sướng gì. Có khi chúng còn khổ, chịu khổ hơn cả lính mình nữa chứ. Suy cho cùng, bọn lính ấy cũng là con em nông dân, người lao động, bị huy động hoặc bắt vào quân đội diệt chủng, thực hiện mưu đồ đen tối, khát máu của tập đoàn Pol Pot Ieng Sary. Chính bọn chúng đã gây hấn, thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở biên giới Tây Nam chúng ta. Cũng cứ tưởng năm 1975, cách mạng Campuchia thành công, cách mạng Việt Nam thành công, thì những người lính, người dân ở hai nước được sống trong hòa bình. Có ai ngờ, sự ngông cuồng, sự ngu ngốc, sự hiếu chiến của chúng đã làm hai đất nước, hai dân tộc chưa kịp hàn gắn vết thương sau cuộc chiến dài lại lao vào một cuộc chiến tranh mới, gây nên những thù hận mới, vết thương mới. Tao căm thù chúng mày, khi ghét chúng mày hơn cả những con đỉa đang hút máu chúng tao đây. Tôi thầm nghĩ như vậy. Vòng vèo mãi, gần 3 giờ sáng, đội hình cũng đã đến vị trí tập kết. Trinh sát quay lại đón đại đội 9 của tiểu đoàn 3 lên đánh cùng hướng với đại đội 1. Hai đại đội tiếp tục hành quân. Vào đến vị trí tập kết, anh Đạt nhanh chóng bố trí đội hình tấn công của đại đội, rồi cùng liên lạc và trinh sát sang đại đội 11, bàn việc phối hợp tác chiến với đại đội trưởng Ngọc. Anh em chuẩn bị hố chiến đấu, rồi lại bắt đầu bài ca cơm nắm bột canh. Mệt và đói, nên nắm cơm như là thật nhỏ, vèo một cái là hết. Nhưng nắm cơm này cũng làm cho anh em tăng được bao nhiêu cân sức khỏe. Anh Đạt cùng hai trinh sát đã về. Anh Ngọ và anh Ngân trinh sát sang chỗ tôi thì thầm nói chuyện. Mấy năm trước, khi làm trợ lý tiểu đoàn bộ, tôi thường hay sang tiểu đội trinh sát chơi cờ. Nguyễn Đăng Ngân và bộ đội tháng 5 năm 1972, quê Thái Bình. Còn Nguyễn Trị Ngọ và bộ đội tháng 12 năm 1974, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tôi với hai anh em có rất nhiều kỷ niệm. Với Ngân thì năm 1976, cùng trong tổ 4 người do tôi phụ trách, biệt phái xuống phường 7, quận 11, làm công tác kê khai, cải tạo tiểu thủ công nghiệp. Thời gian đó khoảng 6 tháng. Chính thời gian này tôi gặp Thanh, cô bé cạnh nhà của đội công tác. Năm đó có 16 tuổi, đôi mắt to, tròn, đen láy, nước da trắng, tóc dài. Ở Sài Gòn, người như vậy để tóc dài là hiếm. Không hiểu sao, qua một vài lần gặp, Thanh đã nhanh chóng quý mến tôi. Rồi cả cái xóm chung cư Lý Thường Kiệt, lô A ấy đều trêu, đều ghép chúng tôi với nhau. Nguyễn Trị Ngọ là người Hương Sơn, Hà Tĩnh, mới học xong lớp 12 rồi nhập ngũ ngay. Dáng Ngọ cao lớn, đẹp trai, nhanh nhẹn, rất có bản lĩnh trong chiến đấu, sống tình cảm, rất hay tẩm quất cho tôi. Ngọ có một bài tẩm quất gia truyền rất tuyệt. Hôm nào thấy người mệt mỏi, tôi hay nhờ Ngọ đánh cho một bài. Ngọ đấm đấm bóp bóp, vỗ nổ đồm đốp rất điệu nghệ, rồi điểm một số huyệt đạo, xong lấy tay bẹo các thứ thịt. Kỳ lạ, tay Ngọ bẹo vào chỗ nào cũng kêu răng rắc, rất thích và sảng khoái. Tôi đã nói Ngọ dạy cho bài tẩm quất này. Ngọ đã hứa là truyền nghề, nhưng đến bây giờ đã 2 năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Hồi đầu giải phóng, làm quân quản ở phường Bình Thới, quận 11, tôi là đội trưởng. Trong đội có cả Ngọ. Ngày đầu giải phóng, những công việc quân quản rất bận rộn. Nào là kê khai dân số, lứa tuổi, trình độ, nghề nghiệp. Tìm và thanh lọc những phần tử phản động, phần tử trong chế độ cũ, có nợ máu lẩn trốn trong dân. Không chịu khai báo để đi học tập cải tạo. Trong thời gian ấy, Ngọ có yêu cô Thủy trong đội công tác cùng phường. Đơn vị biết ngăn cấm, nhưng Ngọ vẫn yêu đến tận bây giờ. Tôi mới hỏi chuyện, Ngọ nói hai đứa vẫn yêu nhau, đang đợi được dịp về nghỉ làm đám cưới. Tôi thầm cảm động, cảm phục tình yêu của Ngọ và Thủy. Chợt nghĩ đến mình, tại sao tôi lại nói lời chia tay ngay khi biết có lệnh đi chiến đấu ở biên giới. Giờ này Thanh đang làm gì? Chắc còn đang ngủ.
Liệu trong giấc mơ ngủ có bao giờ Thanh mơ thấy tôi? Có quyển sách nào đó tôi đã đọc có câu: khi em ngủ, thần thoại về đâu trên mắt em? Cuộc đời màu xanh, tình yêu màu hồng. Còn chúng tôi, Ngọ, Ngân, cùng bao anh em ở đây, ai cũng đã từng có tình yêu, có vợ, có con, có những dự định cho cuộc đời đôi lứa. Nhưng giờ đây, suốt ngày ung ung, oàng oàng, sình lầy nước đọng, đìa bâu thế này, liệu có bao giờ có nổi những giấc mơ thần tiên ấy? Tôi giật mình vì tiếng vỗ cánh của đàn chim kiếm ăn sớm. Tôi cũng giật mình vì sao hôm nay mình miên man, ủy mị đến thế. Tôi nói Ngọ và Ngân một câu hơi thừa: khi xung phong, hai ông bám cùng ban chỉ huy đại đội nhé. Rồi tôi xuống trung đội 1. Trung đội trưởng Vinh đã hy sinh. Đồng chí Minh đi viện, về lên thay vị trí của Vinh. Tôi trao đổi với Minh mấy câu thì đã nghe tiếng đề pa của cối bắn vào trong phum. Tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ của đạn cũng đã hòa gần là một. Đầu tiên thưa dần, rồi rền vang cấp tập. Tôi về chỗ cối 60 ly xem anh em bắn. Hai đại đội là 4 khẩu 60 ly cũng tong, tong, tong vào trong phum. Không gian vỡ òa, mùi khói thuốc phóng đã khét lẹt. Các loại cối pháo bắn 15 phút thì có 3 phát pháo hiệu đỏ vụt lên. Chuẩn bị xung phong. Đầu tiên là 2 khẩu 12 ly 7, 4 khẩu đại liên của đại đội. Thùng, thùng. Điểm xạ bắn găm vào phum. Các loại B-40, B-41 ùng oàng cấp tập vào rìa làng. Tiếng anh Công, anh Đạc hô xung phong. Toàn đại đội lao lên, vừa hô xung phong vừa bắn. Đại đội 11 của anh Ngọc, tiếng hô vang thật to. Tất cả lao lên như vũ bão. Tôi cùng Ngân, Ngọ cũng làm mấy loạt AK, rồi lao lên cùng anh em. Đã có tiếng súng của Pol Pot bắn trả, cả tiếng ùng oàng của B-40, B-41 nữa. Anh em nhanh chóng phản vào các mục tiêu vừa bắn của Pol Pot. Tôi cùng đồng chí liên lạc đã lên được bờ đất cao, đang tiến, chợt thấy lóe lửa ngay phía trước. Oang! Đất tung lên cùng tiếng nổ thật đanh. Tôi và Hiệp đều đổ ập người xuống. Đồng chí An, y tá chạy đến xem và kiểm tra vết thương rồi băng cho tôi. Tôi thấy choáng một lúc rồi tỉnh táo ngay. Như vậy là tôi hơi bị ép vào mảnh găm nhẹ ở trán. Chân có một vài vết thương nhỏ. Mọi người đã tấn công vào trong phum. Hiệp cũng bị thương nhẹ. Tôi cùng Hiệp và đồng chí y tá bám đuổi theo đội hình. Thật hú hồn. Nếu tôi tiến nhanh được mấy bước thì không biết thế nào. Tiếng súng vẫn nổ dồn ở mọi hướng. Lần này bọn Pol Pot có vẻ chống cự dài hơn lần trước. Nhưng chúng cũng chỉ chống cự được một lúc, không chịu được sức công phá như vũ bão của ta. Tất cả bật chốt chạy, anh em truy kích. Hướng tiểu đoàn 3 cũng đã ảo tới. Đồng chí Thao, tiểu đoàn trưởng, gặp tôi nói: mấy anh em cụm lại đây, để rồi vận tải nhanh chóng đưa các thương binh liệt sĩ về sau trước. Tiểu đoàn 3 cũng đã có 2 đồng chí hy sinh, mấy người bị thương. Đồng chí Lưa, chính trị viên tiểu đoàn 3, nhanh chóng tổ chức cho vận tải khiêng cáng anh em hy sinh và bị thương nặng về phía sau. Anh Công cũng nói với tôi và Hiệp cùng về luôn. Chúng tôi quay về chốt theo đường thẳng. Phía sau, tiếng súng truy đuổi của Pol Pot vẫn nổ rồn. Tôi cùng nhóm vận tải khiêng cáng thương binh cùng 2 đồng chí liệt sĩ về phẫu trung đoàn. Đằng sau tôi, các loại súng vẫn nổ. Về tới phẫu, các y bác sĩ, anh Thu, anh Quyết, anh Chính, bác sĩ Nhật nhanh chóng xem vết thương cho mọi người. Có đồng chí bị thương nát gối, phải cắt bỏ ngay. Tôi thấy bác sĩ Nhật nói nhỏ với các đồng nghiệp như vậy. Anh Chính xem vết thương cho tôi. Tôi nói chắc em bị mảnh nhỏ thôi. Anh Chính nói: rất may là nếu mảnh sâu một chút nữa thì cũng ảnh hưởng cả hai mắt. Còn sang phải, sang trái một tí thì cũng vào mắt. Vết thương ở mắt cá chân thì không có vấn đề quan trọng lắm. Rồi mọi người
làm các thủ tục kỹ thuật, lấy miếng mảnh nhỏ găm ở giữa hai đầu lông mày của tôi ra. Chỗ mắt cá chân cũng vậy. Bây giờ tôi mới thấy đau, khó đi hơn. Từ đó đến chiều, vẫn thấy anh em thương binh được chuyển về. Có cả một đồng chí chiến sĩ đại đội 1. Nhưng chưa kịp hỏi gì, thì đồng chí này vết thương nặng, chuyển lên tuyến trên ngay. Ở đây 2 ngày, tôi cứ thắc mắc về chi tiết của trận đánh còn lại, mà không được ai giải thích kỹ. Chỉ biết là Pol Pot tổ chức phản kích rất mạnh. Tới chiều tối, anh em mình mới rút về chốt. Ngày thứ 3, tôi nói với mọi người cho về cứ cho anh em. Vì ở cứ và phẫu cũng gần nhau. Vết thương nhỏ nên cũng chỉ dán gạc và băng dính. Thật vui khi về với cứ với anh em. Gặp lại nhóm ba cô, lại được đón nhận từ tay Cúc một ly nước chanh ngọt mát lạnh, làm cho tôi tỉnh táo ngay. Hay là do nụ cười, ánh mắt nhìn của mấy chị em, đặc biệt là của Cúc, với cách nhìn, cách nói ân cần, tình cảm pha chút bịn dịn, mà tôi tỉnh khỏe hẳn lên. Mấy vết thương nhỏ này cũng làm cho tôi tăng bản lĩnh hơn lên. Vì thường khi gặp tôi, mọi người hay nói tôi là dáng dấp như thư sinh, chứ không phải dáng dấp của lính trận. Ngày hôm sau, anh Công về cứ để làm chính sách, và cũng là để thăm tôi, thăm Hiệp. Nhưng Hiệp thì chuyển về phía sau. Hai anh em gặp nhau thật mừng. Tôi hỏi ngay tình hình trận chiến tiếp của hôm đó. Nhìn ánh mắt và giọng nói buồn buồn của anh Công, tôi xuống giọng nói, tình hình sao anh? Tôi chăm chú nhìn anh Công, hai hàng nước mắt của người đồng đội, người anh, người lính trận chảy xuống. Tôi cầm tay anh Công nói, có gì anh kể em xem. Anh Công nói, sau lúc Phú trở về, anh em truy kích, bọn Pol Pot dùng pháo cối bắn vào đội hình mình dữ quá. Một số anh em bị thương và hy sinh. Chúng bắt đầu vòng bọc phản kích lại ta. Chúng dùng cả xe bọc thép đứng ngoài xa bắn vào hỗ trợ cho bộ binh phản kích. Anh em phải chống cự tới chiều. Chúng bám dài, như là cố ý cầm chân mình đến tối. Tiểu đoàn 3 và mình phải xuất kích mấy lần. Đến gần chiều tối lại xuất kích, rồi rút nhanh, để lại một trung đội của mình và tiểu đoàn 3, một trung đội chốt cản đường. Chúng lại bầu đến. Trong trận chiến cản đường đó, khi anh em rút về, thì 7 đồng chí không về được. Đại đội mình 4 đồng chí, bên tiểu đoàn 3 đồng chí. Trời ơi, vậy là có 7 anh em hy sinh, chưa lấy được thi hài. Không ngờ trận đánh lại diễn ra phức tạp như vậy. Không biết nói gì hơn, mặt mũi cay xè, tôi nói cả anh Thú, anh Khi, 4 anh em ra quán gọi xị rượu và đĩa bò xào, nhâm nhi cho phần nào xoa dịu nỗi đau đang ở đỉnh cao này. Ly đầu tiên, cả 4 anh em giơ lên cụng, rồi cùng đổ xuống đất, như là một hành động biểu cảm sự thương nhớ các anh em hy sinh, cầu khấn cho các anh em được yên lòng siêu thoát. Hết một xị, rồi lại một xị nữa, nỗi đau vẫn không thể nguôi ngoai. Anh Công nói, lúc nữa có xe, tôi sang chốt làm công tác chuẩn bị. Trung đoàn đã có kế hoạch tấn công tiếp, bọn Pol Pot đang tập trung ở đó rất đông. Hôm qua đã tập kích mình rất mạnh, mình phải đánh lên để phá vỡ âm mưu tấn công của chúng, cũng là tìm anh em, đưa anh em về. Khoảng 2 giờ chiều, có xe sang chốt, anh em chia tay. Anh Công đứng dậy ôm tôi nói, Phú cứ yên tâm ở đây mấy ngày cho khỏe nha. Tôi cũng ôm anh thật chặt, không thể nói được gì hơn, nhìn chiếc tăng ga nặng nề chạy về biên giới cho tới khi mất hút. Ngày hôm sau, 17 tháng 7, trung đoàn lại tổ chức họp quân chính. Trung đoàn trưởng Trần Măng, chính ủy Diệp Xuân Ánh vẫn duy trì hội nghị. Sự có mặt điều hành trực tiếp của sư đoàn phó 10 thứ, các cấp trưởng chính trị, quân sự từ cấp đại đội, tiểu đoàn đều tham dự. Đại đội 1, đồng chí Nguyễn Văn Đạc, đại đội trưởng bị sốt rét đi viện, nên anh Phạm Văn Trọng đại đội phó đi họp cùng với anh Công. Sư đoàn phó 10 thứ tóm tắt về diễn biến trận tiến công Pol Pot ngày 13 tháng 7.
Đánh giá chung là chúng ta đã chiến thắng, đã đập tan được âm mưu bù bám, tấn công chiếm chốt của Pol Pot. Nhưng chúng cũng đã có chút kinh nghiệm trong trận ngày 20 tháng 6. Cộng số đầu đơn vị của Pol Pot ở khu vực này tới 3 sư đoàn, rất đông quân, nên sau khi bật chốt, chúng đã bù bám phản kích ta ngay. Như vậy chúng ta, tiểu đoàn 3 và đại đội 1 tăng cường cùng các đơn vị đã tấn công mạnh mẽ, đã tổ chức lui quân hợp lý. Đương nhiên, chúng ta có những thương vong. Hai trung đội đã ở lại cản địch, chiến đấu rất dũng cảm, tiêu diệt được nhiều địch, hoàn thành nhiệm vụ. Trong số này có đồng chí đang làm lại ở đó. Sư đoàn, trung đoàn biểu dương ý chí chiến đấu của các đồng chí, các đơn vị tham gia chiến đấu và phục vụ trận chiến vừa qua. Nhưng chúng ta cũng đang có một việc rất quan trọng là 7 đồng chí đang nằm lại đó. Chúng ta phải tổ chức đánh tiếp để phá vỡ, đập tan âm mưu của Pol Pot, tìm anh em để đưa anh em về. Đồng chí trung đoàn trưởng Trần Măng giới thiệu đồng chí Nguyễn Sông Thao, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, được điều lên làm tham mưu phó trung đoàn. Nhưng đồng chí Nguyễn Sông Thao xin ở lại trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 3 đánh trận này, rồi sau đó sẽ nhận nhiệm vụ ở cương vị mới. Đảng ủy và ban chấp hành trung đoàn chấp nhận đề nghị của đồng chí Thao. Phải nói rằng hành động của đồng chí Sông Thao tình nguyện ở lại trực tiếp chỉ huy trận đánh then chốt quan trọng rất ác liệt này đã khiến mọi người cảm phục. Đến bây giờ, khi cuộc chiến đã lùi xa, mỗi lần gặp nhau, những người lính sư đoàn 341 vẫn kể về hành động quả cảm ấy của Nguyễn Sông Thao. Tham mưu trưởng Chu Đức Hùng từng đảm nhiệm chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 của tôi, lên phổ biến kế hoạch tác chiến của trung đoàn. Trận này, trung đoàn sẽ tổ chức sử dụng các lực lượng tác chiến như sau. Lực lượng luồn sâu Vu Hồi hướng Tây Bắc vẫn là tiểu đoàn 3 đại đội 1, tiểu đoàn 2 thiếu 1 đại đội, cùng các lực lượng 12 ly 7 của đại đội 16, DKZ của đại đội 15. Đại đội 1 được tăng cường một khẩu 12 ly 7, một khẩu DK82 của đại đội 4. Đại đội 1 đi đầu luồn sâu qua bờ mương, thì chốt lại ở khu vực đó để phòng Pol Pot vòng bọc hướng này. Tiểu đoàn 3 luồn sâu tiếp khoảng một cây số nữa, sẽ đánh từ hướng Bắc vào Phum. Khi đánh qua những vị trí chốt chặn lần trước, cử bộ phận tìm đưa số anh em liệt sĩ lần trước về. Tiểu đoàn 2 thiếu cùng luồn sâu vào hướng này, nhưng dừng lại, dàn đội hình tấn công theo hướng Tây Bắc. Cách tiểu đoàn 3 khoảng 500 mét, tiểu đoàn 2 cũng được tăng cường 2 khẩu 12 ly 7 của đại đội 16, 2 khẩu DK82 của đại đội 15. Hướng Đông Nam, sư đoàn vẫn sử dụng đại đội của trung đoàn 266 đánh ép vào, hướng vỗ mặt, sử dụng 6 xe bọc thép cùng đại đội 2 đánh lên. Quan trọng nhất vẫn là việc luồn sâu và tấn công của tiểu đoàn 3, đại đội 1, tiểu đoàn 2. Sau khi chiếm xong các mục tiêu, tổ chức đưa các anh em thương binh, liệt sĩ cũ và mới về ngay. Nhanh chóng rời khỏi trận địa càng sớm càng tốt. Các loại pháo cối của sư đoàn, trung đoàn bắn hỗ trợ thật mạnh. Khi phát hiện Pol Pot, tổ chức lực lượng phản kích ngay. Sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn sẽ dâng lên gắn khu vực tiểu đoàn 1. Công binh phải nhanh chóng tổ chức hầm chỉ huy cho trung đoàn. Tiểu đoàn 1, đại đội 3 và các bộ phận ở lại và tổ chức chốt giữ thật chắc. Các đại đội trinh sát, vận tải và số còn lại của đại đội 15 DKZ, đại đội 16 súng 12 ly 7, đại đội 14 súng cối cũng cử thêm lực lượng lên thay chốt cho đại đội 1, dâng đội hình lên theo trung đoàn. Thời gian 17 giờ 30 phút tối nay, ngày 17 tháng 7, sở chỉ huy tiền phương trung đoàn về vị trí mới. Các đơn vị trực thuộc cũng bí mật nâng lên thay chốt cho đại đội 1. Chốt theo đơn vị phân công, đúng 10 giờ đêm, các đơn vị bắt đầu tiền nhập. Giờ G vẫn sẽ là 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7. Sau khi nghe xong,
phương án kế hoạch tác chiến của tham mưu trưởng, các đồng chí cán bộ đều nhất trí, nhưng hầu như mọi người đều phân vân về kế hoạch tác chiến. Cùng một địa bàn mà ta tổ chức luồn sâu đánh địch hai lần, nếu lần này nữa thì cả ba trận bài bản tác chiến đều giống nhau. Liệu Pol Pot đã quen và có biện pháp chống đối ta hay chưa? Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, đại đội trưởng đại đội 11, là đại đội đi đầu của tiểu đoàn, phát biểu phản biện gay gắt nhất. Đồng chí sư đoàn phó 10 thứ hỏi: "Vậy đồng chí Ngọc và các đồng chí có cách đánh gì khác không?" Tất cả hội nghị đều không đưa ra được phương án tác chiến khác hơn. Rồi tất cả chấp nhận phương án tác chiến quen thuộc nhưng vô cùng nguy hiểm này. Đồng chí Trần Măng nói: "Bây giờ thời gian là vàng ngọc, các đồng chí nhanh chóng về triển khai nhiệm vụ chiến đấu đêm nay và ngày mai cho đơn vị mình. Hội nghị kết thúc, mọi người ra về với trọng trách lớn, mang tâm trạng thật nặng nề như vậy, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, danh dự, trách nhiệm của người lính, những sĩ quan, những người chỉ huy cấp thấp, trực tiếp phải chiến đấu như những người lính xông pha trước mũi tên hòn đạn của kẻ thù. Họ đã từng trải qua cuộc chiến dài, trong trận chiến biên giới Tây Nam này cũng đã được gần một năm. Cả năm, thời gian tham chiến hàng trăm trận lớn nhỏ, chiến thắng nhiều, song không phải không có những trận không đạt được mục tiêu đề ra, như trận Hà Tiên, Kiên Giang. Nhưng có lẽ chưa có lần nào trước khi vào trận, mọi người lại có tâm trạng nặng nề như là trận này. Nhưng ở đây, lúc này, đang là đỉnh cao của sự đấu trí, đấu dũng giữa ta và Pol Pot. Mọi người đều phải suy nghĩ đến hai chữ quyết tử, như cha ông ta đã quyết tử trong lịch sử chống ngoại xâm. Các thế hệ đàn anh đã quyết tử để làm nên những kỳ tích trong cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bao nhiêu lớp người đã quyết tử, đã anh dũng hy sinh để làm nên chiến thắng đó. Trong trận này, cán bộ chỉ huy các cấp cũng phải làm cho tất cả những người lính thấy được vinh dự, trách nhiệm và trọng trách lớn lao này. Tất cả các đơn vị nhanh chóng làm mọi công tác chuẩn bị. Ở đại đội 1, đại đội trưởng Nguyễn Văn Đạc đã về tuyến sau vì sốt rét tái phát. Chỉ huy trận này là đồng chí Công, chính trị viên trưởng, và đồng chí Phạm Văn Trọng, đại đội phó. Còn tôi thì vẫn bám trụ ở búa lớn. Buổi chiều qua rất nhanh, rồi bóng tối ập xuống như bao ngày. Trời mát nhưng không mưa. Đúng 17 giờ tối, ban chỉ huy trung đoàn di chuyển lên vị trí mới gần tiểu đoàn 1. Công binh đã khẩn trương làm xong hầm chỉ huy dưới gầm một căn nhà sàn cũ của người dân. 17 giờ 30 phút, các đồng chí chỉ huy trung đoàn đã tới vị trí. Các lực lượng vệ binh, công binh, trinh sát cùng các đơn vị trực thuộc khác cũng đã dâng lên. Thông tin nhanh chóng triển khai mạng hữu tuyến xuống các đơn vị. Công việc đang khẩn trương trôi chảy theo kế hoạch. Những tiếng nổ đầu nòng vang lên, đất trời như vỡ òa bởi các tiếng nổ pháo và của DKZ-75 của bọn Pol Pot. Chúng bắn vào khu vực hầm chỉ huy của trung đoàn. Không phải một loạt, mà chúng bắn liên tiếp hàng trăm quả. Không gian như được hâm nóng bởi khói đạn của Pol Pot. Một quả DKZ rít duẹt, rồi nổ âm đúng hầm chỉ huy trung đoàn. Góc các đồng chí thông tin đang thao tác, khói lửa trùm lên hầm chỉ huy. Đồng chí Thái, trưởng ban thông tin hy sinh, hai đồng chí khác bị thương. Lác đác các đơn vị báo lên là có anh em bị thương hy sinh do trận tập kích hỏa lực của Pol Pot. Ác liệt đây, chính ủy Ánh thoáng nghĩ, không hiểu bọn này có âm mưu gì mà tập kích hỏa lực nhiều như vậy, hay là vị trí sở chỉ huy đã bị lộ. Nghĩ vậy thôi, chứ nhiệm vụ đã triển khai, không được trì hoãn. Đồng chí Ánh quay máy liên lạc với các tiểu đoàn, nắm tình hình chuẩn bị chiến đấu của các đơn vị. Các đơn vị báo lên,
công tác chuẩn bị tốt, anh em rất quyết tâm. Riêng đại đội 11 có sự cố. Tổng số lính nhập ngũ năm 72 còn trong đại đội là 8 đồng chí. Trong đó có cả đồng chí Ngọc đang giữ chức vụ đại đội trưởng. Một đồng chí làm liên lạc, còn lại 6 đồng chí lính 72 ở các trung đội bằng nhiều lý do khác. Anh em về cứ không tham chiến trận này. Đây cũng là một bất ngờ, nhưng nhìn chung các đơn vị triển khai tốt công việc chuẩn bị chiến đấu tấn công Pol Pot vào đêm nay. Bọn Pol Pot tập kích thêm mấy lần hỏa lực nữa vào các khu vực chốt giữ phòng thủ của ta. 21 giờ rồi 22 giờ cũng không thấy Pol Pot tập kích bằng bộ binh như mọi ngày. Lệnh lên đường. Đại đội 1 vẫn do hai trinh sát của tiểu đoàn cùng hai trinh sát của tiểu đoàn 3 dẫn đầu. Xuất phát sau 30 phút thì tiến đến tiểu đoàn 3, rồi tiểu đoàn 2. Nhóm trinh sát dẫn đường cứ mò mẫm trong đêm, chệch về hướng Tây. Cứ đi được 100 mét thì lại chốt lại hai người, còn hai người quay về dẫn đội hình lên. Mọi việc cũng như mọi lần, anh em hành quân luôn sâu thuận lợi. Tuy nhiên, đều phải lội ruộng, cánh đồng ngập nước, có chỗ sâu tới đầu gối. Khi lấy góc phương vị, bẻ tay phải để vượt qua con đê, thì đụng chốt của Pol Pot. Trinh sát dẫn đội hình vượt lên hẳn. Xa cũng vẫn gặp các chốt của Pol Pot. Không thể vượt qua được, lại vòng quay lại tìm đường mới. Cũng vẫn không thể qua. Mật độ Pol Pot chốt giữ quá đông. Anh em lợi dụng một số bờ đất để ngồi đợi trinh sát tìm đường, hoặc đứng chôn chân giữa ruộng nước, dùng rằng quay đi quay lại. Thành ra đội hình hành quân tiên nhập đã gần như song song đối mặt với con đê của mương dẫn nước. Một tình huống khó khăn chưa bao giờ gặp trong hành quân tiền nhập luồn sâu. Khoảng 1 giờ sáng có bóng người, có những bước chân lội nước đi ngược với hướng hành quân của ta. Anh em trinh sát lùi lại báo truyền cho đội hình. Pol Pot cũng hành quân. Có thể chúng cũng có âm mưu tổ chức tập kích với quy mô lớn. Lệnh được truyền đi. Tất cả tuyệt đối giữ bí mật, không được nổ súng. Nếu Pol Pot đụng hướng nào thì hướng đó đánh, nhưng vẫn không được nổ súng. Và mọi người chuẩn bị dao găm, cuốc xẻng, lưỡi lê, sẵn sàng cho trận giáp lá cà, tiêu diệt ngay bọn đi đầu. Thật là hồi hộp cho tình huống luồn sâu đánh địch của ta. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, Pol Pot cũng đi làm 3 hướng. Hướng thứ nhất, chúng đụng đại đội 1. Hướng thứ hai, chúng đụng đại đội 11. Và hướng thứ ba, chúng đụng đại đội 5. Một trận chiến nhỏ xảy ra bằng dao găm và xẻng. Ta tiêu diệt được gần chục tên bằng các loại trang bị vũ khí thô sơ đó. Số còn lại kêu run run rồi chạy ngược trở lại. 20 phút sau, bọn Pol Pot trên bờ mương bắt đầu bắn xối xả vào đội hình của các đơn vị. Đã có nhiều anh em trúng đạn. Như vậy là việc luồn sâu đã bị lộ, không thể vượt qua bờ mương ém quân như kế hoạch. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao hội ý với đồng chí Phạm Văn Sướng. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 cùng các đơn vị phối thuộc sẽ thay đổi cách đánh, sẽ tấn công vỗ mặt, chiếm bờ mương ngay. Vì ta ở thế bất lợi giữa đồng nước, các đơn vị chuẩn bị tấn công nếu cấp trên đồng ý. Lúc này là 2 giờ 30 phút, tiểu đoàn trưởng Thao điện về xin ý kiến của ban chỉ huy trung đoàn cho các đơn vị đánh chiếm bờ mương ngay. Sư đoàn phó 10 thứ đồng ý cho thay đổi cách đánh, nhưng không được ý tấn công ngay trong đêm. Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị gian trận, đúng 5 giờ 30 phút, đồng loạt xung phong đánh chiếm bờ mương. Đồng chí Thao vẫn yêu cầu xin nhanh chóng được tấn công địch, chiếm bờ mương. Sư đoàn phó vẫn không chấp thuận phương án tấn công ngay của tiểu đoàn trưởng Thao. Tình thế thật bất lợi cho quân ta, nhưng trong chiến đấu, mệnh lệnh cấp trên vẫn phải chấp hành. Các đơn vị được lệnh tiên nhập gần bờ mương hơn, lợi dụng các bờ đất, gò đất làm công sự,
triển khai đội hình chiến đấu. Song việc triển khai này ở địa hình rất khó khăn, hiếm mới có bờ đất sầm sắp nước, còn toàn ruộng nước, sâu nhất tới đầu gối, nhung nhúc đỉa. Anh em phải ngâm mình trong nước, đợi giờ nổ súng. Đại đội 16 không thể giá súng 12 ly 7 tầm thấp được, mà phải giá súng tầm cao như bắn máy bay. Hai cầu cối 60 ly thì giá ngay tại chỗ ban chỉ huy đại đội. Chỗ này có gò đất sầm sắp nước, bọn Pol Pot đã ngừng bắn. Nhưng chúng ta đang ở tình huống khó, đang ở địa hình rất bất lợi cho việc tiến công. Vì bờ ruộng chiều dọc rất ít lại nhỏ, tất cả không thể lao lên bằng những bờ như vậy, sẽ bị đạn Pol Pot xuyên táo vài người ngay. Nên hầu như tất cả phải xung phong ở đồng nước, rất khó khăn cho việc vận động tấn công. Trời đã sáng, mọi người kiên trì chờ đợi giờ nổ súng. Trong cái rét vì bị ngâm lâu trong nước, lại rất khó chịu vì lũ đỉa đói, cứ nhùng nhúc bù bám hút máu anh em. Cứ cấu vắt được con đỉa này thì những con khác lại bù đến. Ai cũng cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Có lẽ không ở đâu, không mấy ai chịu đựng được cái khổ như thế này. Tất cả mọi người chỉ biết cắn răng mà chịu trận, chờ giờ nổ súng. Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương truyền thống cách mạng. Cha tôi tham gia kháng chiến chống Pháp, rồi đến đánh Mỹ. Năm 1967, tôi ra đời trên quê hương này. Lớn lên, nghe cha mẹ kể, những năm kháng chiến, bom đạn của Mỹ cày xé làng tôi. Nhà tôi cách căn cứ Đồng Tâm của Mỹ khoảng 1 cây số. Ngày nào, địch cũng pháo kích vào làng quê tôi. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước được hòa bình thống nhất, non sông về một mối. Sau giải phóng, tôi được cấp sách đến trường. Thật là vui khi có bạn bè, có thầy cô giáo. Mỗi giờ giải lao, tôi cùng với các bạn rủ nhau bắn bi, đá cầu lông, nhảy dây, đá banh, hoặc ra ruộng bắt dế bỏ vào cái hũ keo để nghe tiếng dế gáy chơi. Sau những lúc giải lao, nghe tiếng kèn nhà trường, tới giờ học, chúng tôi chạy ào ào vào lớp, đứa nào đứa ấy quần áo ướt nhẹp. Đến năm 1978, lúc đó tôi 12 tuổi, nghe cô giáo kể, biên giới nước ta bị bọn Pol Pot xâm lược. Nó tàn ác lắm, nó giết hại đồng bào dân tộc và trẻ em của chúng ta. Nghe cô giáo kể, lòng tôi rất căm hờn kẻ thù xâm lược. Hết giờ học, tôi vào Ủy ban xã Song Thuận xin các chú du kích đi đánh giặc. Các chú nói, mày còn con nít lắm, hỉ mũi chưa sạch, khẩu súng còn cao hơn mày nữa. Thôi, về lo học hành đi con, lớn lên, rồi sẽ được đi bộ đội, được đi đánh giặc. Mỗi buổi chiều, tôi phụ mẹ tôi đi bỏ mối bánh tét, bánh ít, bỏ mối rượu cho các quán. Xong việc là rủ mấy bạn đi sông tắm. Lúc nhỏ nghe mấy người lớn nói, tụi bay bắt con chuồn chuồn cho nó cắn vào rún, sẽ mau biết lội. Nghe vậy, đứa nào cũng rủ nhau đi bắt chuồn chuồn. Nó cắn đau quá. Đến năm 1980, tôi được 14 tuổi. Lúc đó có đơn vị bộ đội ở tỉnh Tiền Giang về đóng quân ở nhà tôi. Thấy mỗi ngày, mấy chú phụ gia đình mẹ tôi gánh nước, quét nhà, nấu cơm. Cái gì mấy chú cũng làm được. Tôi thích lắm. Và xin mấy chú đi bộ đội. Mấy chú nói, con còn nhỏ lắm, lo học hành và phụ giúp việc với ba mẹ nha. Ở được mấy hôm, các chú chia tay trở về đơn vị. Mấy chú đi rồi, tôi thấy buồn lắm. Đến đầu năm 1984, lúc đó tôi được 16 tuổi rưỡi, tôi lên ủy ban xã xin đi bộ đội. Có thằng bạn tên Khánh, con của mợ hai sĩ, và thằng Hoài Sơn, cháu của dì Một Hoa, cũng đi theo tôi xin đi bộ đội nhưng không được. Riêng tôi được anh Hoàng xã đội xuống nhà gặp mẹ tôi và hỏi ý kiến.
Thằng Vũ nó xin đi bộ đội, chị cho nó đi không? Mẹ tôi nói, nó cứ đòi đi bộ đội hoài, các chú cho nó đi đợt này đi. Nghe vậy tôi mừng lắm, thông báo cho bạn bè biết là được đi bộ đội rồi. Ngày 12 tháng 2 năm 1984, tôi được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 2 năm 1984, tập trung lên Ủy ban xã ở một đêm. Sáng hôm sau, vào tập trung ở sân bóng đá huyện Đổi Châu Thành. Khoảng 8 giờ 30 ngày 20 tháng 2 năm 1984, chính thức được tòng quân. Xe ở huyện Đổi bắt đầu chuyển bánh, thì có mấy đứa bạn chạy vào thăm tôi, vẫy tay chào tiễn đưa tôi. Có đứa nói, mày đi mạnh khỏe nha. Có đứa nói, bạn đi nhớ mang tin chiến thắng về cho tụi tao nha. Có thằng nói, thằng Vũ nó trốn gia đình đi bộ đội đó tụi bay ơi. Xe chở chúng tôi về Cục Kỹ thuật Quân khu 9 ở Cần Thơ, được huấn luyện ở đây 3 tháng. Ngày nào buổi chiều, các anh cán bộ khung cũng dẫn chúng tôi ra sông tắm. Con sông này cũng không lớn lắm, một nhánh chảy ra sông Bình Thủy, một nhánh chảy về hướng sân bay Trà Nóc. Hồi đó ở đơn vị không có bồn nước để tắm. Ở bờ sông có cái quán bán nước uống. Ngày nào tôi cũng được cô gái quán nước cho bịch nước chanh đá hoặc bánh để ăn. Cô gái có cái tên là Bé Chính. Về doanh trại, đồng đội trêu chọc nói, con Bé Chính nó thương thằng Vũ rồi tụi bay ơi. Cả tiểu đội vỗ tay chúc mừng tôi. Nhưng hồi đó, tôi có biết yêu là gì đâu. Đến tháng 5 ra trường, được đưa về trường kỹ thuật quân khu 9 ở tỉnh Vĩnh Long, vào tiểu đoàn 3 học sửa chữa quân khí. Tháng 8 năm 1984, một buổi nọ, chúng tôi ra ngoài sông Mỹ Thuận tắm. Vì nhớ nhà nên tôi bỏ trốn về thăm nhà 2 bữa rồi trở lại đơn vị. Nhưng nhà trường không nhận tôi, trả tôi về Cục Kỹ thuật ở Cần Thơ, nơi huấn luyện ban đầu, nói là tôi vi phạm kỷ luật nhà trường. Về Cục Kỹ thuật được 2 ngày, thì được đồng chí trung úy cán bộ quân lực ghi cho tôi tờ giấy trả về địa phương. Tất cả quân trang trả lại hết, chỉ cho một bộ mặc về nhà thôi. Bị trả về địa phương, tôi buồn lắm. Khi về tới huyện Đổi, tôi vào đưa giấy cho dì Tám thu. Lúc đó dì Tám là đại úy huyện đội trưởng huyện đội Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dì Tám hỏi tôi, bây giờ mày tính làm sao? Tôi nói, con xin đi tiếp dì Tám ơi. Bà nói, đâu có được, bị kỷ luật trả về địa phương, không ai cho đi lại, chỉ có đi nghĩa vụ lao động thì được. Nghe vậy tôi năn nỉ giết. Rồi đồng chí Tám thu viết cho tôi tờ giấy cầm về xã đội. Anh Hoàng xã đội nói tôi 8 ngày nữa lên ủy ban đi tiếp nha. Ngày 14 tháng 8 năm 1984, tôi được tập trung ở sân bóng đá huyện đội xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đó một đêm, sáng ngày 15 tháng 8 năm 1984, gọi thanh niên lên xe, chỉ còn một mình tôi, không ai gọi tên. Xe chạy hết, chỉ còn 2 chiếc đang nổ máy chuẩn bị chạy. Lúc này tôi chạy vào gặp đồng chí trung úy, nói, sao không ai gọi em hết vậy? Đồng chí dẫn tôi vào gặp dì Tám thu. Tôi nói, sao không ai gọi tên con hết vậy? Dì Tám nói, mày coi xe nào trống thì lên xe đó. Tôi chạy ra và lên xe được đưa vào Đồng Tâm. Tất cả khám sức khỏe. Bị loại mấy anh nên tôi trúng tuyển đợt này. Xe đưa tôi vào tiểu đoàn 14 sư đoàn 868 để huấn luyện. Khi đi, dì Tám thu căn dặn tôi là tuyệt đối giữ bí mật. Nếu người ta biết mình có đi bộ đội rồi sẽ bị trả về đó. Môi trường huấn luyện ở Đồng Tâm rất là khét tiếng. Xung quanh hàng rào thép gai của quân đội Mỹ còn y như cũ. Vậy mà cũng có người đào ngũ vượt qua hàng rào thép gai đó. Lúc mới vào quân trường, ai cũng sợ cán bộ khung. Vậy mà có một thằng bạn học chung
ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành. Nó ở chung đội với tôi. Thằng này bướng bỉnh lắm. Nó không sợ ai cả. Nó không chịu xếp nội vụ như anh em khác. Nó nói, ở nhà ba mẹ tao còn chưa bắt làm như vậy. Vào đây bắt mọi chuyện phải tuân thủ. Một ngày phải đi học thao trường, về mệt muốn chết. Vậy mà đơn vị báo động ra tập trung ở ngoài sân bóng đá. Trung đội trưởng bắt nó ôn cái nội vụ đó, chạy 5 vòng sân bóng, vừa chạy vừa hô to. Tôi xếp không được, tôi xếp không được, tôi xếp không được. Cả trung đội cười một trận. Từ đó về sau, nội vụ của nó lúc nào cũng ngay ngắn, gọn đẹp như bao người khác. Thời học quân trường ở đó, chỗ tắm giặt chỉ có một cái giếng. Cả trung đội dùng chung một cái giếng đó. Ăn uống thiếu chất lắm. Bữa cơm nhìn vào, thấy nước chấm đại dương và canh toàn quốc. Ngày chủ nhật thì có gia đình của tân binh đến thăm ở ngoài cổng một đồng tâm. Từ chỗ tiểu đoàn ra tới chỗ thăm nuôi một cây số. Học huấn luyện được khoảng 2 tháng, đến tháng 10 ra trường. Buổi trưa nọ, tiểu đoàn thông báo, tiểu đoàn tôi sẽ được giao quân cho sư đoàn 339 ở tỉnh Pô Sát, Campuchia. Cả buổi trưa đó, một số không ăn cơm để tranh thủ viết thư gửi gia đình và bạn bè. Đứa nào đứa đấy lo lắng và sợ sệt. Khi nghe nói đi Campuchia, không biết cuộc đời sẽ ra sao. Riêng tôi thì rất bình tĩnh, nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực. Lúc này xác định là đi chiến đấu, chơi là chơi đến cùng, một đi không trở lại. Chiều hôm đó, khoảng 5 giờ 30 phút, còi báo động cấp tiểu đoàn lệnh tập trung khẩn cấp. Lần lượt được gọi lên xe và lần lượt xe chuyển bánh rời khỏi sư đoàn. Xe đi đầu do đồng chí ba tỉnh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 14 chỉ huy, rồi lần lượt tới xe của chúng tôi, đi đường cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đến sáng hôm sau, xe qua cửa khẩu Campuchia, đi theo quốc lộ 1, hướng vào thủ đô Phnom Penh. Khi qua tới đất nước bạn, một cảm giác khó tả, nhất là không biết Pol Pot nó ở đâu, nó bắn mình lúc nào. Ai cũng phập phồng lo sợ, vì trên đường giao quân không có một khẩu súng nào cho chúng tôi. Chỉ có các đồng chí cán bộ khung đi giao quân chúng tôi thì được vài khẩu AK. Hai bên đường, xa xa, lác đác vài cái nhà của dân. Trẻ con ở mỗi nhà, lít nhít như lũ khỉ. Nhìn hai bên ruộng nước mênh mông, vậy mà các ụ mối mọc lên nhiều lắm. Ụ mối nào cũng cao to. Lần đầu tiên được nhìn thấy quang cảnh thô sơ lạc hậu. Những chiếc xe bò cọc cạch lăn bánh trên đường của những người dân chở củi chở gỗ. Qua phà nếch lương, anh em chúng tôi đổi tiền Việt ra tiền ria, tiền Campuchia. Hai bên đầu phà, người dân bán đồ nướng và những con côn trùng, ếch nhái, chim chóc. Xe vào thành phố Phnom Penh. Thành phố vắng vẻ lắm, điêu tàn của cuộc chiến tranh để lại. Xe chạy chui qua chân cầu sập, theo đường số 5 đi thẳng lên tỉnh Công Pông Trương Năng. Qua khỏi Phnom Penh khoảng 40 km và dài lên Công Pông Trương Năng, hai bên đường rừng cây thưa thớt, nhiều chiếc xe tăng bị bắn cháy. Thỉnh thoảng, xa xa, thấy bộ đội Việt Nam học quân sự huấn luyện cho bộ đội Campuchia. Đêm tối ngủ lại thị xã tỉnh Công Pông Trương Năng. Khoảng 10 giờ đêm, nghe tiếng súng nổ, bùng bình của súng B-40 và tiếng 12 ly 8 nổ, cùng. Tiếng DK âm đùng. Sáng ra mới biết địch tập kích vào các chốt của bộ đội bạn. Lần đầu tiên nghe tiếng súng nổ, ai nấy sờn cả người. Sáng ra, xe tiếp tục chở chúng tôi về tỉnh Pô Sát và vào huyện Kra Vanh, Phum Lách, nơi sư đoàn bộ 339. Khoảng 2 giờ chiều,
tới sư đoàn 339. Chúng tôi được nhận ít lương thực thực phẩm và súng đạn. Đoàn cán bộ dẫn chúng tôi đi đến bến Phà Lách. Trên đường đi có nhiều vũng nước. Tôi khom người xuống khoát nước rửa mặt. Ui, đìa! Nó lội lễnh ngễnh. Tới bến phà, lần lượt được qua phà. Thấy có chiếc cano phía sau đẩy phà qua suối. Thỉnh thoảng thấy có dây kéo nữa. Đặc điểm ở bến phà này, mùa mưa đi phà, mùa khô, xe chạy qua ngầm suối luôn. Bắt đầu hành quân vào đường 56. Khi qua phà Lách, đội hình hành quân một hàng dọc. Các anh lính cũ dẫn chúng tôi căn dặn, không được đi lại lung tung, tất cả phải đi theo bước chân người phía trước, vì vào đây là có mìn địch. Đến tối dừng chân ở khu vực cầu cháy, trung đoàn 10. Trên đường hành quân, hai bên đường rừng dầu, rừng khộp, che khuất tầm nhìn, không nhìn thấy sâu bên trong rừng được. Tối ngủ, sương rơi lục bục trên lá cây dầu. Phải che tấm tăng trên võng, nếu không thì sương ướt không ngủ được. Vào rừng rồi nên màn đêm buông xuống, trời lạnh lắm. Thỉnh thoảng nghe tiếng thú kêu, tiếng mễn kêu oẳn oẳn. Rồi khoảng 9 giờ tối, anh em đang ngủ, nghe tiếng B-40 bắn bùng bình, rất gần. Tiếng DK và tiếng cối 82 bắn trả. Anh em lính mới thấy kinh lắm. Các anh lính cũ trấn an nói lớn, không được chạy lung tung, ở đâu ở tại đó. Vì nghe tiếng súng nổ, sợ lính mới hoảng hốt chạy tầm bậy, mình nổ chết. Sáng hôm sau, nghe các anh nói, địch tập kích vào trung đoàn 10. Ổn định đội hình xong, đơn vị tổ chức hành quân theo một hàng dọc, thỉnh thoảng cắt rừng, băng qua băng lại đường đi, chứ không đi xuyên suốt trên đường vì sợ vướng mìn. Khoảng 8 giờ rưỡi sáng, nghe xa phía trước có tiếng mìn nổ ầm thật lớn, tiếng nổ của nó vang vang trong rừng. Thấy cáng thương ngược ra, một đồng chí lính công binh đi dò gỡ mìn cho đội hình chúng tôi vào. Càng vào sâu, các anh lính cũ liên tục nhắc nhở chúng tôi đi cẩn thận, không được bước chân ra ngoài, sẽ bị vướng mìn đó. Khi nào nghỉ giải lao thì ngồi tại chỗ, không được tạt ra hai bên đường. Rồi lại nghe một cái ầm, tiếng nổ vang rừng. Thêm một đồng chí cụt chân được cáng ra nữa. Hai đồng chí cáng thương ra gặp chúng tôi, nói, mìn nhiều lắm, đi theo dấu chân người đi trước nha, các đồng chí. Hai bên đường rừng dày đặc, vượt qua nhiều con suối. Tháng 10 trời còn mưa, nên hành quân vất vả, ẩm ướt hai bàn chân. Đoạn đường có mấy chục cây số, mà hơn một chục chiếc xe quân sự của ta bị nổ mìn và bị bắn cháy. Có một chiếc xe cứu thương bị mìn nổ banh. Rồi lại nghe tiếng mìn nổ, cáng thương ra, toàn thấy bị cụt chân. Trong ngày đó, 5 ca cáng thương ra. Hành quân đến chiều khoảng 5 giờ, ở phía trước nghe cái ầm. Một đồng chí chiến sĩ mới đạp mìn cụt chân. Đồng chí này đi sau cả chục người khác. Khi mìn nổ, tôi nhìn thấy, để bảng, nơi đây có mìn. Viết chữ bằng lọ than đen ỏm trên tấm giấy thùng mì tôm. Thấy một số lính mới tinh thần hoang mang lắm. Tối đó ngủ lại khu vực đèo đá đường 56 tỉnh Pua Sát. Đêm đó nghe một vài tiếng AK bắn đòm đòm. Hỏi ra mới biết súng đó của các đồng chí đi săn. Sáng hôm sau tiếp tục hành quân vào vườn me trung đoàn 9. Đường 56, hai bên rau tàu bay nhiều lắm. Lần đầu tiên tôi mới biết cây rau tàu bay. Vừa mới tới tôi nghe đánh kèn nghỉ trưa. Trong bụng tôi nảy lên suy nghĩ khác lạ. Đó là vào trong rừng sâu núi thẳm mà còn nghe tiếng kèn như ở quân trường mới lạ. Các đơn vị đến nhận quân, tôi được về đại đội 20 thông tin trung đoàn 9. Một số khác
về các tiểu đoàn bộ binh, trinh sát, đặc công và các đơn vị trực thuộc. Tôi thấy các anh lính cũ chọn lính nếu có trình độ khoảng lớp 6 trở lên thì các đơn vị chuyên môn bắt, trinh sát đặc công thì chọn những người lanh lẹn đen đúa, bộ binh thì chỉ cần biết cầm súng bắn là ok, không cần biết chữ. Vì vậy, lính bộ binh đa số học văn hóa thấp và không biết chữ là chủ yếu. Thời gian mới về, được biên chế ở trung đội 2, trung đội trưởng là đồng chí Tân. Lúc mới vào, các anh dạy ít tiếng Khmer. On sa lanh bòng te, em có thương anh không? Cũng có đồng chí dạy nói tục tĩu mà mình không biết. Mùa mưa nên các công sự chiến hào nước ngập hết, hàng ngày tắm giặt và lấy nước nấu cơm ở đó. Mùa khô thì cực lắm, không có nước. Cả trung đoàn bộ có 2 cái giếng nên nước không đủ để sử dụng, ăn uống và tắm giặt. Chiều chiều lên trung đoàn gánh cho mấy chuyến can vàng nước là sử dụng tiết kiệm mới đủ cho cả trung đội. Nơi trung đoàn đóng quân là vùng núi rừng nên hà thủ ô nhiều lắm. Hàng ngày đi vào rừng bứt dây hà thủ ô về nấu nước uống thay cho nước trà. Mùa khô trung đoàn 9 đi vào chiến dịch biên giới Thái Lan từ vườn me vào đến 20 nhà, rồi đến 5 nhà. Lâu lâu nhìn thấy một cái chốt của ta và bạn. Nơi 20 nhà, bạn cất nhà lợp lá bằng lá cây dầu đan lại với nhau. Ở xa mới nhìn, tưởng nhà ngói. Lại gần mới biết đó là lá cây. Vượt qua đèo khỉ, đỉnh 1.500, thật là vất vả. Từ chân đèo bên đây qua tới bên kia là 12 cây số. Đến A3, vượt qua cầu treo, đến A4, rồi đi sâu vào bên trong là đèo gà, 7 nhà đến cầu Vạn Thắng, rồi cứ các Damon và biên giới Thái Lan đường 56 tỉnh Pua Sat. Nói tới đường 56 tỉnh Pua Sat là con đường huyền thoại như đường Trường Sơn thời đánh Mỹ. Tuyến đường này có trên 5.000 cán bộ chiến sĩ thương vong mất mát nơi đây trong 10 năm chiến đấu giúp bạn Campuchia. Xong chiến dịch mùa khô, trung đoàn 9 rời cứ về 12 nhà. Mới vào, đơn vị tranh thủ đào hầm vì thỉnh thoảng máy bay địch bên kia Thái Lan bay qua, ném bom. Tôi đào hầm bị phòng lột da, rướm chảy máu, nhưng vẫn phải đào. Nếu không, lỡ xui nó cho quả bom ngay thì không có hầm trú ẩn. Vùng này cây cối rậm rạp, mây mù che khuất không thấy mặt trời. Ở dưới đất thì con ve con vắt, muỗi rừng, rồi mấy con bò cạp thỉnh thoảng lại chui vào đôi giày. Chỉ cần sơ ý thọt chân vào là nó cắn cho nổi cả hạch. Hàng ngày tiếng chim kêu vượn hú. Ở đây nhiều vượn lắm. Rảnh rỗi, tôi làm bẫy bắt thú rừng cải thiện bữa ăn. Thỉnh thoảng cũng được con nhím, con gà, con chồn, con treo, có hôm dính cả rùa. Tôi cùng các anh khác đi vào rừng lấy măng về ăn, lấy củ hũ cao rừng, hái môn thục về nấu canh chua. Hôm nọ đang bẻ măng thì máy bay địch bay ngang qua, bọn tôi bỏ chạy một mạch về đơn vị. Ở 12 nhà, sốt rét kinh khủng lắm. Trời dông mưa là nghe tiếng mìn nổ ầm ầm, mìn Pol Pot cày nhiều lắm. Hôm nọ, lên kho hậu cần trung đoàn nhận nhu yếu phẩm để chuẩn bị hành quân cơ động cho sư đoàn 330 ở Sóc San Tà Xanh, tức Sóc, tỉnh Bát Tâm Băng. Tôi có gặp thằng bạn tên là Bé Hai ở gần nhà tôi. Nó ở đơn vị cơ động của đoàn 9903, tỉnh đội Tiền Giang. Trận đánh biên giới Thái Lan này, nó đã hy sinh. Tháng 11 năm 1985, trung đoàn 9 cơ động qua Tà Xanh tức Sóc. Đợt hành quân này, ta hy sinh một đồng chí sư đoàn phó sư đoàn 339. Trung đoàn ở Tà Xanh tức Sóc
đến tháng 6 năm 1986, rút ra huyện Mun, tỉnh Bát Tâm Bong. Trên đường hành quân, có hai đồng chí lính trinh sát trung đoàn đã chết khát. Trời nắng nóng khô hạn, địch đốt rừng, ta hành quân, bị hóc cổ khô họng và khát nước, không nước uống. Trên đường hành quân, có hiệp đồng tác chiến đánh vào cứ địch. Ngày thứ hai, khoảng 11 giờ, chiếc máy bay trinh sát của ta bay qua một vòng ở cứ địch. Sau đó, hai phi đội MiG-19 ném bom bên dưới xe tăng vào yểm trợ. Trận này, trung đoàn bắt sống được 7 tên địch. Sau đó, trung đoàn tiếp tục hành quân ra cống 7 cửa, khoảng 6 giờ chiều mới ra tới cống 7 cửa. Lần đầu tiên được đóng quân gần dân, thấy người dân tộc Khmer, Campuchia, họ mến bộ đội Việt Nam lắm. Có cái gì cũng cho bộ đội, trái mướp, trái đu đủ, trái cà, trái bắp. Tôi và các đồng đội mượn dân đánh xe bò đi vào rừng, chặt cây về làm nhà, chặt cây về làm củi. Có bữa nọ, anh rể của tôi từ Pô Sát lên huyện Mun thăm tôi. Anh hỏi ở đơn vị có ai tên Vũ không? Mấy anh ở đơn vị tôi nói, thằng Vũ nó bị mìn cụt chân về nước rồi. Anh rể tôi mất thần vì lần đầu tiên đến thăm thằng em vợ mà nghe nói bị thương cụt chân. Hên quá, tôi đi ra bờ suối để chảy cá và gặp anh rể tôi. Anh nói, mới hỏi mấy anh kia, nói cậu bị thương cụt chân về nước rồi. Tôi nói, thằng kia là thằng Vũ đen, nó tên là Hồng Vũ, còn em là Vũ trắng, tên là Hoàng Vũ. Hai anh em gặp nhau mừng lắm, mời anh vào đại đội, chơi khoảng 15 phút, anh ra về, đơn vị ở thị xã Pô Sát. Thời gian ở Mun không lâu, đến ngày 8 tháng 2 năm 1987, tôi được kết nạp vào đảng và đi học sĩ quan ở trường quân chính Chi Lăng, tỉnh An Giang. Thời gian học 10 tháng, cuối tháng 12 ra trường, học ở Chi Lăng, tôi có quen một cô gái tên là Nga, quê ở huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Cô Nga học trung học sư phạm ở thành phố Long Xuyên. Thời gian học, cô có đến thăm tôi được 2 lần. Sau đó tôi ra trường trở về Campuchia thì bị mất liên lạc luôn. Học ở Chi Lăng vui lắm. Tuần nào tụi tôi cũng đi tắt vào dãy của dân để lên núi Cấm chơi. Ở căng tin của nhà trường có mấy cô dân quân nữ. Đi chơi tôi hay rủ mấy cô đi cho vui. Mỗi lần đi, mua xách theo mấy ổ bánh mì. Anh Đấu ở đại đội 22 trung đoàn 9 và anh Tùng, chính trị viên tiểu đoàn 4 và tôi cứ thích đi núi Cấm chơi. Mỗi lần đi, có mấy cô dân quân nữ đi thì mệt lắm. Chỗ nào dốc đứng đi không nổi, tôi phải nắm tay kéo lên. Mình đã mệt lại đuối thêm. Vào miếu ông Hổ thắp nhang, quay ra, tôi, đồng chí Đấu, đồng chí Tùng, tìm mãi không thấy đôi dép nào của mình. Như vậy, cúng xong, mất mẹ bà đôi dép. Tới về phải đi chân không, chứ biết làm sao bây giờ. Về học ở trường quân chính Chi Lăng đợt đó, có anh sĩ tiểu đoàn 4, anh trung tiểu đoàn 5 và anh Hùng, đại đội trinh sát trung đoàn 9, Mẫn đại đội 1 tiểu đoàn 4 nữa và mấy đồng chí nhưng tôi không nhớ tên. Nhớ có lần điểm danh quân số trước khi ngủ. Đồng chí đại đội phó đại đội tôi là cán bộ khung nhà trường, giọng hô to và dõng dạc lắm. Đại đội thành 4 hàng ngang tập họp. Sau đó điểm danh gọi từng tên. Danh sách đứng đầu tiên là chính ảnh đấy. Vậy mà ảnh gọi Vũ Viết Lâm, không có ai trả lời. Gọi tiếp Vũ Viết Lâm cũng không ai trả lời. Lúc này, đồng chí điểm danh tức giận la to. Đồng chí Vũ Viết Lâm có không trả lời? Thấy vậy tôi hô to lên. Vũ Viết Lâm là anh đó, anh Lâm ơi. Ông nói, vậy hả? Tôi hả? Rồi không điểm danh nữa, chỉ thông báo lịch học tập ngày mai và cho đơn vị giải tán.
Cả đại đội cười một trận. Ôi, chỉ huy đại đội tôi lại nhậu xỉn nữa rồi. Sáng mai ra, trước khi đi học, đại đội phó xin lỗi chúng tôi, nói: hôm qua đi dự tiệc về, xỉn quá, các đồng chí thông cảm bỏ qua cho. Chuẩn bị ra trường, thi các tiết mục học tập, thi môn quân sự trước, môn chính trị sau. Hôm đó thi môn chính trị, bài: các đồng chí hãy cho biết ý nghĩa của việc ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào. Tôi và các đồng chí ở lớp làm bài chưa đến 9 giờ là nộp bài. Chỉ còn một đồng chí đơn vị biên phòng làm bài tới 10 giờ mà Bác Hồ vẫn còn ở nước ngoài. Hết một đôi giấy kẻ ngang, xin thêm đôi giấy nữa. Viết gần tới 11 giờ mà Bác Hồ chưa về nước. Lúc này giáo viên đến vỗ vai nói: tóm lại đi. Vừa nói xong, 5 phút sau, giáo viên thu bài của đồng chí biên phòng đó vì hết giờ. Cả lớp cười và tôi hỏi: anh làm bài gì mà dài dữ vậy? Anh nói: kể hoài, càng kể càng hứng. Giáo viên thu mẹ bài thi. Buổi chiều tập trung lên lớp để nghe thông báo kết quả thi môn chính trị. Ai cũng điểm 7 đến điểm 10. Riêng anh lính biên phòng này, cô giáo nói, cho 5 điểm để an ủi vì có công ghi chép và tốn nhiều mực viết bài. Anh em chúng tôi chọc ghẹo đùa giỡn, cười vui cả lớp. Mấy hôm sau, ra trường mỗi người mỗi hướng. Tôi và anh Sĩ, anh Đấu, anh Tùng về thăm gia đình và hẹn ngày 15 tháng 1 năm 1988 có mặt ở bến xe Cần Thơ để qua lại Campuchia. Khi qua tới Phnom Penh, trời tối, anh em tôi ngủ ở bờ sông ngay cầu Sập. Sáng hôm sau, bắt xe về Ga Rumia, tỉnh Kompong Chơ Năng, nộp giấy ra trường cho ban cán bộ. Tôi được điều về làm đại đội phó đại đội 7 tiểu đoàn 5, trung đoàn 9. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ chỉ huy bộ binh, rất là lo lắng. Vì không biết, rồi đây mình chỉ huy chiến đấu có hoàn thành nhiệm vụ không? Mới về được một ngày là hôm sau, tôi lấy khẩu AK ra chỉnh cho chuẩn để bắn chim và đánh địch. Hôm đó, tôi bắn được một con vẹt, một con cu xanh và bắt được một con rùa ở trong cái bọng cây đem về. Đồng chí Tiễn, đại đội trưởng, mắng tôi: mày đem thả con rùa ngay. Nghe vậy, tôi mang nó ra bờ suối, quăng xuống đó. Lính trung đội 9 ra bắt vào làm thịt. Mấy ngày sau, đại đội phân công đồng chí Đường, thiếu úy trung đội trưởng, dẫn trung đội 8 cộng với một tiểu đội của trung đội 9 đi vào hướng Uran phục kích địch. Thời gian 5 ngày. Đêm thứ hai khoảng hơn 9 giờ, có trăng mờ mờ, thấy đàn trâu bò của dân thời diệt chủng bị thất lạc, trên cổ có đeo lục lạc leng keng, đồng chí Đường ra lệnh nổ súng và kéo quân về. Trung đoàn điện xuống điều tra vụ nổ súng đó, thì ra không phải địch mà là đàn trâu bò, nên tiểu đoàn tiến hành kiểm điểm kỷ luật. Ngày hôm đó, đồng chí đi nhậu về, lấy súng AK bắn vào phòng ngủ của tôi, tay lăm le quả lựu đạn, nói: thằng nào vô bắt tao, tao cho chết hết. Tôi chạy lên báo chỉ huy tiểu đoàn. Sáng hôm sau, vệ binh trung đoàn vào mời đồng chí Đường về phòng cán bộ nằm đó chờ thời. Chờ thời có nghĩa là chờ kỷ luật, chờ điều động chỗ khác, chờ rớt chức, chờ rớt quân hàm. Tôi cùng với tiểu đoàn hành quân chiến đấu. Mùa khô, cây thay lá, những bước chân của người lính dẫm lên lá cây nghe xào xạc, róp róp. Hành quân gặp các đường mòn tổ chức phục kích, nhưng không gặp địch. Đến ngày 19 tháng 5 năm 1988, tiểu đoàn 6 bị địch đánh thương vong một số đồng chí. Ngày 22, tiểu đoàn 5 tôi cơ động giải vây cho tiểu đoàn 6. Đang dừng quân để giải lao, lúc đó khoảng 11 rưỡi trưa, có hai tên địch đi hơi xéo vào ngay chỗ tôi. Anh em nghỉ giải lao, ngồi chệt dưới đất.
Do rừng cây lúp xúp, cỏ mọc cao, không nhìn thấy xa được. Tôi nghe sạc sạc như tiếng thú đi trong rừng, nên cầm súng AK đứng dậy. Nó cách tôi khoảng 10 mét. Tôi chưa kịp mở khóa súng, nó bắn tôi một loạt AK, nhưng không trúng. Tên mang khẩu B-40, nó bắn cái ầm vào đại đội tôi, làm hy sinh một đồng chí giữ khẩu B-40. Tôi hô pốt pốt và nổ súng xung phong. Nó chạy thục mạng. Tôi chụp khẩu B-40 bắn chặn đầu hướng chạy của nó. Đồng chí hy sinh tên là Của, quê ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Có vợ và một con. Tổ chức cáng thương theo đội hình hành quân vào sâu bên trong. Đến khoảng 1 giờ chiều, bắt tay được với tiểu đoàn 6. Trung đoàn tổ chức đưa thương binh tử sĩ ra ngoài, còn đội hình tiếp tục hành quân truy quét địch. Trung đoàn 9 đóng quân ở Garomia, tỉnh Công Vông Trơ Năng, nhưng địa bàn tác chiến chủ yếu là ở tỉnh Vua Sát và tỉnh Bát Tâm Băng. Tháng 3 năm 1989, Trung đoàn hội nghị quân chính triển khai kế hoạch chiến đấu ở núi Chóp, huyện Môn. Sau khi về đơn vị, anh em chiến sĩ nhận lương thực thực phẩm, đạn dược, chuẩn bị ngày hôm sau hành quân, thì đồng chí Nõn, đại đội trưởng đào ngũ. Trận đánh này, tôi có thằng bạn tên Ngân, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bị thương nặng. Nó mang máy thông tin PRC-25 đi cùng đồng chí quân tiểu đoàn trưởng. Lúc đơn vị đang nổ súng, thì có hai tên địch chạy lọt vào đội hình của tiểu đoàn 5. Chúng phát hiện đồng chí Ngân mang máy thông tin, nên bắn một quả B-40, làm đồng chí Ngân bị thương nặng. Địch chạy về hướng đại đội 5. Hôm đó đại đội 5 cũng tiêu diệt được mấy tên. Đại đội 7 tôi chặn đầu hướng địch tháo chạy. Tôi phát hiện mấy tên địch chạy, nhưng do địa hình cây cối khuất tầm nhìn, địch chạy quá nhanh, nên tôi ra lệnh bắn mấy quả cối 60 vào hướng địch chạy. Lùng sục mấy ngày sau, trung đoàn rút về. Nghỉ ngơi được mấy hôm, thì trung đoàn tham gia chiến dịch Pai Lin, biên giới Thái Lan, tỉnh Bát Tâm Băng. Trung tuần tháng 4, đơn vị hành quân chiến đấu, xe chở chúng tôi vào tới đường 10. Từ cua chữ V vào Pai Lin, trên đường hành quân, xe chạy, đàn bươm bướm trắng cả triệu con, nó bay trắng đường, làm tài xế không nhìn thấy đường để chạy luôn. Khi vào gần tới Pai Lin, dừng lại xuống xe, chờ trinh sát đặc công báo về sẽ triển khai đội hình chiến đấu. Đồng chí Tùng, chính trị viên tiểu đoàn 4, nhặt được viên đá màu. Lúc đó có thằng lính bạn đổi cái đồng hồ Senco, nhưng anh Tùng nói với tôi, chắc viên đá này bán được 2-3 chỉ vàng nên không đổi. Rồi tiểu đoàn 4 vào vị trí chiến đấu, địch nó bắn anh Tùng bị thương, rồi viên đá đó cũng mất luôn. Tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 5 đánh hướng khác. Buổi chiều tối hành quân vào thị trấn Pai Lin, chờ phía trước vượt ngầm suối. Nghe tiếng pháo cối 120 ly của Pol Pot từ bên Thái Lan bắn sang. Tôi đếm quả đề ba đầu tiên tới quả cuối cùng là 14 khẩu bắn. Quả thứ 14 đi thì quả đầu tiên nó nổ cách thị trấn Pai Lin khoảng 500 mét. Không biết nó bắn vào đơn vị nào. Địch cài mìn vùng này dày đặc. Dông gió qua một cái ào là nghe mìn nổ đanh tai. Địch chủ quan ỷ lại có những bãi mìn vật cản nên không sợ ta vào. Đêm đó tiểu đoàn 6 hành quân trước, dò gỡ mìn để sang hai bên nhìn phát khiếp. Đơn vị áp sát mục tiêu, nằm ém mình bên bờ suối. Đêm đó địch ăn nhậu nhảy múa say sưa, uống hết can rượu 10 lít. Theo hiệp đồng tác chiến giờ dê, đúng 5 giờ sáng nổ súng, có pháo cấp trên chi viện. Nhưng mới 4 giờ sáng, có một tên địch thức dậy ra đứng đái ngay trên đầu một chiến sĩ. Sợ bị lộ mục tiêu, nên chiến sĩ này nổ súng tiêu diệt. Tên địch chết tại chỗ. Thằng thắng đầu bạc, nó bắn liên tục 4 quả B-40 tiêu diệt toàn bộ chỉ huy trung đoàn địch. Trong đó có một tên cố vấn Trung Quốc, tướng cao to khoảng 80 ký. Trong tích tắc, tiêu diệt 11 tên địch, có 4 nữ Pol Pot chết.
tiểu đoàn 6 bị thương một đồng chí Hân, đại đội phó, và hai chiến sĩ khác bị thương. Tiểu đoàn 6 rút ra, cáng thương ra và đi đánh hướng khác. Tiểu đoàn 5 tôi vào chiếm lĩnh trận địa, bố trí đội hình phục kích. Buổi trưa khoảng 11 giờ, tôi đang nấu nồi cơm vừa mới sôi nước, nghe tiếng DK đùng ầm, rồi tiếng AK B-40, bùng bình, địch phản công xung phong vào trận địa. Tôi đá văng nồi cơm xuống đất, nhào ra khẩu cối 60, bắn cấp tập về phía trước. Địch khựng lại, thấy một tên đang rượt bắt sống đồng chí Uẩn, tiểu đoàn phó chính trị. Tôi la lên, nó rượt bắt sống anh kìa, nằm xuống ngay. Tôi chụp khẩu AK, bắn một loạt đạn, địch bỏ chạy ngược trở lại. Tôi tiếp tục tăng liều cối, liều 1, liều 2, rồi liều 3. Lệnh của đồng chí sĩ, cán bộ tiểu đoàn cho đơn vị xung phong truy kích địch. Xung phong lên, tôi chạm ngay tên địch bị thương, nghe tiếng máy bộ đàm gọi chí chóe, và tên địch giơ một tay lên đầu hàng. Trước khi chết, thế nào nó cũng bắn mình. Tôi cho nó một viên đạn vào đầu, tiễn vong nó luôn. Lượm cái máy bộ đàm lên, đồng chí Tiền, trợ lý tác chiến, xung phong lên gặp tôi. Hai người cầm cái máy bộ đàm mà tay còn run vì nó gọi nhau trong đó. Đồng chí Tiền hỏi tôi, nó nói gì vậy? Tôi nói, tiếng Miên tôi có biết gì đâu. Phía trước vẫn nổ súng truy kích địch. Từ xa, địch liên tục bắn DK vào đội hình, làm đồng chí sĩ, cán bộ tiểu đoàn bị thương ngay trước cái công sự của tôi. Trận này, đồng chí Hoàng Chiến, quê ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, bị địch bắt sống. Ổn định tình hình, thu chiến lợi phẩm. Khoảng 2 giờ chiều, đài kỹ thuật báo địch thiệt hại trên 50 tên. Quân báo cho biết địch chuẩn bị pháo hủy diệt trận địa, nên trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn rút ra ngoài, cách khoảng 1 cây số. Ngày đó, cả tiểu đoàn nhịn đói, nhịn khát. Khoảng 10 giờ đêm, pháo cối 120 ly của địch từ bên kia Thái Lan bắn vào trận địa. Nó bắn một lúc 14 khẩu cối. Đêm đó, địch vào lấy xác. Nó vẫn ém quân gần đó. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ, nó nổ súng xung phong, nhưng không có ta ở đó, và ta cũng bí mật. Đến khoảng 9 giờ, được lệnh hành quân trở vào cứ địch, nhưng cắt rừng đi đường khác vào. Đến trưa, phát hiện con rùa màu vàng, to khoảng 3 kg. Ở phía trước truyền ra phía sau, hỏi, anh Vũ bắt con rùa không? Tôi truyền ra phía trước, hỏi anh Tiền phía trước, phát hiện rùa có bắt con rùa không? Anh Tiền nói truyền lên, nói anh Vũ bắt đi. Cho lính bắt một con, đơn vị hành quân khoảng 50 mét, lại gặp con rùa y như vậy. Tiếp tục bắt luôn con rùa thứ hai. Tiểu đoàn dừng quân giải lao khoảng 15 phút. Sau đó hành quân tiếp. Một chiến sĩ làm cướp cò, súng nổ một viên đạn AK. Địch phát hiện nó nổ súng, nhưng tốp nhỏ lẻ khoảng 4-5 tên. Rồi nó bỏ chạy, ta an toàn và không nổ súng. Vào trận địa cũ, một chiến sĩ đạp mìn cụt chân, tổ chức cho người cáng thương ra. Đơn vị hành quân tiếp, đến tối dừng quân ở một mỏm đồi nhỏ. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy lính ta bị thương vong nhiều lắm. Sáng ra, tôi kể chuyện nằm mơ cho một đồng chí trung đội trưởng nghe. Đồng chí Tiền leo lên cây, mở ống nhòm xem, và phát hiện cứ địch rất gần. Tiểu đoàn áp sát mục tiêu, xin pháo cấp trên chi viện. DK-82, cối 82 của trung đoàn bắn cấp tập vào trận địa. Pháo 105 của mặt trận bắn chi viện. Pháo chuyển làn, tiểu đoàn đồng loạt xung phong tiêu diệt địch. Ta chiếm lĩnh trận địa. Ở cánh bên phải, đồng chí Hoàng, tiểu đoàn phó chỉ huy đại đội 7, bị địch vây đánh. Đồng chí Hoàng bị thương và đồng chí Thụ quân lực bị thương, với một số đồng chí bị thương và hy sinh. Trung đoàn phải cử lực lượng phía sau vào cáng thương binh tử sĩ ra. Đồng chí Huệ quản lý đại đội 7, chạy thất lạc đội hình, 3 ngày sau mới ra được. Đến 2 giờ khuya, cấp trên thông báo địch chuẩn bị pháo kích trận địa. Tiểu đoàn nhanh chóng rời khỏi trận địa, hành quân ra hướng khác.
Sau khi tiểu đoàn 4 rút ra khỏi đồi không tên, đi đánh hướng khác, thì tiểu đoàn 5 hành quân vào đồi không tên. Giằng co với địch mấy ngày hôm sau mới lấy được xác đồng đội hy sinh. Một số đồng chí bị thương la lên: "Cứu em anh Vũ ơi, chết hết rồi." Thằng Tài đại đội 6 la lên: "Cứu em, chết em anh Vũ ơi." Vậy mà anh em đồn ra với trung đoàn nói: "Thằng Vũ chết rồi." Chiến dịch này trung đoàn hy sinh một số cán bộ sĩ quan, trong đó có một đồng chí trung đoàn phó trung đoàn 9. Tiểu đoàn 6 đánh thọc qua biên giới Thái Lan khoảng 5 cây số. Địch cho máy bay ném bom và pháo 155 bắn bộ binh ta. Đơn vị rút về không kịp nên một số bị thương vong. Hoàn thành chiến dịch, trung đoàn rút về Garumia sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Rồi một trận, trung đoàn 9 hành quân đánh địch ở Thiếp Bà Đây và núi Chớp. Xe đưa chúng tôi đến điểm dừng quân là 7 giờ, trời tối đen như mực. Nghỉ chân tại một cái chùa bỏ hoang đổ nát do bom đạn, do trời tối nên việc bố trí đội hình canh gác phục kích gặp khó khăn. Địa hình lạ mà trời lại tối, không thấy đường đi. Đến sáng hôm sau, trung đoàn vượt qua suối băng rừng vào cứ địch. Do giáp mùa mưa nên trong rừng những nơi ẩm thấp bị đọng nước, bộ đội hành quân phải lội bùn nên dễ bị nước ăn chân. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều dừng quân nấu cơm. Do trước đó trời có mưa nên củi bị ướt, có tiểu đội nấu cơm bị khét đen, trung đội không dám cho ăn, phải đổ bỏ nấu lại nồi khác. Trong thời gian nấu lại thì có một số cơm chín trước đã ăn cơm xong. Trung đoàn tiếp tục hành quân, vì vậy một số đồng chí phải nhịn đói hành quân theo đội hình. Đến chiều khoảng 5 giờ rưỡi, trong rừng trời đã tối, tiểu đội đi trước phát hiện cái ụ mối có cái võng thằng địch nằm cổ quấn chiếc khăn cà ma. Đồng chí Lữ Khánh, tiểu đoàn trưởng, lệnh cho tôi dẫn 3 chiến sĩ bò lên bắt sống tên địch đó. Tôi và 2 đồng chí chiến sĩ bò lên cách chỗ ụ mối 3 mét. Tôi nhìn thật kỹ, không phải tên địch nằm võng, mà nơi đây có cái ụ mối, có chùm dây mây quằn xuống giống như cái võng. Phía trên có chùm hoa nở màu đỏ, vì vậy nhìn xa cứ tưởng là chiếc khăn cà ma. Báo cáo tiểu đoàn trưởng xong, đêm đó dừng quân tại chỗ. Ở phía trước cách tôi 10 mét có cái đường mòn địch vừa mới đi qua, nước còn đang chảy vào dấu chân đi của địch. Tôi bố trí đội hình phục kích. Sáng hôm sau, hành quân bám cọc đường mòn vào cứ địch. Trên đường mòn này, đại đội trinh sát đã bố trí đội hình phục kích cách đội hình hành quân của tôi khoảng 200 mét. Có một tốp địch hành quân ra. Lính ta cũng sơ ý dựng khẩu B-40 đầu cam màu vàng chói ở ụ mối. Tên đi đầu phát hiện B-40 của ta, nó nói với chỉ huy nó: "Khơi B xe sấp Việt Nam." Thấy B-40 Việt Nam, tên chỉ huy nói: "Ốt AT, không có gì." Nó vừa đi vừa nhìn vào khẩu B-40 của ta và nói: "Khơi B xe sấp Việt Nam." Tên chỉ huy vẫn nói: "Ốc AT." Vừa đi tới quả mìn khóa đầu, đồng chí Tiền đại đội trưởng trinh sát lệnh bấm mìn. 18 quả mìn được kích hoạt nổ. Tiếng nổ vang cả núi rừng. Chỉ còn 2 quả chưa kịp nổ do lính ta dùng châm điện không trúng pin. Diệt 21 tên địch tại chỗ, có một tên chỉ huy cấp trung đoàn địch. Khi lệnh xung phong, đồng đội ta vừa nhào lên thì một quả mìn nổ làm lính ta bị thương nặng 2 đồng chí. Do lúc xung phong ta bấm mìn thêm quả nữa nên đồng đội ta bị thương. Tiểu đoàn tôi cách đó không xa, xung phong vượt lên do rừng có gai mắc cỡ, lính ta ai cũng bị tét ống quần ngang chỗ đầu gối. Còn một tên địch sót lại, sáng hôm sau khoảng 9 giờ tiểu đoàn 5 tiêu diệt luôn. Thằng địch này nó bị sốt rét, ốm nhom như con nhái. Vùng này vừa rừng dầu vừa cỏ tranh lẫn lộn, bình độ chỗ cao chỗ thấp, lúc đi trên khô, lúc đi lội nước. Đặc điểm ở Campuchia, mùa khô là không có nước. Bộ đội ta đôi lúc
phải uống nước tiểu của mình. Mùa mưa thì nước ngập tùm lum, hành quân thật vất vả. Hai ngày sau hành quân trúng cơn mưa, hai tên địch ngồi chùm tấm che mưa dưới đất mà lính ta không thấy vì cỏ rậm rạp che khuất. Đồng chí đi đầu đá vào tên địch một cái phịch, nó bật dậy chạy cái ào mất hút. Tôi la lên, Pol Pot, Pol Pot. Ở phía sau, cả đội hình tản ra, nhưng trung đoàn lệnh hành quân tiếp. Ngày hôm sau, khi dừng quân, trung đoàn ra lệnh mỗi đại đội cử ra 8 đồng chí đi trinh sát thực địa khoảng 2 km, đi đường nào về đường đó. Tôi chỉ huy tiểu đội đi trinh sát, đi và về đúng vị trí tập kết. Đại đội bạn Campuchia, nó đi đường này nhưng nó về đường khác. Vì vậy, lính ta phát hiện tưởng là địch nên nổ súng. Bùng bình, bùng bình. Bắn quả B-40 và bắn vài loạt đạn AK. Bộ đội bạn thấy vậy, nó bắn hai quả B-40, làm ta bị thương 3 đồng chí. Đồng chí y tá đại đội đứng kế bên tôi cũng bị thương. Tôi phát hiện bộ đội bạn nên mở nắp AK, bắn 3 tiếng báo động và tôi la lên, Việt Nam Campuchia, Việt Nam Campuchia. Và la to, không được bắn. Lúc này, thằng chỉ huy đại đội trưởng của bạn chạy lên, nó ôm chầm lấy tôi, nó sợ tôi bắn nó. Trung đoàn điện hỏi vụ gì vậy, tôi báo lên, đánh nhầm bộ đội bạn, lính mình bị thương 3. Lúc này đồng chí trung đoàn trưởng, vì tế nhị tôi không nêu tên, chửi tôi và nói về đề nghị tặng bằng khen cho bộ đội bạn vì bạn chiến đấu giỏi. Đây là câu nói tức giận của người chỉ huy. Đại đội quân số ít mà phải cử lực lượng cáng thương theo đội hình hành quân. Đồng chí y tá bị thương nhẹ nên đi tự lực. Trung đoàn hành quân tiếp khoảng 2 cây số. Phía trước khoát tay ra hiệu phát hiện địch. Tôi cua tay ra ám hiệu cho đại đội tản đội hình ra. Thằng Thanh tiểu đội trưởng giơ B-40 lên. Nó bóp cò nghe cạch không nổ. Bóp cò lần thứ hai cũng cạch không nổ. Bóp cò lần ba nghe cái cạch không nổ. Thì ra quả B-40 bị thúi hạt nổ hay sao? Tôi khom người chạy sát tới nó, ra hiệu cho nó đổi quả B-40 khác. Lúc này nó bóp cò lần thứ tư, nghe cái bùng, quả đạn bay đi nhưng lại lép. Tốc địch bỏ chạy, tôi nhào lại khẩu cối 60, bắn mấy quả về hướng địch chạy. Xung phong lên, tôi thấy nó bỏ lại bộ cờ tướng. Vậy là địch đang chơi cờ tướng. Nhìn xung quanh, thấy một thắt lưng và bao xe súng K-59 treo trên nhánh cây. Tôi lấy thắt lưng đó, địch bỏ chạy ngang qua đại đội 17 DK, có 7 tên địch, nhưng đại đội DK không nổ súng kịp. Trung đoàn hành quân lên chửi tôi một trận nữa, nói, lính mày đánh đấm kiểu gì mà 2 lần nổ súng không bắn chết được thằng nào. Để chuẩn bị cho việc rút quân về nước, cuối tháng 7 bước sang tháng 8 năm 1989, trung đoàn tổ chức hành quân chiến đấu đánh địch ở hướng núi Kim Ri, Am Leng, tỉnh Công Pông Sư Pư. Vùng này địch còn nhiều lắm. Vùng núi Uran và Kim Ri là vùng hoạt động của sư đoàn 336 Pol Pot. Chúng thường xuyên ra đánh phá đường tàu, phục kích bộ đội ta ở khu vực U Đông và tập kích vào Phnom Penh. Đợt hành quân này, cả trung đoàn tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí và bắt sống được một tên chỉ huy tiểu đoàn trưởng của Pol Pot. Sau khi khai thác tù binh, mình giao cho bạn, nhưng nó xin theo bộ đội Việt Nam. Cuối cùng, mình bàn giao không nhận nó. Đợt hành quân này khoảng 20 ngày, cả tiểu đoàn tôi, anh em cán bộ chiến sĩ hành quân ẩm ướt nên bị nước ăn chân cả tiểu đoàn. Đánh vào Phum Am Leng, trung đoàn dừng chân ở đó được 2 đêm. Sau đó, các đơn vị hành quân lùng sục truy quét. Một số chiến sĩ chân bị nước ăn, hành quân rất đau đớn. Tôi phải động viên thường xuyên để anh em có tinh thần chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Trung đoàn cho xe vào chở quân về Garomia, đi đường U Đông ra lộ 5 về Công Pông Chơ Năng. Về đơn vị ổn định tình hình cho cán bộ chiến sĩ học chính trị, những điều quy định
và trả lời phỏng vấn của phóng viên chiến trường, phóng viên quốc tế, sĩ quan học điều lệnh đội ngũ. Ngày 26 tháng 9 năm 1989, bắt đầu rút quân. Thật là cảm động và rất ấn tượng. Những tình cảm của nhân dân Campuchia, họ tay bắt mặt mừng, tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam trong đầy nước mắt. Có những cụ già nói, bộ đội Việt Nam về nước rồi, Pol Pot sẽ quay lại, giết đồng bào chúng tôi. Thấy cảm động lắm. Xe bắt đầu chuyển bánh rời khỏi Garomia. Một số ồ lên khóc, mình thấy mùi lòng lắm. Ai biết tiếng Campuchia thì nói tiếng Cam, ai không biết thì nói tiếng Việt. Xe chở chúng tôi về Nông Penh, hai bên đường cờ hoa rực rỡ, chia tay bịn dịn, có người đứng suốt dọc đường luôn. Lính ta thì cất tiếng hát, Việt Nam Campuchia tay cầm tay Samaki. Suốt tuyến đường, trên bầu trời, các máy bay quần đảo để bảo vệ bộ đội Việt Nam rút quân. Về tới Nông Penh, chúng tôi xuống tàu quân sự, loại tàu há mồm của Mỹ ngày xưa. Ở dưới sông, hai bên cano và tàu chiến của bạn chạy dọc theo tiễn đoàn chúng tôi về tới ranh giới Việt Nam. Bên địa phận Việt Nam, các đoàn tàu ra đón chúng tôi cờ đỏ sao vàng rực rỡ, những chiếc nón lá, những chiếc áo dài truyền thống, xanh đỏ tím vàng của những cô gái và học sinh vẫy gọi. Đồng đội tôi hô to, bộ đội Việt Nam về nước, chúng ta sống rồi, con về rồi mẹ ơi. Có đồng chí thì châm tiếng Khmer, Aun Salobanh Bong Te, tay vẫy chào suốt chặng đường. Tàu cập bến Hồng Ngự lên bờ làm lễ. Có những bà mẹ không thấy con mình khi gặp tôi, hỏi, thằng Phương đâu rồi? Tôi không cầm được nước mắt, tôi nói, tụi nó về sau má ơi, nhưng cũng không giấu được đâu. Chiến sĩ ta nói, tụi nó hy sinh rồi má ơi. Nghe nói thế, các gia đình có con hy sinh đều ngất xỉu, phải bồng lên xe, chở đi cấp cứu. Làm lễ xong, khoảng 8 giờ tối, xe chở chúng tôi về căn cứ Trần Quốc Toàn, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ổn định tình hình, một số được giải quyết ra quân, một số cán bộ được đi phép. Số chiến sĩ chưa đủ thời gian ra quân, nhưng do sức khỏe kém như sốt rét, bị thương tật nhẹ, trung đoàn cho ra quân trước thời hạn. Sau khi quân tình nguyện Việt Nam rút về nước tháng 9 năm 1989, thì tháng 10 năm 1989, Pol Pot đánh chiếm vào thành phố Bát Tâm Bong, đánh chiếm tới ba núi cách Bát Tâm Bong khoảng 30 km. Ngày 29 tháng 10 năm 1989, buổi chiều, lúc đó khoảng 4 giờ, tôi và ba đồng chí hạ sĩ quan đang ngồi nhậu ở ngoài chợ Trần Quốc Toàn, thấy một chiếc xe dép kiểm soát quân sự của sư đoàn 339 chạy lòng vòng khu chợ, luồn lách các ngõ ngách, thông báo, sư đoàn báo động, tất cả nhanh chóng về đơn vị. Từ chợ về tới sư đoàn khoảng một cây số, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng trên bầu trời có một chiếc máy bay trực thăng đảo hai vòng rồi hạ cánh xuống sân bóng đá của trung đoàn 9. Về tới trung đoàn, được nghe thông báo, sư đoàn cấm trại 100%, mời tất cả sĩ quan, cán bộ đảng viên, 5 giờ có mặt để họp. Buổi họp đó, do đồng chí Trung tướng Lê Hai, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp. Đồng chí Lê Hai cho biết, tình hình Campuchia diễn biến phức tạp. Pol Pot đánh vào thành phố Bát Tâm Bong, các sư đoàn chủ lực của bạn bị địch đánh chiếm, mất hết vị trí trọng điểm. Vì vậy, Bộ Chính trị Campuchia, đồng chí Hun Sen bay sang Việt Nam ta cầu cứu. Bộ Quốc phòng quyết định điều động các đơn vị chủ lực của quân khu 9 sang tiếp ứng. Các đồng chí tuyệt đối giữ bí mật cuộc hành quân này. Trưa ngày 30 tháng 10 năm 1989, trung đoàn 9 chúng tôi nhận vũ khí đạn dược đúng 5 giờ xuống tàu và được chở qua Campuchia. Đợt hành quân đặc biệt này thật bất ngờ. Tôi phải động viên anh em từ cán bộ đến chiến sĩ để an tâm thông suốt nhiệm vụ. Mới vừa rút quân về nước,
nay cơ động trở qua, nên công tác tư tưởng cực kỳ khó khăn và nhạy cảm. Thủ tướng Hun Sen gọi là quân đặc biệt được đào tạo ở Việt Nam về để tránh dư luận quốc tế. Khi thấy ta sang, bộ đội bạn mừng lắm. Ta và bộ đội bạn chiến đấu không quản ngại hy sinh gian khổ. Đầu tháng 11 năm 1989, đại đội tôi hành quân đêm đến mờ sáng hôm sau. Tổ đi đầu phát hiện địch. Đồng chí Phương trung đội trưởng bắn một quả B-40 tiêu diệt hai tên địch chết tại chỗ. Sau đó tiểu đoàn tham gia chiến đấu với đội hình trung đoàn. Lúc này, đồng chí Phương trung đội trưởng bị địch bắn trúng đầu, hy sinh, và hy sinh một đồng chí y tá, bị thương một số đồng chí nữa. Ngày hôm sau, trung đoàn bổ sung một y tá khác. Đến 11 giờ trưa, đồng chí Tài y tá hy sinh tiếp. Do tính chất của chiến trường ác liệt, nên mấy ngày sau mới đưa các đồng chí thương binh tử sĩ ra được. Hoàn thành nhiệm vụ tháng 4 năm 1990, Trung đoàn 9 rút quân về nước. Tôi được bổ sung qua đại đội chuyên viên chuyên gia sư đoàn 196 Campuchia ở Phum Ô Bá Mon, huyện Bà Non, tỉnh Bát Tam Bang. Từ đó về sau, tôi liên tục tham gia chiến đấu với bộ đội bạn. Trận đánh tháng 3 năm 1991, tham gia với bạn, mở chiến dịch đánh vào cao điểm 179 Pai Linh. Tôi chỉ huy đại đội gồm 20 đồng chí. Trận này, đại đội tôi hy sinh 2 và bị thương 11 đồng chí. Tôi bị kiểm điểm nhưng cuối cùng không bị kỷ luật. Đến tháng 6 năm 1991, tôi được về nước. Sau khi về nước, tôi tham gia diễn tập ở tỉnh Bạc Liêu làm đại đội phó đại đội tiến công đồng bằng sông nước. Tháng 4 năm 1984, sư đoàn 339 giải thể, tôi được điều về làm đại đội phó đại đội vệ binh sư đoàn 8 ở Đồng Tâm, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tháng 6 năm 1994, tôi cưới vợ và đến tháng 4 năm 1995, tôi nhận cấp hàm đại úy và được điều về làm đại đội phó đại đội 3, tiểu đoàn 4, trung đoàn 9 ở Trần Quốc Toàn, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ngày 31 tháng 12 năm 1996, vợ tôi sinh được đứa con gái đầu lòng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, công tác đến cuối năm 1997, tôi xin ra quân. Sau khi xuất ngũ về địa phương, tôi đi làm thuê làm mướn khắp nơi, không có nhà cửa, nên ở trọ nay đây mai đó. Đến cuối năm 2017, quân khu 9 cất cho tôi một cái nhà tình đồng đội ở bên vợ, tọa lạc tổ 9, ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tháng 4 năm 2018, tôi đi lao động ở nước bạn Campuchia. Bạn bè trêu chọc tôi nói, thằng Vũ ăn co, nó đi qua miên nữa rồi tụi bay ơi. Bất cứ ở hoàn cảnh nào, ở trong nước hay ở nước ngoài, bản thân tôi luôn nhớ đến tình đồng đội, nhớ những gian lao khổ hạnh, những hy sinh mất mát của đồng đội mình, sống chết có nhau, chia nhau từng giọt nước, hạt muối và cọng rau, động viên nhau lúc thường cũng như lúc ra trận. Trong chiến đấu, không gì quý hơn tình đồng đội. Tuy trở lại đời thường, nhưng hình ảnh người lính chiến trường xưa không phai mờ. Chân thành cảm ơn các đồng chí đồng đội cựu chiến binh Việt Nam và cựu chiến binh chiến trường ca. Hẹn ngày tái ngộ. Chúc các đồng chí và các bạn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Ngày 26 tháng 9 năm 1989, quân tình nguyện Việt Nam bắt đầu rút quân theo Hiệp định Hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Đến ngày 29 tháng 9 năm 1989, toàn bộ quân đội Việt Nam đã rời khỏi đất nước Campuchia trở về Tổ quốc. Sau khi về nước, sư đoàn 339 đóng quân ở căn cứ Trần Quốc Toàn, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đóng quân, cặp sông Tiền chảy ra Bắc Mỹ Thuận, một hướng chảy về Tân Châu, Hồng Ngự, rồi hòa nhập với dòng sông Tông Lê Mê Công và biển hồ Tông Lê Sáp. Ổn định tình hình nơi ăn trốn ở, sư đoàn tiến hành giải quyết
cho một số đồng chí hoàn thành nghĩa vụ ra quân, sau đó cho ra quân trước thời hạn từ 3 đến 4 tháng đối với số đồng chí có sức khỏe kém hoặc bị thương tật nhẹ, và giải quyết phép cho cán bộ sĩ quan theo luân phiên, số đi phép trước lên thì số sau được giải quyết tiếp. Tôi và một số đồng chí khác chờ nghỉ phép lần sau. Lúc mới về doanh trại, nơi ăn chốn ở ọt ẹt lắm, nhà cửa làm bằng gỗ chưa hoàn chỉnh. Buổi tối, bóng đèn leo lét, không thấy chữ để viết thư, đọc sách báo, vì bóng đèn tròn màu vàng nên mờ lắm. Xung quanh doanh trại, lính ở, những cây lao sậy nó bọc tùm, màn đêm buông xuống, ếch nhái côn trùng ánh ương, nó kêu quỳnh quang, thấy mà não ruột. Nhất là các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ ở chiến trường về, nhìn thấy cảnh này thì buồn lắm. Tôi phải động viên anh em và nói, ở chiến trường không có nhà ở, chúng ta hành quân chiến đấu, ngủ võng ngủ rừng, con ve con vắt nó cắn ghẻ lở cả người. Hôm nay chúng ta về đây có được cái nhà để ở, để che nắng che mưa là cũng tạm ổn rồi. Đất nước khó khăn, kinh tế còn nghèo, bị quốc tế bao vây cấm vận, các thế lực thù địch thì luôn luôn chống phá ta, nên các đồng chí hiểu và thông cảm cho. Trước mắt mình làm tròn trách nhiệm với nhà nước, lo xây dựng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ và phòng chống kẻ thù xâm lược. Đó là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Và thời điểm này, một số đồng chí sĩ quan, cán bộ của đơn vị như Trung đoàn 8, Trung đoàn 10, Trung đoàn 14 cũng được bổ sung cho Trung đoàn 9. Ngoài ra, cũng có rất nhiều đồng chí được tuyên truyền công tác về các đơn vị quân đoàn, sư đoàn và tỉnh đội. Có nhiều đồng chí đi học ở các trường. Ổn định nơi ăn chốn ở xong, đơn vị tổ chức tăng gia cải thiện đời sống cho anh em. Hằng ngày có đội tiếp phẩm của tiểu đoàn đi chợ. Vì vậy tôi thỉnh thoảng gửi mua ít nhu yếu phẩm về để bồi dưỡng cho anh em ăn. Tuy được về nước nhưng nguyện vọng của anh em muốn được về thăm gia đình và bè bạn. Vì vậy, sư đoàn giải quyết mỗi đại đội chỉ được 2 đến 4 đồng chí về thăm gia đình, thời gian cho nghỉ phép được 5 ngày. Số anh em được ra cổng đi mua sắm, đi chợ, mỗi ngày cấp giấy giải quyết mỗi đơn vị cũng chỉ được 2 đồng chí. Vì vậy, các chiến sĩ được ra ngoài cũng hạn chế lắm. Đến mỗi buổi cơm, tôi rất thích ăn cơm cháy. Cơm của anh nuôi nấu giòn và thơm ngon lắm. Trong quân đội cấm không được ăn cơm cháy, nhưng lính ta lại thích cơm cháy. Có những buổi đi thao trường, xuống bếp xin một miếng cơm cháy, bỏ vào thùng nước nóng, mang đi ra thao trường, thì nước uống thơm ngon hơn nước trà. Vì vậy, lính ta rất thích uống nước cơm cháy. Khoảng 4 giờ chiều, ngày 29 tháng 10 năm 1989, tôi và đôi ba đồng chí hạ sĩ quan đang ngồi nhậu ở ngoài chợ Trần Quốc Toàn. Bỗng thấy một chiếc xe jeep của kiểm soát quân sự sư đoàn quần đảo các ngõ ngách và mời tất cả về doanh trại, nói sư đoàn báo động khẩn cấp. Trên đường về từ chợ Trần Quốc Toàn tới sư đoàn khoảng 1 cây số, thấy trên bầu trời có một chiếc máy bay trực thăng bay lượn 2 vòng, rồi đáp xuống sân bóng đá của Trung đoàn 9. Tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vào cổng vệ binh, nghe tiếng kèn báo động vang vang khắp sư đoàn. Về tới đơn vị, được thông báo, 5 giờ chiều sư đoàn mời cán bộ đảng viên đến hội trường để họp quân chính. Đúng giờ, chúng tôi có mặt ở địa điểm quy định. Buổi họp do đồng chí Lê Hai, Trung tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Nhìn lên tấm bản đồ, đồng chí nói: sau khi ta rút quân cuối tháng 9 năm 1989 thì trung tuần tháng 10 năm 1989, Pol Pot đánh vào thành phố Bát Tam Bang. Các sư đoàn chủ lực của bạn, các vùng trọng điểm chiến lược mà bộ đội Việt Nam bàn giao cho bạn trước đều bị địch đánh chiếm hết.
Trên tấm bản đồ, đồng chí Lê Hai chỉ từng vị trí bị địch đánh chiếm, từ Pai Linh đến Tà Xanh, tức Sóc, vườn cam, vườn nhãn, cua chữ V. Hiện tại, bạn đã đẩy lùi lực lượng địch ra ngoài thành phố Bát Tâm Băng và kìm chân địch ở Ba Núi, đang chờ lực lượng chi viện. Hướng biên giới An Long Veng thuộc tỉnh Odo Minh Chay cũng bị địch kiểm soát. Pol Pot không công nhận chính quyền Hun Sen thân Việt Nam về âm mưu chúng nhằm liên minh ba đảng, ba phái quân buộc Hun Sen phải ngồi vào bàn đàm phán. Bộ chính trị Campuchia lo lắng sẽ bị mất một phần lãnh thổ quốc gia trọng điểm chiến lược. Vì vậy, Thủ tướng Hun Sen bay sang Việt Nam ta cầu cứu quân đội nhà Phật một lần nữa. Bộ Quốc phòng quyết định điều động một số đơn vị chủ lực của quân khu 9 sang tiếp ứng, yêu cầu các đồng chí tuyệt đối giữ bí mật của cuộc hành quân này. Và yêu cầu của quân khu, các đồng chí đang nghỉ phép phải gọi về đơn vị khẩn cấp để cơ động chiến đấu đợt này. Quân khu 9 cử một số cán bộ tiền trạm đi máy bay qua trước đến Bát Tâm Băng để nắm tình hình, chờ các đơn vị bộ binh ta qua sau. Dự họp xong, tất cả giải tán về đơn vị. Tối đó tôi lên chỉ huy tiểu đoàn để uống nước và nói chuyện về việc cơ động đợt này. Lúc này cũng có mấy đồng chí sĩ quan các đại đội lên tiểu đoàn để bàn kế hoạch. Có đồng chí nói thẳng với chỉ huy tiểu đoàn là không nhận nhiệm vụ. Tình hình rất căng thẳng các đồng chí ạ. Công tác tư tưởng cực kỳ khó khăn và nhạy cảm. Nếu như nhiều sĩ quan không nhận nhiệm vụ, thì ai là người chỉ huy chiến đấu đây? Một thoáng suy nghĩ trong đầu tôi, biết là đi đợt hành quân chiến đấu này một mất một còn. Trên 70% là không có đường về, nhưng đây là mệnh lệnh, nghị quyết lãnh đạo đề ra tất cả phải hoàn thành nhiệm vụ và ổn định tư tưởng trước giờ xuất phát hành quân. Tối đó, có một vài cán bộ đại đội gặp tôi và hỏi tôi có đi qua Campuchia không. Tôi trả lời, đi chứ. Anh em lính mới mình bỏ nó sao được. Trưa ngày 30 tháng 10 năm 1989, sư đoàn cho các đơn vị bộ binh nhận vũ khí đạn dược. Các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ chưa biết chuyện gì xảy ra, nghĩ là cơ động hành quân dã ngoại. Nhận vũ khí xong, tiểu đoàn họp quân chính quán triệt tình hình hành quân chiến đấu. Lúc này, một số hoang mang tư tưởng. Cả tiểu đoàn phải làm công tác tư tưởng, giải thích và động viên từng cán bộ chiến sĩ. Công tác động viên tư tưởng cực kỳ khó khăn vì mới rút quân về, nay lại cơ động chiến đấu tiếp. Có rất nhiều đồng chí chưa kịp về thăm gia đình và bè bạn. Đợt cơ động này, đa số là các đồng chí nhập ngũ năm 1988 và năm 1989 đợt đầu. Các đồng chí này cũng ở chiến trường về, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều. Quân số cơ động cả trung đoàn khoảng 500 quân, lực lượng rất mỏng manh. Chiều tàu cập bến và anh em chúng tôi xuống tàu, có mấy đồng chí sĩ quan trốn ở lại. Cũng có vài đồng chí hạ sĩ quan đào ngũ. Qua tới Phnom Penh, trời tối, chúng tôi lên bờ bố trí đội hình. Khoảng 9 giờ tối họp tiểu đoàn triển khai kế hoạch hành quân. Họp xong, hai đồng chí cán bộ đại đội 10 trao đổi công việc với tôi. Hai đồng chí này nói với tôi, anh có trốn không? Tôi nói, đã qua tới đây rồi, thì mình phải hành quân cùng với anh em chứ. Nói xong khoảng 10 giờ đêm, hai đồng chí này đào ngũ. Tôi báo cáo với đồng chí sĩ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 là đại đội trưởng và đại đội phó đại đội 10 em đào ngũ rồi. Tiểu đoàn báo cáo trung đoàn. Lúc này trung đoàn điều động đồng chí Phấn, đại đội trưởng đại đội 11 DK trung đoàn về làm đại đội trưởng đại đội 10 tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi được cấp cải trang mặc đồ bộ đội bản. Thủ tướng Hun Sen gọi là quân đặc biệt được đào tạo ở Việt Nam về để tránh dư luận quốc tế. Đội quân này có 5.000 quân. Pol Pot nghe nói 5.000 quân học ở Việt Nam về, nó cũng xón đái trong quần. Xe của bạn đến đón chúng tôi.
Xe bạn chạy đầu dẫn chúng tôi hành quân thẳng lên tỉnh Bát Tâm Bang, có kéo theo một số pháo hạng nặng như 130-155 ly, pháo 16 nòng, pháo 40 nòng và xe tăng đi cùng. Đến Bát Tâm Bang, xe chở trung đoàn 9 chúng tôi vào huyện Bà Non. Trên đường hành quân, địch phát hiện ta, nó cho DK và pháo bắn cấp tập vào đội hình trung đoàn. Có một cái chùa bỏ hoang, có một tên thầy chùa, nó điều chỉnh gọi pháo bắn ta. Bang Khang Tà Bôn, hướng Nam. Bang Khang Lách, bắn hướng Tây. Bang Khang Kết, bắn hướng Đông. Rồi dồn dập hô to, gọi Bang Khang Tú U Đo, Khang Tú U Đo, bắn hướng Bắc, hướng Bắc. Địch bắn DK, làm bể kính xe cứu thương của trung đoàn. Đoàn xe vượt qua làn đạn pháo của địch. Tên thầy chùa bỏ đi là địch ngừng bắn. Biết nó là địch ngầm, trung đoàn khộp cổ nó, sau đó bàn giao cho bản khai thác tù binh. Đoàn xe chở quân, có đồng chí cường tài xế của quân khu, sợ bị trúng đạn nên cho xe chạy xuống ruộng luôn. Sau đó trung đoàn dừng quân vài phút để ổn định lại đội hình. Lúc này đồng chí cường tài xế nói với tôi, đi mẹ nó, em đái ướt quần rồi. Vậy là khi pháo địch bắn sợ quá nên đái ướt trong quần luôn. Hôm đó địch bắn DK, không biết bao nhiêu quả mà đếm được. Cũng may là nó rớt xung quanh cách 10 mét, 20, 30 mét nên ta an toàn. Xe chở chúng tôi đến huyện Bà Non. Vừa xuống xe là bạn báo cáo với đơn vị, nơi đây có địch đang chiếm đóng, nơi nọ có địch đang ở. Nói chung chỗ nào cũng có địch. Vừa tới nơi, trung đoàn triển khai kế hoạch tác chiến. Bộ đội bạn và chính quyền bạn thấy bộ đội Việt Nam vào, họ mừng lắm. Một mình bộ đội bạn không dám chiến đấu, nên họ bám bộ đội Việt Nam ta để tham chiến. Chủ yếu là ta đánh chiếm, sau đó bàn giao cho bạn chốt giữ, xong ta đi đánh hướng khác. Mỗi tiểu đoàn một hướng hành quân chiến đấu, hướng cua chữ V và vườn cam, có trung đoàn 20 của sư đoàn 4 và một trung đoàn của sư đoàn 330, hướng ba núi vào tới xã Sa Đao và cua chữ V, có sư đoàn 196 của bạn trải dài tới đập Pinh Pui. Địch phát hiện ta phản công, chúng dùng hỏa lực mạnh để bắn ta, đa số là bắn DK vào đội hình của ta là chủ yếu. Đêm nọ, tháng 11 năm 1989, tiểu đoàn 6 hành quân đêm, đến mờ sáng hôm sau, tổ đi đầu phát hiện địch ngồi bên đống lửa. Đồng chí Phương trung đội trưởng bắn một quả B-40 trực diện cách 5 mét, tiêu diệt được hai tên địch tại chỗ. Do cự ly quá gần nên đồng chí Phương bị một miếng B-40 trúng vào đầu ngay thái dương. Nhưng vết thương không nguy hiểm. Xung phong lên, tôi nhặt cái ba lô mở ra xem, bên trong có mấy quả mìn K-58 và mìn 652A và ít gói mì tôm, thu được chiếc đồng hồ Seiko, sau đó cho đồng chí Phương luôn. Số địch còn sống bỏ chạy ra xa, sau đó nó bắn cối 60 vào đội hình của tiểu đoàn. Tôi bắn mấy quả cối 60 đáp trả. Lúc này tiểu đoàn lệnh hành quân tiếp, đi khoảng hơn một cây số, phát hiện có hai tên địch đang tát nước bắt cá ở trũng nước dưới suối. Do ở dưới suối và địa hình che khuất nên lính ta không thấy hai tên địch đó. Nó phát hiện bộ đội ta, nhảy lên bờ bỏ chạy thục mạng. Đêm đó tiểu đoàn dừng chân lại một đêm trong rừng dầu, rừng khộp. Tối ngủ tôi mở nghe thời sự và được biết Đảng Cộng sản Rumani vừa đại hội xong thì bị đảo chính lật đổ chế độ. Dự đại hội Đảng Rumani có đồng chí Trung tướng Bùi Phùng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ta tham dự. Sáng ra, tôi kể cho một số đồng chí nghe như thế. Hướng tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 4 cũng báo cáo tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí đạn dược các loại. Đến chiều hôm sau, tiểu đoàn hành quân ra cùng với tiểu đoàn 5 cũng về tới vị trí trung đoàn tập kết. Nhưng tiểu đoàn 5 có mấy ca thương binh được cáng ra, trong đó có một đồng chí tiểu đoàn trưởng cũng bị thương. Hướng sư đoàn 330 cũng báo cáo tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí, trong đó chiếm lấy được kho đạn của địch.
Hướng sư đoàn 196 cũng báo cáo đã đẩy lùi và ngăn chặn hướng phản công của địch ở Vườn Nhãn và Bắc Đường 10. Địch nó bắn nát khu vực cua chữ V và Vườn Nhãn. Thời điểm này, nhân dân Campuchia họ tản cư ra Bát Tam Băng để an toàn tính mạng. Trung tuần tháng 11, tiểu đoàn 6 chúng tôi đánh vào một cái phum địch vừa đánh chiếm. Toàn bộ người dân tản cư bỏ chạy ra hướng thị trấn Bà Non. Khi anh em chúng tôi vào, không còn một người dân nào ở trong đó. Khi vào tới, địch phát hiện, chúng giạt ra xung quanh phum để phục kích ta. Nhìn cảnh đổ nát hoang tàn của trận chiến vừa đi qua, gà vịt heo chó kêu la inh ỏi. Lính ta chủ quan, nghĩ là địch đã rút lui, nên khi vào phum mất cảnh giác. Lo đi bẻ mía hái đu đủ, bắt gà và hái rau. Địch ở các ụ mối bắn cho mấy quả B-40, làm lính ta bị thương mấy đồng chí. Hướng trong rừng bên kia bờ suối, nó bắn DK và cối 82 vào đội hình của tiểu đoàn, làm náo loạn cả đội hình. Trong điều kiện tác chiến tiến công, ta không có hầm hào công sự để trú ẩn. Đêm đó, ta ngủ lại phum một đêm. Sáng hôm sau, lực lượng công an vũ trang của huyện vào chốt giữ, ta bàn giao cho bạn. Khi ta rút ra, trên đường đi, nhân dân họ kéo nhau về phum, thấy tội nghiệp lắm. Nhìn thấy cảnh di dân tản cư như thời mới bị diệt chủng, chúng tôi nói, còn top mới vừa chiếm lại phum, bà con cứ yên tâm về ở đi, không có sao đâu. Rồi cuối tháng 11 năm 1989, trung đoàn tham gia chiến dịch hướng Bắc Đường 10 vào Bắc Bai Linh. Đợt hành quân này từ Bà Non vào xã Sa Đao, cắt rừng vào chiếm lĩnh trận địa. Ta hành quân đêm, ngày hôm sau khoảng gần 9 giờ sáng ta đụng địch. Trong quá trình nổ súng, đại đội 10 tôi bắn cối 60 bị lún sâu xuống đất. Khi đội hình xung quanh đồng chí Giàu, tiểu đội trưởng, không lấy khẩu cối lên được, tôi phải lấy cây cuốc chiêng ra cuốc đào lên mới lấy được khẩu cối. Phía trước, ta và địch nổ súng ầm đùng với nhau. DK và pháo của địch bắn dồn dập vào đội hình trung đoàn. Lúc này đồng chí Hai Việt, trung đoàn phó chính trị, chạy lên gặp tôi và nói, Vũ, sao mày không chạy lên, đứng đó làm gì, địch nó bắn pháo chết hết bây giờ. Tôi nói, khẩu cối bị lún, đang đào để lấy lên anh à. Lấy được khẩu cối, chúng tôi chạy theo đội hình. Vùng này tháng 11 là đầu mùa khô nên trong rừng còn có chỗ ẩm ướt. Địa hình bán sơn địa xen lẫn đồng bằng và rừng núi nên đội hình hành quân có chỗ hơi bị trống trải, địch dễ phát hiện ta. Trận đánh này ta hy sinh và bị thương một số đồng chí, địch bắt sống một đồng chí y sĩ, mấy ngày sau mới đưa thương binh tử sĩ ra được. Sau trận này về, quân báo cho biết ở phum So, phum trắng không có chính quyền, địch đang chiếm đóng. Tiểu đoàn 6 chúng tôi được lệnh hành quân đêm vào mùa đông ngày 22 tháng 12, trời rét lắm. Màn đêm buông xuống, sương rơi ướt hết cả áo quần, bộ đội ta rất lạnh. Đến sáng hôm sau, khoảng 5 giờ sáng, tiểu đoàn phát hiện một mỏm đồi nhỏ có rất nhiều cây xoài. Đồng chí sĩ tiểu đoàn trưởng điện báo cáo với trung đoàn là gặp con sô va nhiều lắm, gặp con khỉ. Tôi ở gần đó nghe vậy, lại nói với anh sĩ, không phải con sô va đâu, cây này là sơ vây, nghĩa là cây xoài, chứ không phải con khỉ. Dừng quân khoảng 5 phút, tiểu đoàn hành quân tiếp, đi đầu là đại đội 11, kế là đại đội 10 tôi, sau cùng là đại đội 9. Vừa mới đi khoảng hơn 100 mét, đại đội 11 phát hiện địch. Do cây lau sậy nhiều và cao, che khuất tầm nhìn, nên lính ta không phát hiện địch kịp thời, vì vậy địch phát hiện ta, nó bỏ chạy. Đại đội 11 nổ súng xung phong, đại đội 10 tôi xung phong lên, có mấy tên địch mang B-40 đỏ chói chạy ngang đại đội. Tôi ra lệnh nổ súng xung phong, cối 60 của đại đội do đồng chí Dầu bắn chi viện. Ở phía trước, bộ đội xung phong quá nhanh nên cối 60 của đại đội rớt trong đội hình,
và phía sau lưng anh em. Đại đội 9 không nhìn thấy đại đội 10 xung phong trước, nên đồng chí Seng, đại đội trưởng đại đội 9, bắn mấy quả M79 chi viện, nhưng toàn rớt sau lưng tôi. Tình huống bất chắc xảy ra, tôi cho anh em xung phong nhanh lên để tránh đạn pháo của ta. Rất may là ta an toàn. Địch bỏ chạy qua hướng bờ suối. Thế vậy, tôi chụp khẩu B40 của đồng chí Tác, bắn hai quả trận đầu hướng địch chạy. Thu gom đội hình, kiểm tra quân số, tiểu đoàn cho rút ra một cái phum gần đó ở một đêm. Sáng hôm sau, hành quân về trung đoàn. Ở thị trấn Bà Non, thỉnh thoảng nghe tiếng pháo 16 nòng của bạn bắn chi viện cho các mũi các hướng. Chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi, vừa hành quân về thì nhận nhiệm vụ hành quân chiến đấu tiếp. Những người lính chúng tôi kiệt sức, tinh thần các chiến sĩ uể oải vì mệt mỏi. Tôi phải gần gũi và động viên tinh thần cho anh em. Có đồng chí hỏi tôi, khi nào mình mới về Việt Nam hả anh Vũ? Rồi có đồng chí nói, em nhớ nhà quá anh ơi. Những câu hỏi của người chiến sĩ làm tôi muốn rơi nước mắt. Tôi chỉ biết nói, cố gắng lên em, anh cũng không biết khi nào mình về nước. Nhưng trước mắt, mình lo chiến đấu, phải đánh táo bạo, hăng máu, gan lì với kẻ thù để trả thù cho đồng đội mình đã hy sinh. Nghe vậy, anh em giơ súng lên, hô quyết tâm, quyết tâm. Trước khi vào trận đánh, có biết bao điều muốn nói, biết bao những suy nghĩ trong đầu của người chiến sĩ giữa sự sống và cái chết. Trong mỗi phút, mỗi giây, rồi mới vừa thấy đó thì chết đó. Mỗi khi có đồng đội bị thương và hy sinh là những lúc trong đầu người chiến sĩ nghĩ đến điều gì. Chiến tranh không phải trò đùa, mà chiến tranh đi đến vận mệnh của đất nước, vận mệnh của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp bạn là tự giúp mình. Cũng trong tháng 12, trung đoàn được bổ sung thêm chiến sĩ mới ở bên nước qua. Số này mới nhập ngũ đợt 2 năm 1989. Do tính chất ác liệt của chiến trường, quân số hao hụt và thiếu trầm trọng, nên bổ sung số chiến sĩ mới cấp bách. Vì vậy mà các đồng chí này chưa kịp bắn bia ở quân trường. Sau khi được vào đơn vị thì tham gia chiến đấu ngay. Những chiến sĩ này chưa biết bắn súng. Vì vậy khi đụng trận, các đồng chí chạy tán loạn, có đồng chí vứt bỏ cả ba lô. Tháng 3 năm 1990, trung đoàn hành quân chiến đấu ở khu vực cao điểm 179 Bắc Bay Linh. Đợt hành quân này, mỗi cán bộ phải mang theo trong người từ 2 đến 4 quả đạn cối. Đồng chí trung đoàn trưởng buộc dây vào đuôi hai quả cối 82 mang tòng ten trước cổ, và nhiều đồng chí cán bộ khác cũng vậy. Có người bỏ đạn cối vào ba lô, có người mang trên cổ. Còn các đồng chí khẩu đội cối thì làm cái gấp để gánh theo. Khi nhận nhiệm vụ là chúng tôi cũng biết trận đánh này có phức tạp như thế nào rồi. Tôi mang 4 quả cối 60, đồng chí sĩ tiểu đoàn trưởng tôi mang 2 quả 60. Các đồng chí trung đội ngoài cơ số đạn mình phải mang theo mỗi đồng chí 2 đến 4 quả cối 60 và đạn B40. Xác định trận đánh này một đi không trở về, vào đây không có lực lượng nào tiếp tế được, nên các mũi các hướng tự chủ động mang theo vũ khí trang bị để đảm bảo chiến đấu dài ngày. Trận đánh này mang tính chất quyết định để bàn giao cho bạn ta chuẩn bị rút quân về nước. Và đợt hành quân này nhìn đi nhìn lại, thấy đa số anh em còn mới mẻ, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nên quá trình hành quân khá là vất vả. Đêm hành quân có trăng mờ nên vượt qua đồng trống, phải bò sát vì sợ địch phát hiện. Tôi bò phía sau một số đồng chí, đụng rất nhiều quả lựu đạn của lính ta bị rớt lại. Mới đầu tôi còn nhặt được 4 quả, sau đó còn đụng nữa, nhưng không thể nào nhặt thêm được, vì không có chỗ để và mang nhiều, nó nặng lắm. Cả ngày hôm sau, trên đường hành quân, có mấy chiến sĩ mới đi không nổi,
đơn vị phải cử người dìu các đồng chí đi để đảm bảo hành quân kịp với đội hình của trung đoàn. Mùa khô, trời nắng gắt, địch đốt rừng làm cho bụi bốc lên. Những người lính chúng tôi bị khô cổ họng, bị hóc cổ và thiếu nước uống. Đến chiều khoảng gần 4 giờ, trung đoàn dừng chân giải lao và tổ chức cho đơn vị đi tìm lấy nước. Tiểu đoàn 6 tôi cử đồng chí Thọ đại đội trưởng đại đội 11 tổ chức đi lấy nước, bị địch phát hiện nổ súng bùng bình mấy quả B-40 và hàng loạt AK của địch bắn. Đồng chí Thọ bị thương, đại đội 10 tôi bị thương một trung đội trưởng với mấy đồng chí khác và hy sinh một đồng chí y tá khi địch tập kích vào đội hình lấy nước của ta. Tôi nhào ra khẩu cối 60 bắn mấy quả để chi viện cho các đồng chí đi lấy nước. Sau đó chỉ huy đội hình khoảng 10 đồng chí xung phong chạy lên để tiếp ứng phía trước. Quá trình chạy lên thì gặp tổ đi lấy nước chạy về, nhìn các đồng chí bị thương, máu me đầy người. Đồng chí Phương trung đội trưởng tôi bị một miếng thủng vào miệng. Lúc này đồng chí Phương ngậm miệng, ra dấu lấy tay chỉ vào miệng. Thấy vậy tôi nói, há miệng ra, khom người xuống cho máu chảy ra, nhanh chóng chạy về vị trí tập kết. Địch bám theo nổ súng, lối đánh của chúng tinh nhuệ lắm. Nó bắn AK bằng bằng vài viên, là DK và pháo cối của nó bắn dồn dập vào đội hình ta. Các đồng chí chiến sĩ mới nghe khiếp lắm. Địch nó rượt bắt sống đồng chí Tác. Lúc này đồng chí Tác la lên, cứu em anh Vũ ơi. Tôi nhào lên bắn mấy loạt AK, địch nó chạy tạt qua một bên. Đồng chí Tác té xuống đám cỏ tranh, miệng ngậm một họng bông cỏ tranh. Địch vẫn bắn DK và cối vào đội hình. Tôi la lên, tất cả nằm xuống. Ai nấy miệng mồm dính đầy bông cỏ tranh. Lúc địch bắn pháo, anh em chạy loạn xạ để tránh đạn pháo, nên tôi sợ anh em bị trúng đạn và sợ bị địch bắt lắm. Đêm đó, anh em uống nước tiểu của mình. Và ngay đêm đó, chúng tôi nhịn đói, nhịn khát. Đêm, địch bắn DK vào đội hình của trung đoàn. Nó bắn đến đâu, cháy bùng đến đó. Vì mùa khô, cỏ tranh bén lửa cháy đỏ rực, thấy phát khiếp. Sáng hôm sau, trung đoàn hành quân đánh chiếm cao điểm 179, các tiểu đoàn đụng địch. Lúc này trung đoàn ở thế bị động, địch bao vây tứ phía, pháo cối và DK của nó bắn nát khu vực. Cây cối gãy đổ như trận bom bừa, đại đội 9 bị địch đánh tan rã chỉ còn 3 đồng chí, đại đội 11 bị thương gãy cánh tay một đồng chí đại đội phó chính trị, đồng chí bị thương tên là Nam. Đại đội 10 tôi trực tiếp với địch khoảng hơn 20 mét, có tốp địch khoảng 3-4 tên, nó xung phong nhào lọt vào đội hình của tiểu đoàn. Nó cách đồng chí sĩ tiểu đoàn trưởng không đầy 10 mét. Lúc này tôi la lớn lên, địch bên trái anh nằm xuống. Tôi hô xung phong để giải cứu cho anh sĩ. Tiếng máy thông tin PRC-25 của tiểu đoàn khè khè suốt trong quá trình nổ súng. DK và pháo cối của địch ầm đùng, tiếng AK nổ như bắp rang. Xung phong lên, đồng chí sĩ chửi thề và la hét lên, thằng Phấn đại đội trưởng đâu rồi? Từ khi về nhận nhiệm vụ làm đại đội trưởng đại đội 10 của tôi, những lần nổ súng không bao giờ thấy đồng chí đại đội trưởng xuất hiện, toàn núp các gốc cây và luôn ở phía sau đội hình. Đồng chí đại đội trưởng đại đội trinh sát trung đoàn bị thương, gãy hai chân, và một số hy sinh và bị thương. Trưa hôm đó, khoảng 11 giờ, trung đoàn bổ sung cho đại đội tôi một đồng chí y tá khác của đại đội trinh sát về thay cho đồng chí y tá hy sinh đêm qua. Địch nổ súng đánh vào và pháo cối DK bắn dồn dập vào đội hình của tiểu đoàn, làm đồng chí y tá mới nhận nhiệm vụ hy sinh tiếp. Trong chiến đấu, có biết bao điều muốn nói. Tôi và đồng chí y tá mới về chưa biết mặt nhau, chưa kịp có lời hỏi thăm thì đồng chí đã hy sinh. Đến khoảng gần 1 giờ chiều, trung đoàn chiếm điểm cao 179, tiểu đoàn 4 thọc sâu qua bên kia cái đồi khác. Đại đội 10 tiểu đoàn 6 tôi bố trí đội hình sát với tiểu đoàn 4 trên đồi. Bố trí đội hình xong, tôi báo cáo về tiểu đoàn
là đề nghị trả đồng chí đại đội trưởng về trên vì đồng chí thoái thác nhiệm vụ, không dám chiến đấu. Trung đoàn tổ chức xuống đồi lấy nước, tôi dẫn anh em xuống chỗ thung lũng đám cỏ tranh, có một chũng nước nhỏ để lấy nước. Nơi đây có đại đội trinh sát trung đoàn phục kích để bảo vệ chũng nước đó. Khi lấy nước quay lên, đi ngang đồng chí Hà, đại đội trưởng trinh sát mới thay cho đồng chí đại trưởng cũ bị thương. Tôi hát mấy câu, cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn. Đồng chí đại đội trưởng lúc đó chưa biết tôi là ai. Đồng chí chửi tôi và nói, đề mẹ mày, là lính đơn vị nào vậy? Tao bắn chết mẹ mày bây giờ. Vừa nói xong là pháo cối và đê ca địch bắn xung quanh khu vực trũng nước. H-12 của nó bắn đạn bay đi trên bầu trời, nghe như phản lực F-5 bay vậy. Tiếng kêu như thần sấm, lính ta nghe mà xón trong quần. Một lần nó bắn từ 4 dàn đến 6 dàn H-12. Tôi cho anh em chạy rút lên đồi. Vừa lên tới là địch nổ súng xung phong lên đồi. Pháo địch bắn trúng ngay vị trí chúng tôi. Nhưng cũng may mắn là chỗ chúng tôi có nhiều hang đá nên chui vào đó tránh đạn. Nhưng đại đội tôi bị hy sinh một đồng chí trung đội trưởng quê tỉnh Minh Hải, có vợ và con nhỏ. Đồng chí này hy sinh không ai biết vì đồng chí nằm phục kích ở bên ngoài mỏm đồi. Mỗi đồng chí cách xa không ai biết ai. Bên cạnh tôi có đơn vị của tiểu đoàn 4. Địch tấn công vào tiểu đoàn 4. Có hai tên địch mặc quần áo dàn di xung phong lên, bị một đồng chí tiểu đoàn 4 bắn quả B-40 tiêu diệt gọn. Nhưng đồng chí B-40 đó cũng hy sinh luôn. Hôm đó không đưa được thương binh tử sĩ ra ngoài. Hôm sau, đồng chí Tư Minh, sư đoàn trưởng vào cùng với hai chiếc xe tăng mở đường để đưa thương binh tử sĩ ra. Khi nghe tiếng xe tăng vào, địch bắn DK và H-12 về hướng xe tăng. Khi đưa thương binh tử sĩ ra, địch nó chặn đánh, làm bị thương một số đồng chí nữa. Trung đoàn ra kế hoạch tác chiến. Khi tập trung cán bộ đại đội và tiểu đoàn để hội ý, thì chúng tôi không đồng ý cách đánh của trung đoàn và sư đoàn. Sư đoàn yêu cầu mỗi đại đội cử ra 8 đồng chí, hành quân xuống thung lũng nổ súng và bắt sống địch. Vì trước đó chúng tôi báo về, phát hiện địch ở thung lũng khoảng 30-40 tên, đang tập trung vào cách chúng tôi khoảng 200 mét. Trên đồi nhìn xuống, thấy bọn chúng mang vác B-40, các liều đạn đỏ chói. Sau khi chúng tôi không nhận nhiệm vụ, thì cấp trên cử đồng chí Hai Việt, trung đoàn phó chính trị, cầm đôi giấy kẻ ngang xuống gặp chúng tôi và nói, đồng chí nào không đồng ý chiến đấu thì ký tên vào đây. Đồng chí Hùng, thường gọi là Hùng Quắn, vì đồng chí có mái tóc quắn, là cán bộ tiểu đoàn phó ký trước, rồi đến tôi ký vào, sau đó tất cả đều ký tên vào biên bản không nhận nhiệm vụ. Vì trong hợp đồng tác chiến, có sư đoàn 330 chi viện cho trung đoàn 9, nhưng không thấy sư đoàn 330 xuất hiện. Vì lúc này, sư đoàn 330 cũng bị địch đánh ở hướng đường 10 vào Pai Linh, nên sư đoàn 330 không tiếp ứng với trung đoàn 9 được. Nếu như anh em chúng tôi nhận nhiệm vụ theo cách đánh của trung đoàn thì có mấy tình huống xảy ra. Thứ nhất là địch nó đã đón lõng và bao vây ta. Khi nhử ta lọt vào đội hình thì nó sẽ nổ súng tiêu diệt gọn quân ta. Thứ nhì là khi lọt vào đội hình bị địch nổ súng thì ta vừa bị thương vong vừa bị nó bắt sống và bắn chết hết. Thứ ba là hai ngày trung đoàn bị địch khép kín vòng vây, nó cài mìn dày đặc. Khi ta lọt vào đội hình, nó nổ súng, lính ta chạy vướng mìn nổ cũng chết hết. Thứ tư là xung quanh đồi các điểm cao, nó đã bố trí trận địa DK, Đại Liên và trận địa pháo. Khi ta lọt vào thì chỉ làm mồi cho nó nướng thịt, nên anh em chúng tôi không nhận nhiệm vụ. Rồi trong chiến đấu, nó cũng nảy sinh những tình cảm của người lính, người chỉ huy, tình yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, động viên nhau trong lúc khó khăn, cử chỉ và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ thể hiện ở ý chí chiến đấu, tinh thần chiến đấu. Vì vậy mà anh sĩ tiểu đoàn trưởng hứa với tôi, khi nào trung đoàn rút quân về nước sẽ gả em gái út cho tôi. Nghe nói thế, tôi rất lấy làm cảm động.
Tình cảm của người chỉ huy đã dành cho tôi hoàn thành chiến dịch về lại huyện Bà Non. Đến tháng 4, trung đoàn được lệnh rút quân về nước. Tôi và một số đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ được điều sang đại đội cơ động của sư đoàn 196 bạn. Đợt bổ sung qua bạn gồm có tôi, đồng chí Phương trung đội trưởng bị thương ở miệng lúc trước, đồng chí Khế, đồng chí Tác và các đồng chí khác nữa. Buổi chia tay có nhiều cảm động lắm. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ ở trung đoàn, một số được về nước, còn anh em chúng tôi ở lại chiến đấu tiếp. Lúc chia tay, anh hôn tôi bằng cái hôn thắm thiết, đôi mắt long lanh như muốn gửi điều gì. Anh đứng lặng nhìn theo khuất bước tôi đi, rồi xe bắt đầu chuyển bánh, đưa chúng tôi về sư đoàn 196 ở Phum Ô Bà Mon, huyện Bà Non, tỉnh Bắc Tâm Băng. Ban chỉ huy đại đội gồm có đồng chí Tiền, đại đội trưởng, đại đội phó có tôi và đồng chí Khiêm, Mai Nho. Từ khi nhận nhiệm vụ qua đại đội chuyên viên cơ động cho sư đoàn 196 của bạn là tháng 4 năm 1990, từ đó về sau, đơn vị liên tục cùng với bạn hành quân chiến đấu. Tháng 7 năm 1990, đồng chí Tiền, đại đội trưởng bị thương về nước điều trị. Sau đó, đồng chí Khiêm dẫn quân đi đánh mấy trận với đơn vị bộ đội bạn. Mỗi khi hành quân chiến đấu về nghỉ ngơi, anh em chúng tôi thường ra ngoài chợ mua nhu yếu phẩm và thức ăn về để ăn uống bồi dưỡng. Từ chỗ đại đội ra chợ khoảng một cây số, cái chợ tự phát nên nhỏ chứ không lớn lắm. Có mấy quán nhậu và ăn uống của người Việt Nam. Thời gian này tôi có quen với một cô gái Khmer tên là Ani. Cô này lai tàu nên nước da trắng lắm. Gia đình bị diệt chủng hết. Hiện cô gái ấy sống với bà dì ở tỉnh Cần Đan. Lên đây sinh sống và mở quán bán hủ tiếu và rượu. Hằng ngày tôi và một vài chiến sĩ hay vào ra quán này nhậu. Một hôm, có mấy ông sĩ quan Campuchia nhậu ở đó. Sau đó ghen tị với tôi nên móc súng, bắn loạn xạ. Lúc này, tôi cũng móc súng ngắn ra. Nhưng gia đình Andy sợ hai bên nổ súng với nhau, khuyên tôi về đơn vị để bảo trọng. Ở đơn vị, ngày nào không đi chiến đấu, thì tổ chức cho anh em đi cài mìn phía trước chiến hào công sự, đề phòng địch vào đánh sư đoàn. Ngày nào địch cũng pháo kích vào ba núi. Có hôm, nó bắn pháo vào tới chợ mới, thành phố Bắc Tâm Băng. Ở đơn vị, có thằng tên là Hề, quê ở tỉnh Bến Tre. Nó giữ kho đạn của sư đoàn. Hôm đó cháy rừng, nó sơ ý để cháy kho, đạn bị nổ sạch. Sau đó sư đoàn điều nó về giữ khẩu 12 ly 8 trên đồi, trong đó có khẩu pháo phòng không 37 ly của bạn. Bữa nọ tối, nó đói bụng nên đi xuống chỉ huy đại đội để kiếm cơm nguội ăn. Nó đi ngang tổ phục kích của bạn, bị bạn bắn mấy loạt AK và hai quả B-40. Đạn AK găm trúng vào thân cây xoài ngay chỉ huy đại đội. Lúc này tôi đang nấu nồi cháo cá lóc tưởng địch đánh vào đại đội. Tôi đá văng nồi cháo xuống đất, chụp khẩu AK chạy ra công sự. Thằng Hề vừa chạy vừa la lên, bộ đội bạn bắn em anh Vũ ơi. Tôi vừa chửi thề vừa tức ra hỏi nó. Mày đi đâu mà bạn bắn mày? Nó nói em đói bụng xuống đại đội nó bắn em. Tôi nói, tao tưởng địch tập kích vào, làm tao đổ mẹ nồi cháo cá lóc rồi. Đồng chí Tư Ánh sư đoàn phó điện xuống, hỏi tôi vụ gì vậy. Tôi nói, có thằng lính trên đồi 12 ly 8 xuống đại đội có việc, bị bộ đội bạn bắn, nhưng không sao chú à. Rồi cũng chính nó và thằng Chín cùng quê ở Bến Tre. Thằng Chín ở khẩu đội cối 82. Mỗi lần đơn vị hành quân chiến đấu, là tụi nó vái tai qua nạn khỏi, không ăn mặn, tụi nó rang muối mè đem theo ăn, vái, an toàn về, cúng con gà trả lễ. Vậy mà có lần về nó quên không cúng, tôi phải nhắc nó, sao tụi bây quên à, cúng gà trả lễ đi chứ. Nó chạy ra chợ mua hai con gà về, nấu cháo cúng cho anh em tôi ăn, rồi ăn cái Tết năm 90-91 ở đơn vị. Buổi tối đón giao thừa, tối đó chúng tôi cho anh em nổ súng để đón giao thừa.
bắn không nhiều vài loạt đại liên 12 ly 8, B40, B41. Tôi bắn vài quả M79 để chào xuân. Xa nhà ở biên thủy đón Tết bằng súng đạn, lính ta khoái lắm. Vừa ăn Tết xong, tôi cùng với đồng chí Tảng, đại úy cán bộ phiên dịch dẫn 30 đồng chí đánh vào khu vực địch bắn pháo. Hành quân vào tới một cái phum bỏ hoang, nơi đây cũng gần trận địa pháo của địch. Cho đại đội giải lao, tôi và đồng chí Tảng lấy bản đồ ra xem. Chưa kịp định hình thì có hai tên địch đi xẹt ngang qua, mặc quần áo pốt mới tinh. Nhưng không hiểu sao lính ta không ai thấy. Tôi chụp khẩu AK mở khóa, thằng cốt dâu quay nòng, nó nhanh như sóc. Tôi chưa kịp bắn, nó khoát tay một cái, hai thằng chạy mất dạng. Tôi la lên, thằng bốt dâu xồm. Lính ta nổ súng và tản đội hình ra. Thật là xui xẻo. Hai tiếng mìn KP2 nổ ầm, rồi ầm một cái nữa, làm lính ta bị thương nặng ba đồng chí. Đồng chí Tảng gọi pháo binh bắn, nhưng tôi nói, nó chạy mất mẹ nó rồi còn đâu mà bắn, lo cáng thương về. Đợt bị thương này, có thằng tên là Hạnh, tên như đứa con gái vậy. Nó bị mìn KP2 nhưng không chết. Sau khi điều trị ở bệnh viện mặt trận quân khu 5 ở Bát Tâm Băng, ra viện về nó tiếp tục công tác. Một buổi nọ, sáng sớm khoảng 7 giờ, có hai tiếng mìn nổ trước Tiền Duyên Chiến Hào. Chính nó, thằng Hạnh, mang khẩu AK và cầm theo một con dao phay đi ra hướng mìn nổ. Nó phang theo dấu máu đến một cái gò mối, nó vướng mìn nổ nghe cái ầm. Nó mở khóa AK, bắn đòm, đòm, đòm. Ba phát báo động. Tôi biết có chuyện không lành, nên tôi mang khẩu AK chạy xuống trung đội. Thằng Phương trung đội trưởng báo cáo tôi, thằng Hạnh bị mìn nổ rồi anh Vũ ơi, tổ chức ra cấp cứu nó. Băng bó xong đưa lên trạm xá sư đoàn, nó còn tỉnh táo lắm. Tôi nói, mày đi đâu ra đó để vướng mìn vậy? Nó nói, em đi lấy cái lưỡi bò. Lúc này tôi giận điên người, tôi nói, sao mày ngu dữ vậy? Người ta đi kiểm tra mìn là coi mìn nổ, có địch vào vướng mìn hay gì, còn mày đi cắt cái lưỡi bò bị nổ mìn đem về ăn. Sư đoàn điện xuống hỏi tôi chuyện gì, tôi nói thằng Hạnh nó đi kiểm tra mìn bị vướng nổ. Đợt này nó bị mìn dứa của ta cài nổ bay mất một cái chân, như vậy số thằng này còn đỏ. Lần trước mìn KP2 mà không chết, lần này nổ mìn dứa cũng không chết. Nằm điều trị, nó bị cưa mất một cái chân. Ngày nó lên máy bay về nước, tôi có ra sân bay để đưa tiền lương của nó và anh em cho nó ít tiền. Nó gặp tôi khóc nức nở. Nó nói, em về nước điều trị nha anh Vũ. Tôi không cầm được nước mắt, chỉ biết vẫy tay chào nó. Trong chuyến bay này, có mấy thương binh của các đơn vị khác nữa. Máy bay cất cánh, tôi trở vào chỉ huy mặt trận uống trà và nắm thêm một số tình hình chiến sự. Ngồi nói chuyện với đồng chí Bảy Xanh, thiếu tướng tư lệnh phó mặt trận quân khu 5B, kể một số chuyện cho tôi nghe và khuyên tôi cố gắng động viên anh em để hoàn thành nhiệm vụ. Chia tay chú, tôi về đơn vị, rồi tôi tham gia chiến dịch với sư đoàn 196. Trận này, sư đoàn đi đánh dùng xe tăng đi cùng, bộ binh chủ yếu là lính bạn Campuchia. Vào cứ địch nó bỏ chạy, mìn tăng vứt ngổn ngang trên mặt đất không kịp cài. Pháo tăng bắn phá và càn quét cây cối ngã đổ ngổn ngang. Một chiếc tăng bị dính mìn nổ. Đồng chí Sương, trung đoàn trưởng trung đoàn 3, ngồi chỉ huy xe tăng đánh úp vào cứ địch. Pháo binh yểm trợ, bạn bắn pháo Katyusha, loại BM21 40 nòng. Bắn 3 dàn Katyusha, chúng căn cứ địch 1 dàn. Còn hai dàn nổ ngoài rừng. Một dàn Katyusha bắn, nó nổ bình địa một cây số vuông. Địch ra đầu hàng nhiều lắm. Trận cuối cùng trước khi về nước, tôi tham gia chiến dịch cấp sư đoàn. Tháng 3 năm 1991, tôi chỉ huy 20 đồng chí. Trung đoàn 1 của bạn có 30 đồng chí. Đánh vào cao điểm 179 Bắc Berlin. Hướng bên phải tôi có trung đoàn 2 do đồng chí Ngòng, trung đoàn trưởng chỉ huy. Hướng bên trái tôi có trung đoàn 3 do đồng chí Sương, trung đoàn trưởng chỉ huy.
Đại đội tôi đi mũi chính diện trực tiếp chỉ huy là đồng chí Năm Hòa, sư đoàn trưởng. Đến gần điểm cao 179, chỉ huy sư đoàn dừng chân đặt trạm trung gian. Đêm đó, bạn hành quân trước khoảng 9 giờ, phía trước phát hiện địch nằm võng. Lúc này, địch phát hiện ta nên bỏ lại cái võng. Đồng chí sư đoàn trưởng cho dừng quân và đưa đại đội tôi đi lên đầu. Đến 2 giờ khuya, tôi lên tới điểm cao. Bạn bị thất lạc dưới chân đồi. Mùa khô lá cây rụng nên trên đồi có nhiều hốc đá, lá cây rụng lọt vào đó. Màn đêm buông xuống, âm thanh vắng lặng. Mỗi bước chân của người lính dẫm lên lá khô, nghe tiếng kêu róp róp, lớn lắm. Đêm khuya và hành quân mệt mỏi, lính ta ngủ không biết gì. Có hai thằng địch bò lên sát bên tôi khoảng 4-5 mét. Đêm trời tối đen như mực, không thấy được gì. Tôi nghe bước chân của địch đạp lên lá cây khô, sạt sạt, róp róp. Tôi chồm lên hỏi đồng chí kế bên có lựu đạn không? Nói không. Tôi chồm qua đồng chí thứ hai, hỏi có lựu đạn không? Cũng lắc tay không có. Do lá cây khô tôi dẫm lên, tiếng kêu lớn, hai tên địch phát hiện tôi bỏ chạy. Khẩu B-40 của nó va vào tảng đá, nghe cách càng rất lớn. Lúc này lính ta giật mình thức giấc, tôi ra lệnh không được nổ súng. Trận đánh nào tôi cũng mang theo lựu đạn, nhưng trận này tôi không mang, mà cả đơn vị cũng không ai mang theo lựu đạn mới lạ. Nếu đêm đó có lựu đạn, thì hai thằng địch này chết mẹ nó với tôi rồi. Đêm đó, nhìn xuống thung lũng, có nhiều đốm lửa của địch sưởi ấm. Thực hiện hợp đồng tác chiến, 5 giờ sáng nổ súng đánh xuống thung lũng. Đúng giờ dê, pháo ta bắn dồn dập vào trong cứ địch. Đại đội bạn còn ở dưới chân đồi chưa lên kịp. Pháo chuyển làn, tôi cho đơn vị hành quân xuống. Nhưng đêm đó chúng tôi bị địch bao vây. Trận này đại đội tôi bị thương 11 và hy sinh 2 đồng chí. Không còn người để cán thương. Bỏ 2 đồng chí hy sinh, đến 5 giờ chiều hôm sau mới vào lấy xác ra được. Khi đưa thương binh tử sĩ ra tới sư đoàn, thì tôi và số đồng chí còn lại được điều sang theo đơn vị pháo binh của bạn. Các trung đoàn nổ súng tiêu diệt địch, xe tăng và pháo binh của bạn bắn không ngớt tay. Mấy ngày sau, sư đoàn rút về ổn định tình hình tổ chức, họp rút kinh nghiệm. Sư đoàn họp chi bộ kiểm điểm kỷ luật tôi. Lúc đó đồng chí Thành y sĩ đại đội ý kiến đỡ cho tôi nên tôi không bị kỷ luật. Rồi cũng trong tháng 3 năm 1991, đồng chí Khiêm, Mai Nho chỉ huy trận đánh khác. Lúc này đồng chí Tác đã hy sinh. Đồng chí Tác là đảng viên trẻ vừa mới được kết nạp ở chiến trường. Vậy mà mới đó nó hy sinh mất rồi. Nó quê ở Nam Định, gia đình vào sinh sống ở tỉnh Minh Hải. Xong trận này, mặt trận cử tôi về nước thăm các đồng chí thương binh. Sư đoàn giao tôi cầm tiền lương về cấp phát cho các đồng chí nằm trạm điều trị an dưỡng ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thời gian này qua lại, tôi được 3 lần đi máy bay trực thăng Mi-8 của Liên Xô. Có một kỷ niệm trên chuyến bay mỗi lần về nước là đồng chí Saran, sư trưởng sư đoàn 196, nhờ tôi mua dùm 5 kg mắm ruốc Bà Rịa Vũng Tàu. Vì thời kỳ đồng chí này học trường lục quân 2 ở Long Thành, thường ăn mắm ruốc Bà Rịa nên thích lắm. Mua mắm ruốc với cà pháo và khế chua nữa. Lên máy bay tôi phải bao bọc cả chục lớp ni lông vì sợ mùi mắm bị đuổi xuống. Mỗi lần máy bay đáp xuống sân bay Bát Tam Băng là các đồng đội chạy lại mừng tôi vì thấy tôi mang một cái vỏ đệm loại vỏ nhốt gà đá. Hỏi tôi có mùi gì không, tôi nói mắm ruốc chứ có mẹ gì. Trở lại thời kỳ trong năm 1991, chúng ta cùng với bạn chiến đấu ở biên giới thì ở nội địa, chính quyền Hun Sen có 13 phái quân để họp nhằm giải pháp chính trị hòa hợp dân tộc cho Campuchia, gồm có đại diện lính Para Serica, đại diện lính Molinaka, đại diện lính Pol Pot. Cuộc họp diễn ra ở một cánh đồng ngoại ô tỉnh Công Pông Thom. Sau cuộc họp, có rất nhiều phe phái ra trình diện chính quyền cách mạng, chỉ có Pol Pot là không đồng tình. Và từ năm 1991, các phái viên của Liên Hiệp Quốc có mặt ở Campuchia.
Đến năm 1993, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc UNTAC ào ạt đưa quân vào để bảo vệ cho cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia và kêu gọi các lực lượng chống đối giải giáp vũ khí về với chính quyền cách mạng, nhưng Pol Pot không khuất phục. Lúc này, đã có đại diện các nước thành viên NATO rải đều khắp nước Campuchia. Sau khi Campuchia tổng tuyển cử, thì Pol Pot không công nhận chính quyền mới của Hun Samrin Hun Sen, nên chúng tiếp tục mở cuộc tiến công quy mô lớn, đánh vào thành phố Bát Tam Băng một lần nữa. Lực lượng bạn lúc này đủ sức chiến đấu và trưởng thành, nên đã cầm chân địch ở cách ba núi khoảng 8 km, đánh đến năm 97-98. Và từ năm 96-97 về sau, một số lực lượng chống đối ra đầu hàng, trong đó có lực lượng Serica. Lực lượng này do tướng Son San, phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng Pol Pot chỉ huy. Do vậy, Pol Pot cho lính bắt và thủ tiêu tướng Son San và giết hết 11 thành viên trong gia đình Son San. Thời gian này, Pol Pot bị một số nước cắt viện trợ, lý do nội bộ bất đồng quan điểm, nhiều phe phái chém giết lẫn nhau. Và trong năm 97, tướng Tà Mốc cho quân lính về Pai Linh bắt thủ lĩnh Pol Pot, đem về An Long Veng quản thúc về tội ra lệnh giết chết Son San và gia đình Son San. Đến năm 1998, Pol Pot chết, và đến năm 1999, Tà Mốc bị quân chính phủ bắt ở biên giới An Long Veng thuộc tỉnh Ba Chao Man Chay. Các chóp bu của chế độ Pol Pot cũng bị bắt ở Pai Linh, gồm Khieu Samphan, chủ tịch nước Campuchia Dân Chủ, Non Che, chủ tịch quốc hội, và các tướng lĩnh khác được dẫn độ về thủ đô Phnom Penh, đưa ra tòa án quốc tế xét xử về tội ác chiến tranh chống lại loài người. Từ khi Tà Mốc bị bắt vào năm 1999, đất nước Campuchia mới thật sự hòa bình. Hàng ngũ lính Pol Pot buông vũ khí ra trình diện với chính quyền cách mạng. Người dân Campuchia được sống trong thanh bình và thịnh vượng. Các trại tị nạn ở Thái Lan và biên các nước, họ kéo nhau về quê trở lại cuộc sống đời thường. Nhưng đến nay, thế giới vẫn còn nợ một lời xin lỗi với Việt Nam. Chân thành cảm ơn bạn bè và đồng đội cựu chiến binh Việt Nam đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ. Vào những năm thập niên 1970-1975, dân số Campuchia có khoảng 7.500.000 người dưới chế độ nhà nước Campuchia Dân Chủ, Khmer Đỏ. Qua 3 năm 8 tháng 20 ngày, Pol Pot đã cho giết chết khoảng 3 triệu người dân vô tội. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay dân số Campuchia có hơn 17 triệu dân. Về địa lý, hướng Đông Nam và Đông Bắc giáp Việt Nam, hướng Tây Bắc giáp Lào, hướng Tây Nam giáp với Thái Lan và Biển Đông. Về chế độ lãnh đạo qua các thời kỳ, nhà nước trải qua các thời kỳ, thời chế độ Khmer Đỏ Pol Pot, phụ nữ bắt buộc cắt tóc ngắn ngang vai, chiếc xà rông là loại quần truyền thống của dân tộc Khmer. Thời kỳ Pol Pot nắm quyền, đất nước Campuchia không có chợ, không có trường học, không có bệnh viện, không sử dụng đồng tiền, không xe hơi, không cho đeo vàng và đồng hồ. Angka gọi là tổ chức cao nhất của chế độ lúc bấy giờ. Ai không nghe theo thì Angka cho giết hết. Con nít sinh ra và lớn lên bị tách rời cha mẹ. Mục đích là khi Angka ra lệnh giết người thì đứa con giết cha mẹ mình mà chính bản thân người đó không biết đó là cha mẹ mình. Và ngược lại, cha mẹ giết con cũng vậy. Ở đô thị, thành phố, bị lùa vào nông thôn để lao động. Trong các trại nông trường, những người không nghe lời đều bị giết. Những người có nước da trắng cũng nằm trong số phận đó vì họ cho rằng lai Việt Nam, lai Tàu, lai Thái. Những người có trí thức và những người theo chế độ Cộng sản hoặc đi học ở Việt Nam về, học ở Liên Xô về, thì bị giết sạch.
Con nít 4 đến 5 tuổi cũng bị bắt đi tù. Nhà tù Tung Sư Len, gọi là S21, là nơi những người dân vô tội, những đứa trẻ bị tù đày và bị giết. Họ cho rằng những đứa trẻ này theo Cộng sản và con em của những người trí thức. Gần 20.000 người bị giết chết nơi đây. Họ biến đất nước Campuchia trở về thời đồ đá, một chế độ có 102 trên thế giới. Những hố chôn tập thể hàng ngàn người và những cảnh giết chóc là thú vui của Anka lúc bấy giờ. Chế độ không có tù binh, nghĩa là giết chết hết chứ không có tù binh. Sau khi quân tình nguyện Việt Nam sang giải phóng dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của bè lũ Pol Pot tay sai, thì ngày 7 tháng 1 năm 1979, chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ. Campuchia gọi là ngày 7 tháng Giêng 1979, ngày mà người dân Campuchia được sinh ra lần thứ hai. Đến năm 1999, chế độ Pol Pot bị sụp đổ hoàn toàn. Các thủ lĩnh Pol Pot bị chính phủ và quân đội Campuchia bắt, đưa ra tòa xét xử. Đất nước Campuchia mới thật sự hòa bình. Người dân sống trong cảnh thanh bình và thịnh vượng. Ngày nay, đất nước Campuchia được hội nhập quốc tế, được kết nạp vào khối ASEAN, được các nước trên thế giới đầu tư hợp tác, các công ty nước ngoài đầu tư vào để làm ăn và hợp tác phát triển kinh tế, trong đó có Việt Nam ta. Về nông nghiệp, lúa gạo Campuchia được đánh giá là gạo đạt chất lượng cao, họ trồng lúa không phân thuốc. Ngày xưa, xe bò kéo lúa và dậm lúa, hôm nay được cơ giới hóa, nông nghiệp hóa, không còn cái cảnh xe bò cọc cạch kéo gỗ kéo lúa, thay vào đó là xe công nông đầu kéo và xe tải vận chuyển. Họ làm lúa theo mùa vụ, như mùa mưa mới có nước để trồng lúa. Đến tháng 11-12 là thu hoạch lúa và cũng là lúc vào mùa khô, nên không có nước để trồng lúa. Họ không có làm kinh thủy lợi như ở Việt Nam, không có đập chứa nước, nên vào mùa khô là khô cằn sỏi đá. Cây thốt nốt và chùa tháp là nét đặc trưng bản sắc văn hóa của dân tộc người Khmer. Về thủy sản, biển hồ Tonle Sap là biển nước ngọt lớn nhất thế giới. Vào mùa khô, mực nước trung bình 1 mét, rộng khoảng 25 cây số. Mùa mưa, mực nước cao 10 mét, rộng 40 cây số. Sản lượng đánh bắt cá ở biển hồ trong thập niên 80, 1 km vuông đánh bắt khoảng hơn 10 tấn cá. So với sản lượng đánh bắt cá ở biển Bắc Đại Tây Dương, sản lượng được 1,8 tấn cá. Vì vậy, cá ở biển hồ có tiếng trên thế giới. Những năm gần đây, do Trung Quốc đắp đập thủy điện ở đầu nguồn sông Mekong, tỷ lệ đánh bắt cá bị thất thu, người dân sinh sống bằng nghề sông nước cũng bị thất nghiệp. Cộng đồng người Việt sinh sống ở biển hồ rất đông, họ sống qua các thế hệ bằng nghề chài lưới. Giờ đây, không còn cá nhiều như xưa, bà con chuyển đổi nghề nghiệp, lên bờ đi làm cho các công ty xí nghiệp. Cộng đồng người Việt ở Campuchia họ gọi là Khmer Cà Rom, có nghĩa là người Khmer gốc Việt. Người Khmer Lơ là dân tộc Khmer ở Campuchia. Do cuộc sống ngày nay gặp nhiều khó khăn nên số bà con gốc Việt về lại Việt Nam để làm ăn sinh sống. Về công nghiệp, họ trồng cây cao su để xuất khẩu. Các tỉnh Đông Nam, Đông Bắc, đa số là trồng cây cao su. Ngoài cây cao su, họ trồng điều để lấy hạt, trồng chuối, trồng xoài và một số loại cây ăn trái để xuất khẩu. Về giao thông, hiện nay, đất nước Campuchia có đường cao tốc, có cầu vượt ở trong đô thị thủ đô Phnom Penh, có nhiều cây cầu bắt qua sông Mekong và sông Tonle Sap, thay cho những chiếc phà trước đây. Xe chạy qua cầu tiết kiệm được thời gian từ nơi đi nơi đến. Các quốc lộ chính xuyên quốc gia được nâng cấp mở rộng, có 4 làn xe đến 6 làn xe. Các cây cầu gỗ trước đây
nay được xây cầu mới bê tông. Do nhịp độ phát triển nhanh, họ không đi xe lửa nữa vì xe lửa chạy chậm mà không an toàn. Xe lửa ngày nay chỉ chở hàng hóa từ cửa khẩu Poy Pet, biên giới Thái Lan về thủ đô Phnom Penh. Trong năm, đất nước Campuchia có 28 ngày lễ hội được nghỉ lễ theo quy định của nhà nước. Trong những lễ hội, họ vào chùa cúng thần linh và ăn cơm trong chùa. Các sư sãi chỉ có thầy tu, không có sư cô. Thầy trong chùa ăn mặn, thầy đi khất thực, ai cho gì thì ăn đó. Đất nước Campuchia đứng đầu là quốc vương, vua và là quốc đạo. Họ theo đạo Phật, Phật giáo của Ấn Độ. Về văn hóa và đời sống, ngày nay phụ nữ Campuchia ít vận xà rông như xưa, thay vào đó là quần hai ống, mini zip, lai tây, lai tàu hết rồi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, CPP, người dân được sống tự do và bình đẳng, phụ nữ được để tóc dài. Nước da có trắng hơn và đẹp hơn, con lai ngày nay cũng nhiều như lai tàu, lai thái, Việt Nam, Lào, Ấn Độ và một số nước khác. Tỷ lệ đi lao động ở nước ngoài cũng rất cao. Việc môi giới gả cưới với người nước ngoài không còn xa lạ. Những lễ hội, những điệu múa rong vông luôn gắn liền với văn hóa và đời sống của người dân tộc Khmer. Phụ nữ ngày nay dễ mến và gần gũi, không e dè hổ thẹn như xưa. Về học vấn, trình độ học đại học và du học ở nước ngoài rất nhiều, trong đó gửi sang học và đào tạo ở Việt Nam mỗi năm có hàng chục ngàn sinh viên và cán bộ được đào tạo ở Việt Nam về. Ngôn ngữ, họ học tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng gốc của dân tộc Khmer. Đất nước hội nhập quốc tế, vì vậy, ngành du lịch là tâm điểm để thu hút khách thập phương đến tham quan đất nước Angkor, Chùa Tháp. Nói đến Campuchia là nói đến các quần thể Angkor Wat và các công trình kiến trúc được xây dựng cách đây cả ngàn năm tuổi. Tiềm năng du lịch phát triển, vì vậy, ngày nay không còn cảnh xe bò lưu thông trên đường lộ phố như ngày xưa. Thay vào đó là xe vua, xe túc túc. Đất nước rất hiếm gặp xe taxi, chủ yếu là xe túc túc đưa đón các du khách đi tham quan du lịch. Người dân Campuchia rất cảm tình, họ thật thà vui vẻ và mến khách. Chiếc nhà sàn cũng là nét đặc trưng của bản sắc văn hóa dân tộc. Nhưng ngày nay, do hội nhập quốc tế, họ cất nhà trệt, nhà xây tường, cũng khoảng 40% so với nhà sàn. Có nhà vệ sinh, có điện lưới quốc gia. Về tới vùng nông thôn, phùng sóc. Ở đô thị, có nước máy để sử dụng. Riêng ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, người dân còn sử dụng nước giếng theo từng hộ gia đình. Nhưng giao thông nông thôn vào các xã, các phum ấp ở vùng sâu hiện nay vẫn còn trên 95% là đường đất đỏ. Về hạ tầng cơ sở, hiện nay đất nước bạn có những tòa nhà cao đến 50 tầng. Ở tỉnh thành nào cũng có các khu vui chơi giải trí. Ở biên giới với các láng giềng thì có casino. Về kinh tế, hiện đất nước Campuchia là những nước nghèo trên thế giới. Năm 2022 được Liên Hiệp Quốc công nhận là một quốc gia phát triển kinh tế mạnh và đứng vững. Và đất nước chuẩn bị thoát nghèo trong hơn 60 nước nghèo trên thế giới. Về chính trị, Campuchia có nhiều đảng phái. Trong đó có hai đảng lãnh đạo chính trong quốc hội và một đảng đối lập với 58 đảng khác không được công nhận. Tuy vậy, nhưng đất nước Campuchia đứng vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, người dân an tâm tăng gia sản xuất, ổn định đời sống. Chúng tôi là những người lính, là cựu chiến binh chiến trường ca, hôm nay được trở lại thăm đất nước Angkor Chùa Tháp, thăm lại chiến trường xưa, nhìn thấy đất nước bạn phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.
ở biên giới, các vùng chiến sự ác liệt ngày xưa, nay có dân vào ở, có chính quyền các cấp lãnh đạo, có trường học cho con em cắp sách đến trường, có chợ, đường xá được thông thoáng, có nhà máy xí nghiệp mọc lên. Là cựu chiến binh chiến trường ca, chúng tôi rất tự hào những gì mà người lính chúng tôi trước đây đã chiến đấu, đã hy sinh thầm lặng trên quê hương đất nước Angkor Chùa Tháp này. Hôm nay, nhìn thấy đất nước bản phát triển, người dân được sống trong thanh bình, tôi thấy rất vui và đáng trân trọng. Gần đây, hai đảng, hai quân đội, hai dân tộc luôn thể hiện tình hữu nghị, tình đoàn kết. Hôm nay, chúng tôi là những người lính cựu chiến binh chiến trường ca được trở về thăm lại chiến trường xưa, thăm lại đất nước bạn qua bao nhiêu năm xa cách. Nhìn thấy những công trình kiến trúc được mọc lên, những tượng đài tưởng niệm của quân tình nguyện Việt Nam trên khắp đất nước bạn trong suốt 10 năm chiến đấu và giúp bạn trưởng thành. Nó đã nói lên những hy sinh mất mát của đội quân nhà Phật, của quân đội nhân dân Việt Nam, những ân nhân đã cứu một dân tộc, một đất nước chìm trong biển máu để đất nước được hồi sinh đến ngày hôm nay. Tôi rất mừng khi gặp lại một số cán bộ sĩ quan của bạn trước đây học ở Việt Nam về và rất vui gặp lại những đồng chí chiến đấu với tôi trước đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè và đồng đội cựu chiến binh Việt Nam. Chào tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ. Tỉnh Pusat nằm cách thủ đô Phnom Penh 226 km, là một tỉnh Tây Nam của đất nước Campuchia. Về địa lý, phía đông giáp tỉnh Công Pông Sơ Pư và Công Pông Sơn Năng, cách Công Pông Sơn Năng 144 km. Phía nam giáp tỉnh Cô Công, cách Cô Công 238 km. Phía tây nam giáp biên giới Thái Lan, cách 199 km. Phía tây giáp tỉnh Bát Tâm Bang, cách Bát Tâm Bang 147 km. Phía bắc giáp tỉnh Siem Reap, cách Siem Reap 311 km. Dân số hiện tại có 411.759 người. Quốc lộ chính bắt đầu ngay cầu sập thủ đô Phnom Penh, đi qua gầm cầu, thẳng vào đường 5, đi ngang qua U Đông, rồi lên tỉnh Công Pông Sơn Năng, đến tỉnh Bô Sát, rồi qua tỉnh Bát Tâm Bang, đến thành phố Sisophon là hết quốc lộ 5. Năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Sư đoàn 339. Sư đoàn được thành lập vào ngày 13 tháng 3 năm 1978 tại căn cứ Đồng Tâm, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cùng với Sư đoàn 330, Sư đoàn 4, Sư đoàn 8, và các đơn vị lữ đoàn, tiểu đoàn, tỉnh đội, các quân binh chủng của quân khu 9 tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Sư đoàn đảm nhiệm vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp như Tân Hồng, Hồng Ngự, trải dài biên giới giáp tỉnh Long An, Mộc Hóa và tỉnh An Giang. Sau đó, đáp ứng theo lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc Đoàn kết Cứu nước Campuchia, Sư đoàn 339 sang chiến đấu giúp bạn, đánh từ biên giới tỉnh Tà Keo lên tỉnh Công Pông Sơ Pư, tỉnh Công Pông Sơn Năng, tỉnh Pusat và tỉnh Bát Tâm Bang, cùng với Sư đoàn 330 đánh thẳng qua biên giới Thái Lan, tỉnh Pusat và tỉnh Bát Tâm Bang, đẩy lùi tàn quân Pol Pot qua bên kia biên giới Thái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rút ra, Sư đoàn bộ được đóng quân ở Phum Lech, thị trấn Kravanh, tỉnh Pusat. Đến tháng 9 năm 1979, Sư đoàn 339 sát nhập vào đội hình quân đoàn 4 thay cho Sư đoàn 341 của quân đoàn 4. Và từ đó về sau, Sư đoàn đảm nhiệm địa bàn tỉnh Pusat vào tới biên giới Thái Lan. Gần cuối năm 1983, Sư đoàn 339 được trả về cho quân khu 9, mặt trận 979. Sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc ở Phum Lech và trên địa bàn tỉnh Pusat
Còn các đơn vị như công binh và bộ binh thì đóng quân từ bến Phà Lách về biên giới Thái Lan theo đường 56. Hướng chợ Lách đi vào đến bến Phà Lách, bên trái có tiểu đoàn Rồng Dứa của đoàn 9903 tỉnh Tiền Giang. Bên phải bến phà có tiểu đoàn công binh của sư đoàn 339. Hướng vào đường A Rai qua suối có tiểu đoàn thông tin, trinh sát, tiểu đoàn 12 pháo cao xạ. Hướng ra Pô Sát ngay rừng cây mây sặc, cây giá tị, có trung đoàn 11 pháo binh và đơn vị công binh của bộ. Ngoài sư đoàn 339 ra, còn rất nhiều đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Pô Sát. Trong đó có các đơn vị của quân đoàn 4, đặc công của bộ, của quân khu và các đơn vị bạn như tiểu đoàn Rạch Gầm, đóng quân hướng huyện Ba Can lên giáp với huyện Mun, tỉnh Bát Tam Băng. Hướng huyện Krakow có tiểu đoàn ấp Bắc đảm nhiệm khu vực biển Hồ, bảo vệ quốc lộ 5 và đường ray xe lửa. Từ Krakow, đường 5 hướng vào cách Pô Sát khoảng 15 cây số có tiểu đoàn Trương Định cơ động. Tiểu đoàn này đóng quân ở xã Băng Cà Túc. Các tiểu đoàn nói trên thuộc đoàn 9903 tỉnh Tiền Giang. Hướng vào A Rai có đại đội 1 của tiểu đoàn Rồng Dứa đảm nhiệm để sẵn sàng đánh địch hướng trong dãy núi Caravanh nhằm bảo vệ sư đoàn 339 và thị xã Pô Sát. Đoàn 9903 có một tiểu đoàn đánh bắt cá ở biển Hồ nữa. Nói đến đường 56 là con đường huyền thoại, giống như đường Trường Sơn thời đầu của chế độ Pol Pot. Con đường này là đường mòn, đường nhỏ, đường đất, vào tới năm nhà, dưới chân đỉnh 1500, Campuchia gọi là Phơ Năm Muôi Pon Bờ Râm Roi, tức núi 1500. Sau khi qua Phà Lách là rừng khộp, rừng dầu phủ kín hai bên đường, qua rất nhiều con suối lớn nhỏ, vì vậy địa hình núi rừng bao phủ sốt rét kinh lắm. Thú rừng thì vô số kể, ở các con suối và ao hồ, mùa mưa, cá, ếch rất nhiều, lính ta bắt một lần hàng mấy trăm kg ếch nhái. Từ sư đoàn đi vào đường 56, đầu tiên ta gặp ngầm suối Lách, Campuchia, gọi là sông Pô Sát. Vì con suối này chảy ra thị xã Pô Sát, mùa khô xe chạy qua ngầm suối và hành quân bộ qua suối. Các đơn vị công binh có lúc chở đá đổ xuống đó để xe chạy qua. Mùa mưa qua ngầm bằng xuồng và chiếc phà nhỏ để chở hàng hóa, chở xe quân sự. Con đường lắm suối nhiều khe, đường dốc gập ghềnh rất khó đi, toàn là ổ voi chứ không còn là ổ gà nữa. Cũng có những trường hợp xe xuống dốc bị mất phanh, tài xế phải cho xe đâm đầu vào gốc cây hoặc tảng đá, làm xe lật nhào rất nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi bộ đội ta đánh vào đây, cái tên đường 56, thực ra con đường này nằm trên bình độ 56 là đường mòn xe bò và đi bộ. Vì vậy, bộ đội ta đặt tên gọi là đường 56. Qua phà là tới đơn vị công binh của bộ, công binh của bạn, rồi đến Rô Viêng, nơi trung đoàn 10 đứng chân khu vực này. Nơi đây cũng còn có tên gọi khác là cầu cháy trung đoàn 10. Đi tiếp vào bên trong, gặp đèo đá. Nơi đây thời Pol Pot, người dân Trung Quốc ở các thành thị bị xua đuổi vào rừng, bị đuổi qua Thái Lan bằng con đường bộ này. Nhưng người dân Trung Quốc đi đến đây, họ chết đói, chết khát, đau bệnh chết, sốt rét chết. Khi bị xua đuổi vào rừng, Pol Pot không cho họ mang theo bất cứ thứ gì, kể cả thức ăn, nước uống. Cho nên họ khóc lóc và van xin tha tội chết, rồi con người cũng bị chết lần chết mòn nơi đây. Từ đó mà Pol Pot đặt tên là Phơn Nung Chanh Sum, nghĩa là núi Trung Quốc khóc. Nơi khu vực đèo đá này có đơn vị bộ binh tiểu đoàn 5, trung đoàn 9 đóng quân. Vì sao gọi là đèo đá? Vì núi này đa số là đá. Đi vào khoảng gần 20 cây số tới vườn me, nơi đây có cái phum bỏ hoang. Ngày xưa dân trồng xoài và me nhiều lắm. Bộ đội ta đặt tên gọi là vườn me.
trung đoàn bộ trung đoàn 9 đóng quân ở đây. Vào trung đoàn, rẽ trái đi vào suối lớn, có đơn vị bộ binh tiểu đoàn 4 đóng quân. Qua khỏi trung đoàn 9, đi thẳng đường 56, bên phải có cái đồi chọc. Vì mùa khô cây thay lá, trên đỉnh đồi nhô ra những tảng đá chọc lóc như sọ khỉ, nên ta gọi tên nó là đồi chọc. Phía bên trái là đơn vị bộ binh tiểu đoàn 6, ngay đồi chọc có cây cầu cháy, cầu sông Hương. Đi vào khoảng vài cây số có suối Lao, vì nơi đây cây lao sậy bao phủ, nên bộ đội ta gọi là suối Lao. Khu vực suối Lao cũng là một ám ảnh đối với bộ đội ta. Đoạn đường qua suối Lao khoảng hơn một cây số, lính ta phải bỏ lại 9 cái chân do dẫm phải mìn của Pốt. Nơi đây mùa mưa, nước tràn ngập qua cầu, thỉnh thoảng bị nước cuốn trôi mất cầu. Những cây cầu từ phà lếch vào biên giới do công binh làm cầu tạm, cầu gỗ, lính ta thường gọi là cầu công binh. Địch thường xuyên cài mìn ở các đầu cầu và đốt phá cầu, phục kích khi xe ta qua cầu nhằm ngăn chặn bước hành quân của ta. Vào xa bên trong có 20 nhà. Năm 79-80, bộ đội ta đánh vào nơi đây có 20 cái nhà của Pol Pot. Sau khi đánh chiếm, ta gọi nơi đây là 20 nhà. Nơi đây sau này có lữ đoàn của bộ đội Campuchia ở. Đánh vào tiếp nữa, ta gặp 5 nhà. Từ 5 nhà, vượt núi 1.500 và vào biên giới Thái Lan không có đường đi. Do yêu cầu của chiến trường, lữ đoàn 25 công binh của quân đoàn 4 vào làm. Lúc đó là năm 1980, năm Canh Thân. Vì vậy, bộ đội ta đặt tên gọi là Đèo Khỉ, và các dải núi này cũng có rất nhiều khỉ nữa. Từ bên đây chân đèo khỉ qua tới bên kia là 12 cây số, vì vậy lính ta cũng có câu mặt nhăn như đít khỉ mỗi khi hành quân qua đèo này. Không chỉ riêng đèo khỉ mà bộ đội ta hành quân chiến đấu phải vượt qua như đỉnh 1404, 1160, 971, dốc 15 phút. Vì dốc đứng nên chỉ đi khoảng 15 phút là dừng giải lao. Vượt qua đèo khỉ ta gặp địa danh A3 rồi đến A4, đến đèo gà. Đèo gà được thi công năm 81 năm Tân Dậu do Trung đoàn Công binh 269 của bộ thi công, thay thế cho Lữ đoàn 25 Công binh của quân đoàn 4. Phía sau trạm A4 đối diện với đèo gà có cái đồi nhỏ hơn gọi là đồi chó. Đường vượt qua đồi này gọi là đèo chó, vì đèo này làm năm 1982 năm Nhâm Tuất, đèo hướng ra biên giới Thái Lan, làm đèo chó chủ yếu để đảm bảo hậu cần cho trung đoàn 10. Qua đèo gà 4 cây số có suối DK. Năm 1983 ta bỏ đèo gà chỉ giữ lại đèo khỉ, nên địch chiếm lại đèo gà. Trung đoàn 14 biên phòng rút ra Rô Viêng củng cố lực lượng. Cơ hội đó Pol Pot vào chiếm 7 nhà. Pol Pot làm đường thông qua biên giới Thái, nối liền với đường của ta làm ở khu vực 7 nhà. Rồi địch chiếm A3, A4, làm cầu bê tông vượt qua sông Cơ Long, Cơ Lum. Pol Pot đặt tên là cầu Vạn Thắng. Cầu Vạn Thắng Pol Pot làm trong năm 1984. Suối DK gọi là suối nước đục, vì lúc nào nước suối cũng đục ngầu. Nhưng khi ta rút ra thì Pol Pot chiếm và đặt trận địa DK ở đó, bắn vào đỉnh 1.500, tức đèo khỉ, và bắn vào 5 nhà. Chiến dịch mùa khô năm 1984-1985, ta đánh chiếm lại ở nơi này có một đống vỏ đạn DK như cái núi. Sau này ta đặt tên là suối DK luôn. Khi quân ta đánh chiếm đèo gà, các đạn pháo của địch nó bắn đèo gà không còn một lá cây. Năm 1985, có một tác giả viết trong báo quân đội bài thơ có tựa đề Đèo gà không còn màu xanh của lá. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngã xuống nơi đây khi ta vượt qua đèo gà để đánh vào biên giới Thái Lan. Đường 56 cũ của Pol Pot có tên là Thập Khẩu Cửu, tên do người Hoa đặt. Vì nơi này rừng thiêng nước độc, vào 10 người chỉ sống một người.
Nói đến đường 56 là nói đến giao tàu bay. Hai bên đường nhiều lắm nhưng rất nguy hiểm vì địch cài mìn nhiều. Thỉnh thoảng lại nghe mìn nổ, cụt chân hoặc hy sinh khi đi hái rau tàu bay, hái rau rừng. Vùng này dây Hà Thủ Ô cũng nhiều lắm. Bộ đội ta bứt dây Hà Thủ Ô về nấu nước uống thay cho nước trà. Tút rừng rất nhiều, thỉnh thoảng lại nghe đơn vị này tiểu đoàn nọ bắn được Hoãng, Mễn, TT, Sơn Dương, Bỏ Tót, Mai, Nhím. Đơn vị đóng quân trong rừng nên vào mùa mưa cũng khá vất vả. Nước ngập tràn vào hầm hào công sự, nhà ở thì dột nát. Các đơn vị ở biên giới đa số ở dưới hầm nên mưa xuống là bị nước vào, ướt ba lô súng đạn, ở trên thì bị pháo của địch bắn. Mùa mưa, lính ta bị sốt rét, chết nhiều lắm. Sốt xuất huyết và đái huyết cầu tố, hai bệnh này thằng nào cũng nguy hiểm đến tính mạng con người. Tỷ lệ sốt rét chết cũng rất nhiều. Vùng rừng núi nên con ve con vắt, nó cắn ghẻ lở cả người, rồi rắn rết bò cạp nữa. Lâu lâu lại nghe một vụ lính ta bị rắn cắn chết. Tuyến đầu biên giới có trung đoàn 14 biên phòng, trung đoàn chịu nhiều thiệt thòi nhất, sốt rét và bom pháo, ngủ hầm. Rồi có những đồng đội bị thương, hy sinh, sốt rét nặng, phải cáng thương vượt đỉnh 1.500 đèo khỉ ra bệnh xá tiền phương của sư đoàn ở năm nhà để điều trị, để chôn cất, để máy bay đưa về nước điều trị. Năm 20 tuổi, bạn tôi chống gậy vì sốt rét, uống thuốc vào, da vàng thâm môi, để cắt cơn sốt, phải chích thuốc ký ninh. Một liều thuốc là 7 mũi, nhưng mới chích được 2 mũi đầu. Nó nhức quá phải chống gậy chứ không đi được, rồi thỉnh thoảng bị áp xe. Còn nhà ở của bộ đội ta lúc bấy giờ thì mỗi đơn vị điều kiện ăn ở có khác nhau. Đơn vị nào đóng quân ở thành thị thì có nhà cửa của dân để lại, chỗ ở cũng tạm ổn. Còn đơn vị đóng quân trong rừng, trong biên giới thì nhà ở tạm bợ, gọi là lán trại thì đúng nghĩa hơn. Như trung đoàn 14 của sư đoàn 339 ở vùng biên giới, nhà ở nửa nổi nửa chìm, ở hầm là chủ yếu. Nhà ở đa dạng, nhà tranh vách lá, có khi lợp nhà bằng cỏ tranh, bằng lá kè, lá cỏ, hoặc đốn tre nứa đập dập để lợp nhà, hoặc lột vỏ cây để lợp nhà. Có chỗ lợp nhà bằng lá cây dầu, vì vậy mỗi khi mưa xuống là dột nát. Cũng có những lúc chiến đấu xong, dừng quân nơi đó, trung đoàn tổ chức cho các đơn vị đốn cây làm nhà. Đôi lúc mới dựng lên được một hai cái cột nhà lại được lệnh hành quân chiến đấu rồi bỏ luôn vị trí đó vì đi chiến đấu không quay lại chỗ cũ. Cuộc sống của những người lính ở chiến trường biết bao là thiếu thốn. Báo đảng báo đoàn ít có để xem. Mỗi khi có thư của bạn bè và gia đình đồng đội thì anh em truyền tay nhau để xem cho đỡ buồn. Đôi khi có được một miếng báo đến tay người lính bộ binh thì nhìn muốn hết thấy chữ luôn. Gọi là miếng báo vì tờ báo tới tay người lính là bị rách ra từng miếng, không còn là tờ báo nữa. Ăn uống thiếu chất lắm, vì vậy anh em đồng đội tranh thủ đi hái rau rừng, mùa mưa thì đi lấy măng, đào củ mài, củ từ. Đường 56 từ đèo khỉ trở vào biên giới có san đá môn thục, củ hũ cao rừng và nhiều loại rau khác. Càng vào sâu trong biên giới thì núi rừng trùng trùng điệp điệp như bát úp kề nhau. Nghe tiếng chim kêu vượn hú, lính ta thấy buồn lắm. Nhất là trong mùa mưa, suối thác chảy ào ào. Mỗi lần hành quân vượt qua suối thật vất vả và nguy hiểm lắm. Chỉ cần sơ suất một chút là bị nước cuốn trôi mất tích. Lương thực thực phẩm không đủ cấp. Có lần nhận thịt hộp thì hộp thịt bị hư hết hạt, sữa bò bị rỉ sét phù thủng và vón cục, gạo đôi lúc bị ẩm mốc sâu mọt đóng cục, thuốc hút không có đủ, phải lượm dế nhủi để hút, nhưng dế nhủi cũng đâu còn để nhặt. Một năm lính bộ binh được cấp 3 bộ quần áo,
nhưng vào trận đánh là rách sạch trơn, vì vậy phải mặc áo ngược, quần ngược. Giày mới nhận trong thùng khui ra có chiếc đã bị chóc keo. Thực phẩm quen thuộc với người lính là mắm kem, ruốc M4, thịt hộp. Hành quân chiến đấu có thêm lương khô, gạo sấy, cá khô. Trong năm 84-85, có nhiều nhà thơ nhà văn nói lên những gian truân vất vả của người lính, những thiếu thốn, những hy sinh mất mát ở chiến trường. Trong đó có bài thơ nói về đèo gà, bài thơ nói về tả xanh. Và có một bài của tác giả nào đó tôi không nhớ tên, viết trên tạp chí quân đội như sau. Suốt chiều dài 210 cây số từ Berlin xuống đến Cô Công, trên tấm bản đồ chi chít đường cong, một màu xanh trải dài tít tắp, những địa danh Oda, An Đông, Sầm Lốt, rồi tà xanh tức sốc Penta, vượt dài Phnom Thum xuống đến Năm Nhà. Ta lại gặp những đèo gà, đèo khỉ, băng qua dải sa mắc đen hiểm trở. Ở nơi này có hồ thác cỏ, bến đá Cô Công. Những tên làng, tên suối, tên sông được mang tên từ thời tạo dựng, được nhắc đi nhắc lại ngàn lần, được in trên hàng vạn dấu chân. Người còn sống cũng như người đã khuất. Ở biên thùy, nơi xa xôi nhất, mặt trận phía Tây, vua sát Cô Công. Những người lính chúng tôi đã nếm mùi cay đắng, không ai tránh khỏi những trận sốt rét, những trận bom mưa lửa đạn của quân thù. Do đặc thù của núi rừng, địa bàn rộng, nên bộ đội ta không đủ quân số để giải ra chốt đường. Vì vậy, có những nơi rất xa, khoảng 5 đến 7 cây số, mới có một tổ chốt đường. Từ đó mà địch mò ra lộ để cài mìn phục kích đánh ta. Vào mùa mưa, xe không vào được biên giới, buộc lính ta phải hành quân bộ hàng trăm cây số để nhận lính mới bên nước bổ sung qua, để đi tải gạo, tải lương thực thực phẩm, tải đạn và tải thương binh tử sĩ. Có những lúc hỏng xe hàng không tới được, nên có lúc thiếu gạo, phải nấu cháo ăn cầm cự qua ngày để chờ tiếp tế. Mùa hè, những con ve sầu nó kêu điếc cái lỗ tai. Những con ve này cũng là mùi bén của lính ta. Chúng tôi làm cái vợt đi chụp mấy con ve sầu về rang mặn lên để ăn với cơm. Vậy mà rất ngon đấy các đồng đội ạ. Nói chung ở chiến trường, cái gì ăn được là lính ta tận dụng hết. Rồi các anh chỉ huy cũng có những sáng kiến, nghĩ ra làm cái nồi nấu rượu, có khi ủ cơm vài ngày rồi lấy cái khăn vắt lấy nước uống, gọi là uống nước hèm, không cần phải nấu. Mỗi khi có các đồng chí sĩ quan về phép, khi trở lại đơn vị, có nhiệm vụ là mua trà bắc, mua men để ủ cơm rượu, men nấu rượu. Ở chiến trường cấm uống rượu, nhưng các anh cũng tìm mọi cách để làm rượu uống, cho vơi đi những tháng ngày cực khổ. Màn đêm buông xuống, những người lính chúng tôi phải thay nhau đổi gác. Súng lạnh buốt tay, mắt hướng về phía trước, tai lắng nghe từng tiếng động trong đêm. Nhất là vào mùa lập đông, ở biên thì trời rét lắm. Cái rét biên thì lạnh buốt thịt ra. Chúng tôi gác không có đồng hồ để xem giờ, chỉ nhìn sao trời mà đón thời gian đổi gác. Trong rừng đêm xuống, trời tối đen như mực. Ngồi gác mũi trích, không dám đập, sợ địch phát hiện. Ngoài những ngày hành quân chiến đấu, các đơn vị còn đi cài mìn, phòng địch đột nhập vào đơn vị. Mỗi khi nghe tiếng mìn nổ là đơn vị tổ chức đi kiểm tra và cảnh giác xem có phải địch vào không. Có những trường hợp đi kiểm tra mìn lại bị vướng mìn nổ, hoặc giông gió gãy đổ nhành cây làm mìn nổ, hoặc thú chạy mìn nổ làm lính ta bị thương hoặc hy sinh. Không biết sao mà kể cho hết, ngày qua tháng lại, chỉ cầu mong cho anh em chúng ta được mạnh khỏe, bình an, tai qua nạn khỏi, để có sức khỏe hành quân chiến đấu dài ngày.
Nói đến đường 56, không chỉ riêng sư đoàn 339, mà còn rất nhiều đơn vị khác tham gia chiến đấu trên tuyến đường này, trên biên giới này, như các đơn vị của đoàn 9903, sư đoàn 9, sư đoàn 330, các đơn vị của quân đoàn 4, của bộ, của quân khu và bộ đội bạn, cùng với các quân binh chủng khác. Trong đó có sư đoàn 9 tham gia tải gạo vào biên giới cho sư đoàn 339. Sư đoàn 339 không chỉ ở Pua Sát mà còn cơ động chiến đấu với đội hình của sư đoàn 330 ở tỉnh Bắc Tam Bang. Trong đó có trung đoàn 8, trung đoàn 10 và trung đoàn 9. Ba trung đoàn kể trên có nhiều lần cơ động chiến đấu ở các vùng biên giới Bắc Tam Bang, những địa danh như Pai Linh, Tà Xanh, tức Sóc, Sóc San, Cua Chữ V, Vườn Cam, Vườn Nhãn, Vườn Dừa, Mun và Cống Bảy Cửa và khu vực Biển Hồ không có gì xa lạ với sư đoàn 339. Trung đoàn 9 thì cơ động chiến đấu ở khắp nơi do yêu cầu nhiệm vụ của mặt trận 979, nên trung đoàn 9 tham gia tác chiến ở các tỉnh như tỉnh Kompong Serpu, tỉnh Kompong Sơn Năng, tỉnh Pua Sát và tỉnh Bắc Tam Bang. Trải qua 10 năm chiến đấu giúp bạn, sư đoàn 339 có hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, bắt sống và tiêu diệt hàng ngàn tên địch, thu nhiều vũ khí đạn dược các loại và xe pháo của Pol Pot, tô thắm thêm truyền thống cho quân khu, cho quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ chiến đấu ra, sư đoàn 339 có đội sản xuất, đội đánh bắt cá ở Biển Hồ, nhằm đảm bảo hậu cần cho đơn vị chiến đấu. Trở lại con đường 56, con đường máu, trải qua 10 năm chiến đấu giúp bạn, có hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống nơi này, một con số thương vong mất mát không phải là nhỏ. Mùa khô 1984-1985, Bộ Quốc phòng ta mở chiến dịch tổng tiến công trên toàn chiến trường Campuchia, dốc hết sức người sức của cho tiền tuyến. Hướng Tây Bắc có đơn vị mặt trận 579-479 đảm nhiệm đánh địch ở giải Đăng Rách, Cao Mê Lai, Sam Rông, núi Hồng và vùng biên giới Thái Lan. Hướng Tây Nam có mặt trận 979 đảm nhiệm các vùng biên giới tỉnh Pô Sát, tỉnh Cô Công, tỉnh Bắc Tam Bang và biên giới Thái Lan. Ở vùng biển và vịnh Thái Lan có hải quân vùng 5 hoạt động chiến đấu bảo vệ cảng Kompong Som, bảo vệ Thổ Chu và đảo Phú Quốc. Các đơn vị ở trong nội địa cũng tham gia truy quét địch. Trong đó có nhiều đơn vị bạn như đoàn 9903, 9906, 9901, 9907 và đơn vị của mặt trận 479, 579 với bộ đội bạn tham gia chiến đấu. Có các trận đánh xung quanh vùng Biển Hồ, vừa đánh trên bờ vừa đánh dưới sông. Địa hình ở Biển Hồ tuy không có rừng già cổ thụ như vùng đồi núi, nhưng dây leo dây gai rất chằng chịt. Đánh dưới sông phải dùng xuồng máy. Vì vậy, mỗi lần đụng địch phải chạy qua mấy lùm cây gai. Địch ở trên mấy lùm cây, nó bắn ta không có đường đỡ kịp. Cho nên địa hình tác chiến ở Biển Hồ cũng khá phức tạp. Có những trường hợp truy kích địch dưới sông bị lật chìm xuồng, mất súng đạn. Trên rừng núi thì hiểm trở, bộ đội ta phải hành quân qua nhiều sông suối, đồi núi. Có trường hợp vượt suối bị nước cuốn trôi mất tích. Tháng 11 năm 1985, có một chiến sĩ của đơn vị tiểu đoàn 4, trung đoàn 9 vượt suối bị nước cuốn mất xác. Đi tìm đến 3-4 ngày sau vẫn không thấy xác. Rồi cũng có nhiều trường hợp tác chiến bị thất lạc trong rừng, mất tích hoặc bị lạc đội hình trong rừng cả chục ngày. Chiến dịch mùa khô 1984-1985, sư đoàn 339 đánh vào căn cứ 100 nhà, căn cứ các Đa Mon và vào biên giới Thái Lan. Ước tính có hơn 10.000 quân tham gia chiến dịch này, gồm có sư đoàn 4 bên trái đánh qua, bên phải có sư đoàn 330, đơn vị bạn có tiểu đoàn Trương Định cơ động của đoàn 9903, các đơn vị bộ đội bạn ở tỉnh Tà Keo, tỉnh Cần Đan, tỉnh Sơ Vi Riêng,
tỉnh Raven cũng tham gia chiến dịch này, và có hàng ngàn dân công hỏa tuyến vào để phát hoang cho bộ đội ta cải trông mìn vật cản. Mỗi lần hành quân chiến đấu vượt qua rừng dây mây, bộ đội ta chặt cây mây, uốn cong lại làm cây gậy, chống đi như chiếc gậy Trường Sơn. Hành quân trong rừng đôi lúc gặp hoa lan rừng nở đẹp lắm, và những tầng cây xăng lẻ nở, hoa rơi rụng xuống đất thấy mơ mộng lắm. Cây xăng lẻ ở miền Nam gọi là cây thao lau. Sau khi ta giải phóng biên giới căn cứ Các Đa Mon, thì các đơn vị vào chiếm đóng ở các khu vực như A3, A4, 12 nhà, Đèo Gà, 7 nhà, Cầu Vạn Thắng, cứ 100 nhà, đến biên giới Thái Lan. Vì vậy, ngày nào địch cũng bắn pháo từ bên kia Thái Lan vào đội hình đóng quân của ta. Chúng cho máy bay ném bom nhằm đánh sập Cầu Vạn Thắng. Hôm nọ, có hai đồng chí ở đơn vị Trung đoàn 10 tắm ở gần Cầu Vạn Thắng bị máy bay địch ném bom hy sinh. Giải phóng Các Đa Mon và biên giới Thái Lan, đơn vị pháo binh của quân khu và pháo binh của sư đoàn đặt trận địa từ A3 vào Đèo Gà và khu vực 7 nhà. Mỗi lần pháo ta đề ba chi viện cho các mũi hướng, thì bên kia Thái Lan pháo địch đáp trả vào trận địa pháo ta. Cứ thế mà hai bên bắn qua bắn lại liên tục. Trong chiến dịch này, ta vừa chiến đấu vừa làm chiến dịch K5. Chiến dịch K5 là sáng kiến của Thượng tướng Lê Đức Anh lúc đó. Tại sao gọi là chiến dịch K5? Chữ K là viết tắt Campuchia, đó là Kapiak, là bảo vệ phòng thủ. Còn 5 là trong 5 kế hoạch đề ra. 1. Rào biên giới không cho địch đột nhập từ bên kia Thái Lan vào nội địa Campuchia. 2. Trồng tre để rào biên giới. 3. Phát hoang, chặt cây rừng ngả hướng sang biên giới, chặt nửa cây cho ngả, nhưng cây vẫn còn sống, để răng dây thép gai và trông sắt nhọn. 4. Đào hào xây dựng tuyến phòng thủ biên giới. 5. Cài trông mìn ngăn chặn địch đột nhập qua biên giới. Ước tính có hàng triệu quả mìn đã cài dưới lòng đất và hàng trăm tấn trông sắt nhọn đã được cài ở tuyến biên giới. Vậy mà địch vẫn đột nhập vào biên giới đánh ta được. Có nhiều lý do tế nhị không thể nói hết, trong đó khách quan và chủ quan của bộ đội ta cũng có. Cái chủ quan ấy mà bộ đội ta phải tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đổ xương máu trên chiến trường. Nói tóm lại là ta niêm phong biên giới để cho bộ đội bạn làm chủ, không phụ thuộc vào bộ đội Việt Nam. Kế hoạch K5 bắt đầu từ 19 tháng 7 năm 1984 đến năm 1989, nhưng hiệu quả không cao do biên giới với Thái Lan quá dài và rộng. Vì vậy, từ ngày mở cuộc tiến công mùa khô năm 1985 đến năm 1989, địch vẫn hoạt động mạnh, vẫn được các nước viện trợ và vẫn đột nhập vào nội địa, nên ta đánh đến tháng 9 năm 1989 mới rút quân về nước. Nói về chiến trường bạn, thì quân đội ta mở chiến dịch vào mùa khô, mùa mưa thì đi truy quét cấp tiểu đoàn, cấp trung đoàn và cấp nhỏ lẻ. Còn Pol Pot đánh ta chủ yếu vào mùa mưa, nó phục kích cài mìn và tập kích đánh vào căn cứ ta. Địch thường tập kích vào ban đêm khoảng 9-10 giờ tối hoặc 3-4 giờ sáng. Đánh xong, chúng rút nhanh, không dám chiếm trận địa của ta. Vào một đêm của tháng 9 năm 1986, ngày lễ hội Pơ Chum Ben là ngày lễ báo hiếu của dân tộc Campuchia, sư đoàn tiền phương 339 ở biên giới đang thực hiện chiến dịch K5 và truy quét địch, thì ở Phung Lách, nơi sư đoàn bộ 339 đóng quân, bị Pol Pot đánh vào, làm ta hy sinh mấy đồng chí, trong đó hy sinh một đồng chí thượng úy và hy sinh một đại úy. Địch đánh sư đoàn vào ban đêm, bọn nó bắn khoảng hơn 40 quả B-40 và các loại hỏa lực khác. Sau đó, bọn chúng rút ra đánh thị xã Pua Sát. Trên đường rút ra đánh Pua Sát thì bị lực lượng tiểu đoàn Trương Định của đoàn 9903
đập cho một trận tơi bời lên bờ xuống ruộng, bỏ lại mấy xác không kịp lấy. Rồi trong chiến đấu cũng có những trường hợp đánh nhầm với nhau do rừng cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, đôi lúc không nhận dạng được và nhiều nguyên nhân khác. Như trong chiến dịch mùa khô 1985, Trung đoàn 10 Sư đoàn 339 đánh nhầm với Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 1 của Sư đoàn 330, hoặc có trường hợp như trinh sát mặt trận cải trang quần áo Pol Pot để trinh sát luồn sâu qua Thái Lan, khi trở về gặp lực lượng phục kích của ta, do mặc đồ Pol Pot và hành quân lút xút trong rừng tưởng là Pol Pot, nên lính ta nổ súng dẫn đến hai bên đánh nhau. Khi phát hiện ra thì thương vong xảy ra rồi. Đại đội tôi cũng đánh nhầm với đại đội bạn Campuchia một lần. Ở Campuchia, mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3 là cây thay lá ra lộc và hoa ra trái. Mỗi lần rụng lá nhìn rừng thoáng và trống. Mùa khô, Pol Pot thay đốt rừng nên hành quân có những chỗ trống địch dễ phát hiện ta. Đặc điểm mùa khô lại không có nước, cộng với cho bụi khi hành quân, làm lính ta bị hóc cổ, khô cổ họng. Một ám ảnh của lính ta, đó là mỗi khi nhắc đến mùa khô của Campuchia, có những lúc không có nước, phải uống nước đái. Trong chiến đấu, những gian nan vất vả và thiếu thốn, vậy mà có khi bắt được tù binh, mình phải ưu tiên cho nó nước uống, cơm ăn, trong khi lính ta phải nhịn đói nhịn khát. Quan điểm của đảng ta là làm tốt công tác chính sách tù hàng binh, cách mạng khoan hồng, từ đó mà vận động kêu gọi bọn chúng từ bỏ vũ khí ra trình diện, về với chính quyền cách mạng, về với nhân dân và gia đình. Vào những năm thập niên 1980, ở các ngã ba ngã tư đường, chính phủ Campuchia có đặt cái miếu để thờ đầu lâu xương cốt nhằm lên án chế độ diệt chủng của Pol Pot. Thời kỳ đó, đường 56 không có dân ở, những phum sóc bỏ hoang nơi rừng sâu núi thẳm, không một bóng người. Rồi những năm tháng ở chiến trường, mỗi đồng chí đồng đội có những kỷ niệm riêng tư, đáng nhớ. Chuyện vui buồn ai cũng có đồng chí thoát chết trong gang tấc, sau này được trở về quê hương đất tổ đến ngày nay. Trong những lúc khó khăn, anh em động viên nhau lúc thường cũng như lúc ra trận. Ở gia đình có cha mẹ, anh chị em, ở chiến trường có đồng đội. Mỗi khi đau bệnh, có đồng đội chăm sóc, đút cho từng miếng cơm, miếng cháo, từng giọt nước uống. Xa nhà, anh em đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tình cảm anh em giới thiệu cho nhau chị gái, em gái, cháu gái. Từ đó mà những lá thư tọa độ kết bạn bốn phương được gửi đi. Vậy mà cũng có nhiều đồng đội đã thành vợ thành chồng hạnh phúc sau này. Cũng có nhiều trường hợp lấy vợ người Campuchia và ở lại làm ăn sinh sống. Chuyện này cũng rất tế nhị nên không thể kể hết ra được vì mỗi người mỗi cảnh. Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, sư đoàn còn có đội công tác gọi là đội ba chức năng. Thứ nhất là xây dựng bộ máy chính trị, chính quyền từ cấp cơ sở trở lên. Thời kỳ mới giải phóng, Campuchia chưa có chính quyền các cấp lãnh đạo. Thứ hai là bóc gỡ địch ngầm trong dân, làm công tác binh địch vận, tuyên truyền vận động hàng ngũ tay sai chống đối ra trình diện chính quyền cách mạng. Thứ ba là tăng gia sản xuất, chăm lo cải thiện đời sống cho nhân dân và phát triển kinh tế. Ngoài ra, bạn còn gửi sang Việt Nam đào tạo các lớp chuyên môn nghiệp vụ để về lãnh đạo đất nước. Mỗi năm có hàng chục ngàn sinh viên và cán bộ được đào tạo ở Việt Nam về. Đảng và nhà nước, nhân dân Campuchia, họ đặt tên gọi cho quân tình nguyện Việt Nam là đội quân nhà Phật, là Phật sống, đã hy sinh xương máu để cứu lấy một đất nước, cứu lấy một dân tộc bị chìm trong biển máu. Trong khi đó, cả thế giới làm ngơ không giúp được gì cho Campuchia, mà ngược lại, thế giới và các nước ASEAN còn viện trợ tiếp sức cho chế độ Pol Pot để giết chết người dân, giết chết một xã hội loài người, biến đất nước Campuchia trở thành thời kỳ đổ đá
và bao vây cấm vận cô lập Việt Nam trên trường quốc tế. Từ khi chế độ Pol Pot bị lật đổ, trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, đất nước Campuchia trên đà phát triển, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, CPP. Người dân sống trong thanh bình thịnh vượng và bình đẳng, quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng và trên thế giới. Đường 56 nay được nâng cấp và mở rộng, chám nhựa và các con suối nay được xây dựng cầu bê tông thông suốt qua biên giới Thái Lan. Hai bên đường cư dân cất nhà làm nương rẫy và tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Ở biên giới có cửa khẩu qua Thái Lan gọi là Cha Rọ Thô Mô Đa. Dân cư tập trung ở biên giới rất đông, có chính quyền địa phương các cấp, có chợ, có trường học cho con em cắp sách đến trường, các công trình xây dựng mọc lên như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch, những nơi chiến sự ác liệt trước đây bây giờ là điểm du lịch để khách thập phương đến tham quan. Đèo Khỉ, cái tên quen thuộc của người lính chúng tôi, giờ đây không khác gì Đà Lạt hai. Chúng tôi là những người con của sư đoàn 339, là cựu chiến binh chiến trường ca, được về thăm lại chiến trường xưa. Xe chạy bon bon trên đường trải nhựa qua những cây cầu bê tông suốt chặng đường đến biên giới Thái Lan. Con đường 56 ngày nào giờ đây được đổi tên thành đường 55. Đường được thi công và đưa vào sử dụng năm 2018. Những cảnh vật đã thực sự thay đổi theo thời gian. Hai bên đường, người dân mua đất để làm nương rẫy. Họ khai hoang sâu vào trong khoảng 5-700 mét. Hai bên đầu cầu bắt qua suối, nhà dân mọc lên san sát với nhau. Cảnh buôn bán nhộn nhịp, hòa trong không khí vui mừng của một đất nước, một dân tộc được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Giờ đây, những tượng đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam được xây dựng trên khắp đất nước Campuchia. Những ngày lễ lớn kỷ niệm ngày mùng 7 tháng Giêng, ngày giải phóng Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng của Pol Pot, họ luôn tưởng nhớ đến đội quân nhà Phật, một ân nhân đã cứu lấy đất nước, cứu lấy một dân tộc, một đất nước được sinh ra lần thứ hai.